Văn kiện của Cục Đất đai đúng là hữu dụng, Tòa án Nhân dân Trung cấp đã lập tức phong tỏa 400 mẫu đất của Nga Ni Trần. Một ngày sau, trước khi Nga Ni Trần chưa kịp hành động gì thì Cục Đất đai lại đưa ra văn kiện mới cho Tòa án Nhân dân, công bố thông qua điều tra quyền sử dụng đất thuộc về Ủy ban Nhân dân, yêu cầu Tòa án gỡ bỏ phong tỏa. Tòa án đã rất phối hợp, lập tức gỡ bỏ phong tỏa và Cục Đất đai đã dùng tốc độ nhanh như chớp mà trước đây chưa từng có để làm xong giấy chứng nhận đất, hơn nữa còn dựa vào danh nghĩa chính quyền thu hút đầu tư phê duyệt miếng đất cho một doanh nghiệp khác, không cần tới thời gian một ngày đã làm xong tất cả mọi thủ tục, Cục Đất đai đã lập kỷ lục làm việc với năng suất nhanh nhất. Doanh nghiệp lấy được miếng đất đã dùng 400 mẫu đất để quy hoạch lại từ đầu, xây dựng một khu an dưỡng vô cùng rộng lớn, mang tiếng là viện an dưỡng nhưng thực ra là một câu lạc bộ tụ họp bí mật, đại loại như câu lạc bộ Bohem ở Mỹ, những người lui tới ở đây không phải là quan cũng là thương gia, không phải người có cấp bậc và giàu có thì không thể vào. Khu an dưỡng đặt tên là Cửu Hào Công Quán, nghe nói thường hay tổ chức những tiệc rượu bí mật, những người có được tấm vé mời đều là những người có thân phận hiển hách hoặc có thân thế, thường hay có những vị khách từ Bắc Kinh và Thiên Tân đến ủng hộ, tiếng tăm lan truyền rộng lớn. Nghe nói sau việc này Thôi Kiến rất không phục, đích thân đến tìm Cổ Hướng Quốc tranh luận về chuyện miếng đất. Thị trưởng Cổ, miếng đất này liên quan đến nhiều tranh cãi, nhiệm vụ của tổ hòa giải là giải quyết vấn đề còn sót lại, kết quả vấn đề còn sót lại thì không giải quyết được, lại tạo ra vấn đề mới. Bây giờ là thành một người gả ba nhà. Cổ Hướng Quốc lại phản đối nói. Đây không phải là đất của anh, là dự án thu hút đầu tư của chính phủ. Nói cái gì mà một người gả ba nhà? Anh cũng phải chịu trách nhiệm, anh không giữ được đồ của mình, bị người khác lấy mất rồi đưa lại đồ của anh cho nhà nước, vậy tôi còn bắt họ làm gì? Anh đừng nói nữa, nhà nước đã mời gọi các nhà đầu tư rồi, còn có thể rút lại sao? Thôi Kiến tức giận đến không còn cách nào khác, lại đi tìm Ngả Thành Văn, hy vọng bí thư Ngả có thể chủ trì công lý, không ngờ Ngả Thành Văn lại nói. Tôi đã phê chỉ thị một lần rồi, không thể xen vào nữa. Thị trưởng Cổ là nhà nước. Tôi là thành ủy, tôi không thể khua tay múa chân trong việc của nhà nước. Một người gả ba nhà, Thôi Kiến và mấy trăm nhà đầu tư bây giờ muốn tìm lại lẽ phải cũng không biết phải tìm ai. Một bữa cơm kéo dài đến 2 tiếng, do trình độ kể chuyện của Lưu Nhất Lâm quá cao siêu, Hạ Tưởng nghe rất nhập tâm. Có một số chuyện hắn cũng đã nghe sơ qua nhưng còn có nhiều chuyện chưa bao giờ được nghe, hôm nay nghe Lưu Nhất Lâm kể lại mới khiến cho hắn càng hiểu sâu thêm về việc lập nghiệp và các mối quan hệ của Nga Ni Trần. Đương nhiên, còn có nhiều chuyện Lưu Nhất Lâm cũng chưa kể ra, ví dụ như người chống lưng cho Nga Ni Trần là ai. Nếu chỉ nói là Thủy Căn thì Hạ Tưởng chắc chắn là không tin. Còn việc Nga Ni Trần bị Cổ Hướng Quốc cưỡng ép cướp đi 400 mẫu đất, xong việc cũng không có phản ứng gì thì thật lấy làm lạ, chắc hẳn là còn có nội tình bên trong. Hạ Tưởng lấy trà thay rượu, mời Lưu Nhất Lâm một ly. Mời trưởng ban Lưu một ly. Trưởng ban Lưu kể chuyện rất có đẳng cấp, tôi nghe thấy rất hứng thú. Lưu Nhất Lâm lặng yên cười. Tôi biết ngài nhất định là có chuyện muốn hỏi, cứ hỏi đi, tôi biết thì sẽ nói, đã nói là sẽ nói hết. Cái Hạ Tưởng muốn chính là câu nói này. Vậy tôi không khách sáo rồi. Tài sản dưới danh nghĩa của Nga Ni Trần là rất lớn, một miếng đất có mấy trăm mẫu thì chỉ là một bộ phận nhỏ trong tài sản của ông ta. Ngụ ý là, Lưu Nhất Lâm nói cả nửa ngày trời mà thực ra chỉ tiết lộ lúc Nga Ni Trần mới lập nghiệp đã từng mượn mấy trăm mẫu đất. Hơn nữa là đã bất chấp thủ đoạn để thu được món lãi cách xù. Đương nhiên, cũng từ đó thấy được một số nội tình trong cục thế của thành phố Lang. Ngả Thành Văn không nắm giữ được đại cục, trong chuyện miếng đất ông ta bị Thủy Căn nắm đầu, nhưng thủ đoạn của Thủy Căn không cao siêu bằng Cổ Hướng Quốc, bởi vì Cổ Hướng Quốc di hoa tiếp mộc, cuối cùng đã vô cớ giao 400 mẫu đất cho nhà nước. Đương nhiên ngoài mặt là giao tất cả cho chính phủ, thực ra là vì lợi ích cá nhân. Và trong quá trình Cổ Hướng Quốc lợi dụng Cục Đất đai ra mặt giải quyết việc này, Ngả Thành Văn và Thủy Căn cũng vờ như không thấy, có thể là không có sức phản kháng, bên trong chắc hẳn là có giao dịch ngầm, nếu không với con người như Nga Ni Trần làm sao lại chịu ngậm bồ hòn lớn như vậy. Nếu nói Ngả Thành Văn vờ như không thấy thì còn được, Nga Ni Trần và Thủy Căn cũng không bày tỏ một chút thái độ gì thì thật không bình thường. Hạ Tưởng cũng thấy cảm thán vì thành phố Lang đúng là một nơi không dễ để người khác thấy rõ được tình thế. Bí thư và thị trưởng bất hòa thì không là gì, nơi nào cũng vậy nhưng phó thị trưởng thường trực lại có thể đè đầu bí thư. Được thôi, cho dù Thủy Căn được sự trợ giúp của thế lực đen tối nhưng quan hệ giữa ông ta và Cổ Hướng Quốc cũng bình thường,
vậy trong chính quyền ông ta mượn thế lực của ai? Quả nhiên là phức tạp, giống như một tấm lưới kín như bưng, chi chít chằng chịt, khiến cho người khác không tìm được mắt xích quan trọng để giải quyết vấn đề. Lưu Nhất Lâm cũng hiểu ý rất nhanh, cô ấy cố tình che giấu bối cảnh bí mật của Nga Ni Trần là muốn chờ Hạ Tưởng hỏi đến, Hạ Tưởng vừa hỏi, cô ấy liền hiểu ý cười. Tài sản của Nga Ni Trần rất lớn nhưng một nửa số tài sản là ở Bắc Kinh và Thiên Tân, ở thành phố Lang chỉ chiếm khoảng 1/3, chủ yếu là bất động sản, kinh doanh thuốc lá, khách sạn, và còn một số ngành nghề không hợp pháp như phòng khiêu vũ, karaoke v.v. Cũng ít nhiều có bóng dáng của ông ta là người có tiền để lời là được, là người không có nguyên tắc. Nếu tài sản của ông ta phần lớn là ở Bắc Kinh thì người chống lưng của ông ta đương nhiên cũng sẽ ở Bắc Kinh. Tôi cũng chỉ là nghe kể lại thôi, không nhất định là đúng, chỉ nói cho ngài tham khảo. Cô ấy chớp chớp mắt, vẻ mặt thần bí nhỏ giọng nói. Nghe nói, người chống lưng cho Nga Ni Trần là Tần Tiến Hải. Bộ Ngoại giao có tổng cộng 4 vị phó thủ tướng, ngoài phó bá cử của nhà họ Phó và cha của Triệu Tiểu Phong là Triệu Tuyền Tân gia, còn 2 người nữa là Tần Tiến Hải và Vạn Lương Dân, mà Tần Tiến Hải là người đứng ở vị trí thứ nhất trong 4 vị. Không ngờ lại là phó thủ tướng Tần, Hạ Tưởng vô cùng kinh ngạc. Hạ Tưởng vốn tưởng rằng người chống lưng cho Nga Ni Trần cho dù ở Bắc Kinh thì quá lắm cũng chỉ là một quan lớn trong Ủy ban Trung ương mà thôi, không ngờ phía sau Nga Ni Trần lại là một phó thủ tướng, cũng thật khiến người khác kinh ngạc. Lại liên tưởng đến Mai Thái Bình đã từng nói Cổ Hướng Quốc là cán bộ số 1 được thủ trưởng điểm danh, điều đó thật hay giả tạm thời không bàn cãi, thành phố Lang quả thật là một nơi sống chết đầy bom đạn. Cho dù Lưu Nhất Lâm nói chỉ là nghe kể lại nhưng dựa vào cấp bậc và sự cẩn thận của cô ấy nếu không phải việc có căn cứ thì cô ấy sẽ không nói ra. Im lặng một lúc, Hạ Tưởng lại hỏi. Nói vậy, Phó Thị trưởng Thụy cũng có hậu phương vững chắc rồi. Lưu Nhất Lâm gật đầu. Ở thành phố Lang hầu như ai cũng đều có bối cảnh ở Bắc Kinh, Phó Thị trưởng Thụy cũng không ngoại lệ. Nghe nói, người chống lưng của Phó Thị trưởng Thụy là nhà họ Mai. Cái gì? Nếu nói hậu phương của Nga Ni Trần là phó thủ tướng Tần đã khiến cho hắn cảm thấy hơi khiếp sợ thì chỗ dựa của phó thị trưởng Thụy là nhà họ Mai lại càng làm cho hắn khiếp sợ hơn, bởi vì Mai Thái Bình đã không tiết lộ một chút gợi ý gì. Không ngờ lại dính dáng đến nhà họ Mai. Thực ra trước khi đến thành phố Lang, Hạ Tưởng đã lo âu trong lòng, dựa vào thế lực và tầm mắt của 4 đại gia tộc, thành phố Lang cũng là nơi giao tranh, một khi kinh tế của Bắc Kinh được đưa lên đệ trình. Thành phố Lang là tuyến đầu trận địa thì sẽ có tầm quan trọng rất lớn, 4 gia tộc chỉ để ý thành phố Yến mà không nhúng tay vào thành phố Lang thì không phù hợp với phương pháp làm việc của họ. Nhưng sau khi hắn đến thành phố Lang, tuy thời gian không dài nhưng trước mắt vẫn chưa phát hiện được dấu tích của 4 gia tộc nhúng tay vào thành phố Lang. Trong số 10 mấy ủy viên thường vụ, hắn còn chưa thăm dò kỹ ai là người của nhà nào, hơn nữa hắn lo lắng nhất là thế lực của nhà họ Phó. Hình như không có chút ảnh hưởng gì đến thành phố Lang, còn nhà họ Ngô có thế lực lớn nhất, cũng không thể nào không có chút ảnh hưởng gì đến thành phố Lang, khiến cho hắn hơi kinh ngạc, lại cảm thấy khó tin. Nhưng hắn cũng biết rõ, có thể là do hắn chưa đi sâu vào tìm hiểu, các ủy viên thường vụ của thành phố Lang đều che giấu rất kỹ, cũng vì đã quen sinh tồn trong kẽ hở của Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh ủy, họ đều vô cùng cẩn trọng. Dù sao cũng không giống thành phố Yến có tỉnh ủy. Lập trường của mỗi người phải rõ ràng mới có thể sinh tồn mà thành phố Lang nằm giữa 3 thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân và thành phố Yến thì càng là không để lộ chân tướng, càng tạo cho người khác vẻ thần bí, càng khiến cho người khác không biết rõ ai có hậu phương vững chắc hơn. Trong chính trị cũng coi trọng chiến lược thực ảo, khiến cho người khác nhìn không thấu mới có cảm giác thần bí thì sẽ có con đường sống lớn. Hạ Tưởng bây giờ dường như có thể khẳng định ở thành phố Lang cả 4 gia tộc nhất định đều có quan hệ. Về phần là ai thì xem ra không bao lâu hắn sẽ có thể biết rõ. Thụy Căn nếu có quan hệ với nhà họ Mai ở thành phố Lang, thật sự khiến cho Hạ Tưởng vừa khiếp sợ lại thấy khó hiểu, Mai Thái Bình không tiết lộ một tí gì cho hắn biết là có dụng ý gì. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Thụy Căn đã lui xuống? Mai Thái Bình thật không ý tứ, giấu giếm quá kỹ, Hạ Tưởng quyết định có cơ hội sẽ tìm y hỏi cho rõ. Lưu Nhất Lâm thấy Hạ Tưởng kinh ngạc thấy rất hài lòng. Quan hệ giữa tôi và trưởng ban Mai, không thân thiết bằng ngài với trưởng ban Mai, ông ta không nói cho tôi biết chuyện của phó thị trưởng Thụy cũng đành chịu, không nói cho ngài biết thì có chút ý vị sâu xa. Lưu Nhất Lâm có ý chia rẽ hay không Hạ Tưởng không dám khẳng định,
hắn chỉ biết quan hệ mật thiết giữa hắn và Mai Thái Bình chẳng qua cũng chỉ là lợi ích gia tộc. Một khi đã liên quan đến lợi ích gia tộc thì đừng nói là Mai Thái Bình giấu hắn, kể cả đích thân ra tay đàn áp hắn cũng là chuyện bình thường. Hạ Tưởng cũng không muốn ác ý suy đoán Lưu Nhất Lâm có dụng ý gì, dù sao hôm nay hắn rất hài lòng trước biểu hiện của Lưu Nhất Lâm, liền cười. Chỉ khi thực lực ngang nhau mới là đồng minh, khi thực lực không ngang nhau thì là bạn. Đồng minh là đối tượng để hợp tác, bạn bè là quan hệ rời rạc. Vẻ mặt Lưu Nhất Lâm như ngộ ra. Thấu đáo, sâu sắc, nghe lời nói của Phó Thị trưởng Hạ rất có ích cho tôi. Hạ Tưởng dường như nhớ ra điều gì, liền hỏi. Đúng rồi, ai là chủ của Cửu Hào Công Quán? Ở Kinh Tiên Cư của Nga Ni Trần có những gian phòng được xếp hạng sang trọng, Cửu Hào Công Quán cũng có chế độ thẻ kim cương, vàng, bạc cho hội viên. Đúng rồi, tôi còn có một tấm thẻ bạc của Cửu Hào Công Quán. Lưu Nhất Lâm bất đắc dĩ cười. Bị Nga Ni Trần xếp ở vị trí thứ 8, cũng bị ông chủ của Cửu Hào Công Quán xếp vào vị trí thứ 3, một cán bộ trưởng ban tổ chức như tôi ở thành phố Lang thật không có địa vị. Hạ Tưởng không tiếp lời của Lưu Nhất Lâm, cô ấy không có địa vị là do bản thân cô ấy hoặc có thể nói cô ấy không muốn làm nên thành tích ở thành phố Lang mà thôi, không liên quan gì đến hắn, điều hắn quan tâm là ông chủ của Cửu Hào Công Quán là ai. Còn nữa, Nga Ni Trần tại sao lại cam chịu đưa 400 mẫu đất nhường cho kẻ khác? Cho dù nói đất là do Nga Ni Trần cướp được nhưng cướp được ở trong bát chính là thịt, ai cũng không chịu miễn phí nhường lại, trừ phi có 3 nguyên nhân. Một là đối phương đủ vững mạnh khiến cho ông ta chùn bước, hai là đối phương âm thầm cho ông ta mọi lợi ích khiến cho ông ta hài lòng, ba là ông chủ của Cửu Hào Công Quán chính là người của Nga Ni Trần, người này ra mặt chẳng qua là bịt tai trộm chuông, là kế che giấu của Nga Ni Trần mà thôi, thay đổi sự chú ý của người khác, lấy đất không hợp pháp biến thành có hợp pháp. Sau đó mua lại với giá rẻ để xóa bỏ mọi kêu ca. Lưu Nhất Lâm hiển nhiên muốn nhử mồi Hạ Tưởng, cô ấy nhấp một miếng trà. Trà ngon, hương vị rất thơm, vừa thử đã biết là trà minh tiền nhưng hơi nhạt một chút. Hạ Tưởng cười ha hả. Thực ra ông chủ của Cửu Hào Công Quán là ai cũng không khó thăm dò. Hắn không dễ bị Lưu Nhất Lâm lừa. Lưu Nhất Lâm bất đắc dĩ. Nói một câu dễ nghe một chút khó khăn với ngài lắm sao? Hình như cảm thấy lời nói của mình có hơi thân mật, cô ấy hơi đỏ mặt, lại nói. Nói ra nhất định sẽ khiến ngài giật cả mình. Bởi vì ông chủ của Cửu Hào Công Quán là một thương gia đến từ Thiên Tân, tên là Đặng Khẳng, rất giàu có nhưng danh tiếng chưa ai biết, mọi người đều xôn xao bàn tán lai lịch của Đặng Khẳng nhưng không điều tra được gì. Thành phố Lang lớn như vậy, không mấy người biết được ông chủ chính thức của Cửu Hào Công Quán là ai, mà tôi là một trong số đó, ông chủ đứng phía sau là Vương Sắc Phi. Chương 791, việc ngấm ngầm, tiến từng bước vững chắc. Lưu Nhất Lâm đã nói đúng. Hạ Tưởng thực sự có hơi giật mình. Hạ Tưởng đã sớm biết đến đại danh của Vương Sắc Phi, cô ấy và Nga Ni Trần là hai nhân vật ngang hàng nhau ở thành phố Lang, tuy nhiên Nga Ni Trần là người có danh vọng cao, mà Vương Sắc Phi lại khiêm tốn, bí hiểm, chỉ nghe nói đến chứ chưa nhìn thấy người thật. Chủ của Cửu Hào Công Quán lại là Vương Sắc Phi, từ đó có thể biết được giữa Nga Ni Trần và Vương Sắc Phi chắc chắn có nhiều gút mắc. Có thể nói, từ sau bữa cơm trò chuyện thấu đáo với Lưu Nhất Lâm, giữa Hạ Tưởng và Lưu Nhất Lâm có thêm một chút ăn ý, tuy còn chưa đạt tới mức là đồng minh nhưng trong quan hệ đã tiến thêm một bước. Trong vòng 2 ngày sau đó, Hạ Tưởng khá là bận. Trước tiên là có cuộc nói chuyện với Ngả Thành Văn, không ngờ thái độ của Ngả Thành Văn đối với hắn cũng không tệ, đã không nói những lời khó nghe về việc hắn nhúng tay vào vấn đề nhân sự của Cục Tài chính, chỉ là góp ý một chút, ý là muốn Hạ Tưởng báo cáo công việc với ông ta nhiều hơn. Sau cuộc nói chuyện với Ngả Thành Văn không lâu, Cổ Hướng Quốc cũng tìm hắn nói chuyện một lần. So với thái độ lôi kéo của Ngả Thành Văn thì Cổ Hướng Quốc lại vô cùng lạnh lùng, không những lạnh lùng còn có ý lạnh nhạt, trong lời nói có ý nhẹ nhàng trách mắng hắn trong việc đã nhúng tay vào vấn đề nhân sự của Cục Tài chính. Trong lúc làm việc, giữa Hạ Tưởng và Đồ Quân cũng xảy ra một số mâu thuẫn, Đồ Quân vô cùng cứng rắn yêu cầu phải chấp hành theo ý kiến của bà ta, Hạ Tưởng không kiên trì. Đã có sự nhượng bộ thích hợp tại hội nghị thường vụ của chính phủ, trong mắt của những người khác Hạ Tưởng hoàn toàn đứng ở thế yếu trong bộ máy chính phủ. Hạ Tưởng không thèm để ý đến thắng bại nhất thời, hơn nữa tầm mắt của hắn không hạn chế ở bộ máy chính quyền mà là toàn bộ thành ủy. Sự cứng rắn của Đồ Quân có lẽ còn do bất mãn với việc hắn đảm nhiệm phó thị trưởng thường trực, bởi vì Thụy Căn rút lui,
theo trình tự bình thường đáng lẽ là bà ta lên làm phó thị trưởng thường trực, giờ lại bị Hạ Tưởng nhảy vào làm cản đường của bà ta. Có thể hiểu được, đã là phụ nữ dù làm quan lớn đến mấy cũng khó tránh khỏi xử trí công việc theo tình cảm, và lại nhường bà ta một chút thì có làm sao. Hạ Tưởng rất bận, bận đến nỗi không có thời gian so đo với Đồ Quân, sau đó hắn lại cùng Thang Hóa Lai và Lý Tài Nguyên đến thị sát khu dân cư kết hợp nhà ở và thương mại của công ty Trác Việt, và Cửu Hào Công Quán ở kế bên. 800 mẫu đất, nếu ở vùng ngoại ô thì thấy không lớn là bao nhưng trong nội thành thì chỉ thấy những dãy nhà xếp thành đàn, quy mô rất rộng lớn. Khu dân cư Trác Việt và Cửu Hào Công Quán nằm liền nhau, so với các cao ốc nằm san sát nhau của khu dân cư Trác Việt thì thiết kế của Cửu Hào Công Quán đúng là kỳ diệu. Độ dốc của núi nhân tạo không lớn lắm, trên núi cây cối xếp thành hàng, nhìn xa xa có vẻ như chốn bồng lai tiên cảnh được che giấu giữa rừng cây, được xây dựng theo kiến trúc cổ xưa, mái cong vểnh sừng, tầng tầng lớp lớp, tạo ra được khí thế đồ sộ và ý vị nhẹ nhàng trong kiến trúc cổ xưa của Trung Quốc. Xây dựng theo độ dốc của đồi núi nhân tạo, đồi núi không cao không che hết được quần thể kiến trúc tạo cảm giác như một người ôm đàn tỳ bà che mặt với vẻ đẹp mông lung, đã làm tăng thêm vẻ thần bí. Hạ Tưởng thầm khen ngợi người thiết kế ra nơi này chắc hẳn là một thiên tài, có thể xây dựng ra một đồi núi và lợi dụng ưu thế của địa thế, từ một bình nguyên xây dựng nên một Cửu Hào Công Quán hoàn toàn tách biệt với hoàn cảnh bên ngoài, quả thật rất có đầu óc, so với công viên rừng rậm của tập đoàn Viễn Cảnh thì tuyệt diệu như nhau. Thậm chí có một số ý tưởng còn vượt trội hơn. Hạ Tưởng nói là thị sát nhưng thực ra không thông báo cho Nga Ni Trần biết, và cũng không gây ồn ào, chỉ cho Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai đi cùng. Ba người một xe, đơn giản gọn nhẹ, chỉ muốn quan sát gần một chút. Khu dân cư Trác Việt không có chỗ nào đáng xem, ý định của Hạ Tưởng là muốn tham quan thực tế Cửu Hào Công Quán, vừa nhìn qua quả thật danh bất hư truyền. Ở thành phố Lang lại có một nơi để các quan lớn, nhà quyền quý đến tụ hội, cách Bắc Kinh và Thiên Tân chưa tới một tiếng đi xe thực sự rất thích hợp các quan lớn hai nơi đến tụ họp, vừa không gây chú ý cho những người xung quanh lại có thể tự do đi lại. Vương Sắc Phi là một người tài ba, am hiểu tâm lý học, thành công của Cửu Hào Công Quán không phải là ngẫu nhiên mà là kiệt tác của con mắt xem xét tinh tường trong kinh doanh. Nếu hoàn toàn do Vương Sắc Phi bỏ tiền ra thì cô ta quả thật không phải người tầm thường. Thông tin mà Lưu Nhất Lâm cung cấp không hẳn là độc nhất vô nhị nhưng cũng vô cùng quý giá, bởi vì Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai đều không biết chủ nhân phía sau của Cửu Hào Công Quán là ai, cứ nghĩ là Đặng Khẳng. Hai người đều có đánh giá đáng kinh ngạc về Vương Sắc Phi, là một phụ nữ vô cùng lợi hại, nổi tiếng nhất ở thành phố Lang, nhưng cụ thể cô ấy ở thành phố Lang làm gì, có quan hệ thân thiết với ai, hai người đều không rõ. Hơn nữa Lưu Nhất Lâm đã từng đề cập đến việc Vương Sắc Phi đã thành danh chỉ trong một đêm ở thành phố Lang, Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai đều không biết rõ, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai người, cứ như trước giờ chưa nghe qua chuyện này vậy, Hạ Tưởng cũng đã hiểu được một điều. Lưu Nhất Lâm không nói dối, mà việc Vương Sắc Phi thành danh chỉ trong một đêm được giới hạn trong một tầng lớp nhất định. Với cấp bậc của Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai vẫn còn chưa đủ tư cách biết được nội tình. Sắp đến giờ trưa, Hạ Tưởng chuẩn bị về thành ủy ăn cơm thì điện thoại reo, là một số lạ, hắn cứ tưởng là chủ tịch của một công ty nào đó muốn mời hắn ăn cơm nên đưa cho Lý Tài Nguyên nghe điện thoại. Sau khi Lý Tài Nguyên nói được mấy câu liền che điện thoại hỏi ý kiến của Hạ Tưởng. Phó thị trưởng Hạ, đầu dây bên kia nói là bạn cũ của ngài ở Bắc Kinh, muốn mời ngài ăn cơm. Triệu Tiểu Phong xuất hiện rồi sao? Hạ Tưởng đưa tay nhận lấy điện thoại. Chủ tịch Triệu còn chưa về Bắc Kinh sao? Triệu Tiểu Phong bật cười ha hả. Nếu không gặp phó thị trưởng Hạ lần nữa làm sao mà yên tâm về được? Đúng lúc hôm nay có một người bạn muốn làm quen với ngài, nếu tiện thì trưa nay cùng gặp mặt. Hạ Tưởng suy nghĩ một hồi rồi cảm thấy cần phải gặp Triệu Tiểu Phong lần nữa để nói chuyện, liền nhận lời. Ở đâu? Triệu Tiểu Phong thấy Hạ Tưởng nhanh chóng nhận lời liền vui mừng nói. Tôi sẽ cho người đến thành ủy đón ngài. Tôi không có ở thành ủy, anh cứ cho tài xế đến khu dân cư Trác Việt là được rồi. Hạ Tưởng không đưa Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai đi cùng, cho họ và tài xế Dương Bân cùng về thành ủy. Dương Bân tuy là tài xế của Hạ Tưởng. Bình thường Hạ Tưởng đi ra ngoài đều dùng xe công, bởi vì hắn không đem xe của hắn ở thành phố Yến đến đây, nhưng thực ra làm việc gì cũng muốn tránh Dương Bân cũng cảm thấy Hạ Tưởng không mấy gì tin tưởng mình. Trên đường về, Dương Bân đã thăm dò hỏi một câu. Phó thị trưởng Hạ muốn gặp ai? Sao mà bí mật vậy?
Lý Tài Nguyên lạnh nhạt nhìn Dương Bân. Không biết, kể cả một lời giải thích cũng không. Thang Hóa Lai có ác cảm đối với Dương Bân, lại càng không có lời hay. Việc của lãnh đạo đừng có hỏi nhiều, cái nào nên biết thì lãnh đạo sẽ không giấu. Cái không nên bia thì cho dù có nghe có thấy cũng làm như không biết, có thể làm được chỉ làm mà không nói mới là tài xế tốt. Dương Bân tỏ ra không phục lẩm bẩm một câu. Chỉ hỏi một câu thôi mà lại bị oán trách một trận, công việc của tài xế thật không dễ làm. Lý Tài Nguyên không thèm để ý đến Dương Bân, trực tiếp hỏi Thang Hóa Lai. Trưởng ban thư ký, tôi có một người bà con là bộ đội muốn chuyển nghề, kỹ thuật lái xe rất cứng, khi nào phó thị trưởng Hạ muốn đổi tài xế, ngài xem có thể giới thiệu cho lãnh đạo không? Không thành vấn đề, để xem khi nào lãnh đạo muốn đổi tài xế. Gần đây Thang Hóa Lai và Lý Tài Nguyên tiếp xúc nhiều nên cũng hiểu thêm nhiều về Lý Tài Nguyên, cảm thấy anh ta không giống người có vấn đề tác phong trong cuộc sống, hai người họ theo Hạ Tưởng cũng đã lâu nên cũng có chút ăn ý. Một hỏi một trả lời, rõ ràng là muốn diễn cho Dương Bân thấy, Dương Bân lập tức đổi một bộ dáng khác. Hai vị lãnh đạo, tôi chỉ tùy tiện cào nhau thôi, ngài đừng bao giờ để phó thị trưởng Hạ đuổi tôi đã bị đuổi một lần rồi. Lại bị phó thị trưởng Hạ đuổi nữa thì ngay cả bữa ăn cũng không có. Lát nữa tôi sẽ chiêu đãi hai vị lãnh đạo, được không? Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai nhìn nhau cười ha hả. Đến thành ủy, Dương Bân đi đậu xe, Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai lên lầu, lên tới lầu Thang Hóa Lai cố ý đi đến phòng làm việc của Lý Tài Nguyên, trước là ngồi xuống tán gẫu rồi chuyển đề tài. Tài Nguyên, anh có thể kể lại chuyện đã gây ồn ào về tác phong trong cuộc sống của anh không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trực giác của Thang Hóa Lai cho rằng Hạ Tưởng chịu trọng dụng Lý Tài Nguyên, và không để ý đến hình phạt về tác phong trong cuộc sống của anh ta, nhất định là Lý Tài Nguyên đã âm thầm nói cho Hạ Tưởng biết, Thang Hóa Lai cũng vẫn chưa biết chân tướng sự việc nên có ý muốn hỏi cho rõ. Lý Tài Nguyên ngây người sửng sốt, liền lắc đầu cười một cách. Không phải tôi không muốn nói mà Phó Thị trưởng Hạ đã nói rồi, thời cơ chưa đến. Chờ thời cơ chín mùi tôi nhất định sẽ kể tường tận cho ngài biết, có được không? Thang Hóa Lai cũng không miễn cưỡng, xua tay. Chuyện nhỏ, tôi chỉ tiện thể hỏi thôi, không có ý thăm dò việc riêng tư của anh, chỉ là tôi cảm thấy con người và tác phong làm việc của anh không giống như người không có trách nhiệm. Hơn nữa theo quan sát của tôi, cho dù anh làm cho ai có bầu thì nhất định sẽ có cách không để người phụ nữ đó gây rối. Lý Tài Nguyên cười ha hả, kịp thời thay đổi đề tài. Con người của Dương Bân thật không có tiến bộ, để ông ta ở bên cạnh Phó Thị trưởng Hạ dù sao cũng rất phiền phức, hay là bảo Phó Thị trưởng Hạ đổi người khác. Phó Thị trưởng thường trực muốn đổi tài xế chẳng qua là chỉ một câu nói. Thang Hóa Lai xua tay. Dụng ý của Phó Thị trưởng Hạ là để Dương Bân ở bên cạnh mình, nói không chừng sẽ có lúc dùng đến. Khi hai người đang nói chuyện, Dương Bân cũng nhân cơ hội trong giờ ăn trưa, lặng lẽ lên lầu. Hơn nữa còn giáo giác nhìn xung quanh như sợ bị người khác phát hiện ra ông ta vậy. Ông ta lên tới lầu lại không lên thẳng phòng làm việc của Cổ Hướng Quốc mà lại gõ cửa phòng của Đồ Quân. Đồ Quân mở cửa thấy Dương Bân thì giật cả mình. Không phải đã nói là ông không được đến phòng của tôi rồi sao, rốt cuộc ông muốn gì? Dương Bân từ khe cửa chen vào. Tôi có chuyện muốn báo cáo, thị, trưởng, đồ. Ông ta cố ý kéo dài âm điệu. Sắc mặt Đồ Quân biến đổi. Dương Bân, ông. Dương Bân chẳng thấy sợ trước việc Đồ Quân thay đổi sắc mặt. Chẳng phải cô muốn tôi theo dõi hành tung của Hạ Tưởng sao? Hôm nay hắn đã đi đến Cửu Hào Công Quán, ở bên ngoài quan sát cả buổi trời, sau đó nhận được một cuộc điện thoại, hình như có người mời hắn ăn cơm, cụ thể là ai thì tôi không rõ. Dương Bân đến phòng làm việc tìm Đồ Quân, Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai đang nói chuyện nên không phát hiện. Tòa nhà thành ủy trống rỗng. Ai đi ăn cơm thì đi ăn cơm, ai đi xã giao thì đi xã giao, cũng không ai phát hiện. Trùng hợp thế nào mà Lữ Nhất Khả đang từ trên lầu đi xuống, bước nhanh đến phòng làm việc của Hạ Tưởng, đúng lúc đi ngang qua phòng của Đồ Quân, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà bước chân của ông ta chậm lại, sau đó lại cười một cách bí hiểm rồi đi đến phòng của Hạ Tưởng. Lữ Nhất Khả thấy không có Hạ Tưởng ở trong phòng, liền cùng Lý Tài Nguyên, Thang Hóa Lai nói vài câu rồi quay lưng đi. Hạ Tưởng càng không biết được ở thành ủy lại phát sinh ra cảnh tượng này, hắn đứng chờ một hồi lâu, xe của Triệu Tiểu Phong đã đến, là một chiếc xe Lincoln dài, biển số xe là biển số Bắc Kinh. Ở thành phố Lang có hơn một nửa xe mang biển số Bắc Kinh,
cho nên từ biển số xe sẽ không đoán ra được là xe ở đâu, Hạ Tưởng cũng không thèm đoán, ngồi ở phía sau xe, mặc cho tài xế chở hắn đến địa điểm đã hẹn, hắn cũng không hỏi là đi đâu. Cảm thấy xe đi chưa tới 10 phút, dường như là sau khi chạy một vòng quanh khu dân cư Trác Việt thì cảm thấy địa thế đổ dốc, hình như đang leo dốc, lại 5 phút nữa trôi qua, xe ngừng lại, Hạ Tưởng xuống xe vừa nhìn thấy thì không khỏi bật cười, thì ra hắn đã đứng ngay cửa sau của Cửu Hào Công Quán. Cửa chính của Cửu Hào Công Quán có thể lái xe vào mà cửa sau thì không, sau khi tài xế lái xe đi, cánh cửa sắt kiểu cổ vốn đóng chặt liền mở ra, Triệu Tiểu Phong từ trong đi ra đón tiếp với vẻ mặt tươi cười. Theo sau Triệu Tiểu Phong có một cô gái lẳng lặng đi tới, quần áo thanh nhã có màu sắc không phải màu trắng cũng không phải màu xám, vẻ mặt trang nhã ngước lên trời, để lộ gương mặt sạch sẽ. Cho dù cô ấy đã ngoài 30 tuổi nhưng chỉ nhìn khuôn mặt thì tuổi tác không in hẳn trên gương mặt của cô ấy. Vẫn chưa thể gọi cô ấy là cô gái đẹp, từ cái mũi hơi móc câu và khuôn mặt có thể nhận ra cô ấy là con lai, nhưng bộ dạng của cô ấy vô cùng dễ nhìn, không phải dễ nhìn theo kiểu bình thường. Cũng không đơn giản dùng từ người đẹp để hình dung, tóm lại cô ấy không giống như một đóa tường vi bình thường, có vẻ đẹp lưu lạc phong trần nhưng lại có vẻ bay bổng xuất trần. Hạ Tưởng chỉ nhìn thoáng qua trong lòng lại thở dài, thật là một cô gái trang nhã. Không cần phải nói, cô ấy là chủ nhân thật sự của Cửu Hào Công Quán, cô gái có tài ngoại giao nổi tiếng ở thành phố Lang là Vương Sắc Phi. Triệu Tiểu Phong bắt tay với Hạ Tưởng trước, hàn huyên vài câu rồi giới thiệu Vương Sắc Phi với Hạ Tưởng. Cô Vương Mỹ như vô cùng ngưỡng mộ ngài, luôn muốn được làm quen với ngài nhưng chưa có cơ hội, vừa đúng lúc tôi vô tình nhắc đến nên đã tự ý giới thiệu với ngài, Phó Thị trưởng Hạ, ngài sẽ nể mặt chứ? Nói thật trong lòng Triệu Tiểu Phong rất bất an, sợ Hạ Tưởng sẽ không nể mặt y, giữa y và Hạ Tưởng rốt cuộc cũng chưa phải là bạn, vẫn đang trong giai đoạn đầu tìm hiểu, đột nhiên lại giới thiệu Vương Sắc Phi cho Hạ Tưởng biết, cũng không biết là Hạ Tưởng có chịu làm quen với cô ta không? Bởi vì trước giờ Triệu Tiểu Phong vẫn luôn cho mình ở vị trí cao, luôn nghĩ mình cao hơn Hạ Tưởng một bậc, nhưng trong chuyện thương mại Trường Cơ lần trước vô tình đã hạ thấp thái độ trước mặt Hạ Tưởng, bình đẳng kết giao với Hạ Tưởng. Hơn nữa lần này y đến thành phố Lang, sau một phen điều tra kỹ càng đã có kết luận, nếu y muốn mở ra cục diện mới ở thành phố Lang thì hợp tác với Hạ Tưởng là một lựa chọn tốt nhất. Hạ Tưởng bước lên trước một bước, chờ sau khi Vương Sắc Phi đưa tay ra mới nhẹ nhàng bắt tay với cô ấy. Bàn tay của Vương Sắc Phi mềm mại, nhỏ nhắn, hơn nữa còn có một chút lạnh buốt đến kinh người. Vương Sắc Phi mở miệng nói chuyện trước, cô ấy cười, đôi mắt liền híp lại, như có vẻ vui mừng không nói nên lời. Phó Thị trưởng Hạ, chào ngài. Nghe danh của ngài đã lâu, có thể làm quen với ngài là niềm vinh hạnh của tôi. Khi ngài còn ở quận Hạ Mã, tôi đã rất khâm phục ngài, không ngờ ngài lại đến thành phố Lang nhậm chức. Tôi liền nghĩ nếu có cơ hội tốt như vậy để làm quen với ngài mà lại bỏ qua thì thật thất bại, cho nên trong lòng tôi luôn thấp thỏm lo âu, không biết một cô gái vô tài vô đức như vậy có lọt vào mắt của ngài hay không. Vương Sắc Phi nói tiếng phổ thông rất rõ ràng, còn nhớ Lưu Nhất Lâm có nói cô ấy từ Thiên Tân đến thành phố Lang, âm điệu của cô ấy không có chút gì mang âm điệu của Thiên Tân, Hạ Tưởng biết rõ người Thiên Tân không nhiều người nói được tiếng phổ thông chuẩn như vậy, đã chứng minh một điều rằng Vương Sắc Phi không phải là người Thiên Tân. Vương Sắc Phi nói chuyện rất nhỏ nhẹ, dịu dàng, vô cùng êm tai, khiến cho người khác nghe thấy vô cùng thoải mái. Hạ Tưởng nghĩ, một phụ nữ muốn trở thành một nữ ngoại giao giỏi ở tầng lớp thượng lưu thì không phải chỉ đẹp là được, còn phải có kinh nghiệm giao tiếp xuất sắc, phải có bản lĩnh khéo léo hơn người, ngoài ra còn phải có điều kiện cơ bản là nói chuyện không cần phải hay như phát thanh viên nhưng phải trong trẻo, êm tai, nếu không một người có giọng nói khó nghe sẽ không để lại cho người khác ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên. Mà có rất nhiều khi, cơ hội chỉ có một lần. Thành công của Vương Sắc Phi cũng gắn liền với ưu thế bẩm sinh của cô ấy. Hạ Tưởng tuy không nhìn chằm chằm Vương Sắc Phi với vẻ thất lễ nhưng do lần đầu gặp mặt, cùng với việc hắn thực sự thấy tò mò nên không khỏi nhìn Vương Sắc Phi thêm vài lần. Vương Sắc Phi cũng không né tránh ánh nhìn của Hạ Tưởng, cũng mạnh dạn nhìn lại Hạ Tưởng, trong ánh mắt của cô ấy có chút kinh ngạc, dò xét và cũng có chút tò mò. Mặc dù từ sớm có nghe nói đến Hạ Tưởng nhưng khi trực tiếp gặp mặt cô ấy vẫn còn kinh ngạc trước tuổi tác và tài năng xuất chúng của Hạ Tưởng. Là một nữ ngoại giao, giao thiệp trong tầng lớp quan lớn quyền quý, gặp qua rất nhiều các vị quan bụng phệ tai to mặt lớn, cũng biết rõ ở cấp phó giám đốc sở chiếm đa số là những người 40 tuổi trở lên, toàn là những người trung niên có lòng tham không đáy.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô ấy được gặp một người tuấn tú trẻ tuổi như Hạ Tưởng là một phó giám đốc sở mà không bị vẫn đục, và lại còn là một phó thị trưởng thường trực nắm quyền lớn trong tay. Chỉ một lần gặp mặt mà trong lòng Vương Sắc Phi đã bùng cháy dục vọng chinh phục mãnh liệt. Phụ nữ và đàn ông cũng như nhau, đều mong muốn chinh phục khó khăn mà những khó khăn đó lại không quá cao, nhất là những người quá tự cao lại có tiền thường hay leo núi này trông núi nọ, xem đó là niềm vui. Hạ Tưởng nằm trong tầm ngắm của Vương Sắc Phi, một ngọn núi hoàn toàn mới. Hạ Tưởng vẻ mặt tươi cười. Ở thành phố Lang, có hai người cần phải quen biết, một là Nga Ni Trần, một là Vương Sắc Phi. Hôm nay được gặp mặt Chủ tịch Vương, tôi vô cùng vui mừng, lại được Chủ tịch Vương đích thân ra đón, thật vinh hạnh. Hạ Tưởng cố ý nói tên Nga Ni Trần là muốn xem phản ứng của Vương Sắc Phi. Vương Sắc Phi chỉ khẽ mỉm cười. Tôi so Chủ tịch Trần thì Chủ tịch Trần có tài cán hơn, tôi chỉ là một cô gái có chút tài hoa mà thôi. Tài hoa, Hạ Tưởng sửng sốt, như đoán ra được ẩn ý của Vương Sắc Phi, chẳng lẽ nói thiết kế Cửu Hào Công Quán xuất phát từ bút tích của cô ta. Nếu thật là như vậy thì Vương Sắc Phi không chỉ có tài hoa mà còn tài hoa hơn người. Hạ Tưởng vốn muốn tiếp tục nói về việc ai thiết kế Cửu Hào Công Quán, không ngờ Vương Sắc Phi lại thay đổi đề tài. Phó thị trưởng Hạ, hẳn là ngài muốn biết tôi làm thế nào đã nhổ răng cọp để đoạt được mấy trăm mẫu đất từ tay Nga Ni Trần, sau đó xây dựng thành Cửu Hào Công Quán. Hạ Tưởng không ngờ, chỉ vừa mới gặp mặt mà Vương Sắc Phi lại nói thẳng thắn như vậy. Chương 792, chính đề, khó bề phân biệt. Hạ Tưởng đi theo Triệu Tiểu Phong và Vương Sắc Phi vào trong Cửu Hào Công Quán dinh thự số 9. Cửu Hào Công Quán vào mùa đông, vẫn là khó che giấu được sự vắng vẻ. Nhưng sân trong có núi giả, rừng cây cùng với mái đình, còn có con đường mòn quanh có khúc khuỷu, dường như không có chỗ nào không thể hiện ra những suy nghĩ độc đáo của người thiết kế. Ngay tại thành phố mới đang nổi như thành phố Lang này, lại xây dựng Cửu Hào Công Quán thành một tòa dinh thự mang cho người ta cảm giác sang trọng cổ kính trăm năm và dày tính lịch sử. Diện tích Cửu Hào Công Quán rất rộng chiếm hơn 400 mẫu, nhưng đi ở trong đó, người ta lại không thấy mệt, ba bước một cảnh nhỏ, năm bước một cảnh lớn. Lại có thêm hành lang quanh co tô điểm, thầm nghĩ sau khi mùa xuân đến, hoặc là tới mùa hè, càng có cảnh đẹp cây lá sum xuê tùm, thật đúng là một thế giới thần tiên tìm sự yên tĩnh trong náo nhiệt. Hạ Tưởng không thể không thừa nhận, riêng về mặt sáng tạo, Cửu Hào Công Quán so với công viên xâm lâm cũng không có nhiều chỗ cao siêu. Nhưng nếu so sánh ngang về mặt tinh tế và sự phức tạp trên thiết kế, Cửu Hào Công Quán quả thật cao hơn công viên rừng rậm một bậc. Đương nhiên định vị khác nhau. Thì không thể vơ đũa cả nắm để đánh giá. Cửu Hào Công Quán xây dựng chính là cao quý và thần bí, chú trọng đến quan lớn quyền quý, điểm nhấn chính là nơi hội họp của tư nhân. Công viên xâm lâm thì chú trọng đến công chúng, tất cả lấy thực dụng là việc chính, điểm nhấn chính là mở cửa vui chơi. Sau khi đi xuyên qua mấy cái sân nhà, thì tới một căn nhà nhỏ rất lịch sự tao nhã, tên là Bằng Hiên Thính Vũ Tựa Hiên Nghe Mưa. Mấy người đẩy cửa mà vào, bên trong hương thơm cổ kính. Nhưng trong sự phục cổ, lại có khí chất quý tộc, điện thoại kiểu cũ, máy quay đĩa mạ vàng, không đâu không hiện ra phong vị và phong cách của chủ nhân. Sau khi ngồi xuống, Hạ Tưởng bị Triệu Tiểu Phong và Vương Sắc Phi nhường ngồi ghế trên, Hạ Tưởng chối từ không được, đành phải ngồi xuống. Sau đó dâng trà, trong phòng tràn ngập mùi thơm ngát, còn mơ hồ truyền đến những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng. Tiếp sau đó lại đem lên thêm một ít món ăn nguội là đồ ăn vặt và hoa quả. Mới đi vào chính đề. Tuy nhiên không phải Vương Sắc Phi mở miệng trước, mà là Triệu Tiểu Phong nói về mục đích mà y đến thành phố Lang. Một số chuyên gia Bộ Nông nghiệp chuẩn bị nhập nội thử điểm một số giống nước ngoài ở thành phố Lang, ủy thác tập đoàn đến thành phố Lang điều tra nghiên cứu. Tôi vốn không muốn hợp tác cùng với chuyên gia Bộ Nông nghiệp, tuy nhiên sau lưng bọn họ có Phó Thủ tướng ủng hộ, đành chỉ biết qua đây xem xét. Sở dĩ chưa kinh động đến thành ủy thành phố Lang. Là muốn trước tiên chỉ đơn thuần với góc độ chuyên gia, xem xét thành phố Lang có thích hợp làm thí điểm mở rộng hay không. Hạ Tưởng trong lòng kinh hãi. Mở rộng thí điểm giống gì? Hắn có dự cảm chẳng lành. Cây trồng biến đổi gen. Triệu Tiểu Phong vẻ mặt ngưng trọng. Thành phố Lang cách Bắc Kinh gần nhất, khí hậu ôn hòa, hầu hết cây trồng ôn đới đều có thể sinh trưởng, như là bông, lúa mì vi vi. Những loại cây nông nghiệp chính yếu. Dùng để xúc tiến thí điểm chẳng những thích hợp, hơn nữa còn thuận lợi cho nhóm chuyên gia khi muốn là có thể tiến đến nghiên cứu. Tuy nhiên muốn xúc tiến cây trồng biến đổi gen ở thành phố Lang,
Hạ Tưởng kiên quyết phản đối. Trong nước sở dĩ vẫn thúc đẩy việc trồng lúa biến đổi gen, là bởi vì sản lượng gạo cao, hơn nữa ở phía Nam một năm có thể thu hoạch 2 vụ thậm chí 3 vụ, lúa mì chẳng những sản lượng thấp, hơn nữa chỉ có 1 vụ mỗi năm. Bởi vậy mạnh mẽ thúc đẩy gieo trồng lúa, phù hợp với tình hình trong nước nhiều người ăn cơm không đủ no. Nhưng lúa là vật chất mang tính chua, ăn nhiều sẽ tạo thành thể chất tính chua, làm cho thể chất giảm xuống. Hơn nữa gạo mang tính hàn, dễ dàng khiến cho dạ dày trở lạnh, cũng không hoàn toàn thích hợp với người ôn đới tiêu thụ, thể chất người dân trong nước giảm dần hàng năm, cũng không phải không có liên quan đến việc ăn cơm quá nhiều. Các nước Âu Mỹ, trên cơ bản toàn bộ là dùng thức ăn làm bằng bột mì là chính, rất ít ăn cơm, gạo của họ đều xuất khẩu đến châu Phi và vùng Đông Nam Á. Đương nhiên, châu Âu là hoàn toàn cấm mở rộng và gieo trồng cây nông nghiệp biến đổi gen, nước Mỹ thì lại khác, nước Mỹ gieo trồng với lượng lớn, gạo biến đổi gen cũng được, đậu nành biến đổi gen cũng được, họ sẽ không tự mình tiêu thụ, toàn bộ đều xuất khẩu. Sự nguy hại của biến đổi gen, tuy rằng đủ loại quan điểm khác nhau, vẫn chưa có định luận, nhưng là sản phẩm nhân tạo cải tiến, bất luận sự vật gì không phù hợp với quy luật tự nhiên đều sẽ có một mặt không tốt. Thành phố Lang không thích hợp trồng lúa nước, nhưng thích hợp trồng bông và lúa mì. Mà lúa nước trên mặt mở rộng biến đổi gen, đã là vùng bị ảnh hưởng mạnh nhất, nghe nói không ít đất trồng lúa nước chất lượng tốt, toàn bộ đã rơi vào tay giặc, trong đó không thiếu tác dụng xúc tiến mở rộng của chuyên gia Bộ Nông nghiệp dốc sức vào đó. Cho dù Hạ Tưởng đã biết, trong đó cùng với lúa nước biến đổi gen đáng sợ như nhau chính là, bông cũng từ vài năm trước, hình như cũng có không ít nơi đều gieo trồng bông biến đổi gen. Lúa nước biến đổi gen nguy hại đối với cơ thể người vẫn chưa hiển thị rõ ra, rồi đến những thiếu sót của bông biến đổi gen, sau khi trải qua mấy năm gieo trồng, đã có kết luận rõ ràng, thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Bông biến đổi gen đời đầu còn có thể chống cự sâu bệnh, 3 đời sau, trên cơ bản sẽ hoàn toàn mất đi sức chống đỡ. Rồi tới đời thứ 4, sâu bệnh so với bông không biến đổi gen bình thường càng tàn sát ác liệt hơn, càng khó tiêu diệt xử lý. Hơn nữa sản lượng bông biến đổi gen năm sau giảm hơn so với năm trước, chất lượng bông cũng tụt dốc tồi tệ, cho nên thị trường hiện tại rất nhiều chất liệu y phục bông sợi đều là bình thường, chính là vì nguyên nhân kể trên. Càng không cần nói hạt bông so với trước kia, là không thể sánh nổi. Hạ Tưởng còn nhớ lúc nhỏ ăn qua dầu bông, so với dầu đậu phộng, dầu hoa hướng dương gì đó trên thị trường hiện nay tốt gấp mấy lần, về phần các loại dầu đậu nành gì đó, lại càng không thể đánh đồng. Khoa học kỹ thuật phát triển, mang đến không phải sự nâng cao chất lượng sinh hoạt, ngược lại là tai họa ngầm, không thể không nói là một loại bi ai. Bi ai không chỉ là thức ăn không ngon bằng trước kia, cây nông nghiệp không an toàn bằng trước kia, mà là rất nhiều cái gọi là chuyên gia vì ích lợi cá nhân, điên cuồng mà mở rộng gieo trồng cây trồng biến đổi gen. Vì một số tập đoàn ích lợi nước ngoài đảm đương nhân vật lính hầu, đảm đương vai diễn hán gian kinh tế. Hạ Tưởng rất rõ, rất nhiều chuyên gia sở dĩ ra sức mở rộng biến đổi gen, mang khẩu hiệu vì nước vì dân, bày ra rất nhiều lý do đường hoàng của những quan lớn, nhưng không cách nào che giấu chuyện thật là vợ con, người thân bọn họ đều là cổ đông thậm chí thành viên hội đồng quản trị của công ty biến đổi gen ở Mỹ, bởi vì ở trong nước mở rộng biến đổi gen có thể đạt được hồi báo lớn. Nhóm chuyên gia làm sao còn có lương tâm và đạo đức. Dưới sự kích động của ích lợi, cho dù kỹ thuật biến đổi gen cuối cùng sẽ hại nước hại dân, cũng không phải là vấn đề bọn họ cần suy xét. Bởi vì bọn họ có thể ra nước ngoài bất cứ lúc nào, bởi vì bọn họ chưa bao giờ ăn lương thực biến đổi gen. Tình thế cả nước như thế nào, Hạ Tưởng không có tư cách đi quản, nhưng ở trên ranh giới thành phố Lang, hắn vừa hay lại phân công quản lý mặt nông nghiệp, muốn mở rộng giống cây biến đổi gen dưới mắt hắn. Hy sinh ích lợi của nhân dân thành phố Lang, vì một số người nào đó giành tư lợi cá nhân, mơ tưởng. Hạ Tưởng vẻ mặt ngưng trọng mà đặt chén trà xuống, gằn từng tiếng nói. Chủ tịch Triệu, ông tới thành phố Lang đầu tư và khai phá hạng mục, ngoại trừ mở rộng biến đổi gen, cái khác đều có thể bàn. Câu nói đầu tiên hoàn toàn bịt lín hết đường của Triệu Tiểu Phong, chẳng khác nào nói là, chỉ cần hắn ở thành phố Lang một ngày, thì đừng nghĩ đến mở rộng cây trồng biến đổi gen. Triệu Tiểu Phong vẻ mặt bình tĩnh. Không giấu Phó Thị trưởng Hạ, chuyên gia Bộ Nông nghiệp đã âm thầm tiến hành tiếp xúc với Bí thư Ngả và Thị trưởng Cổ, đã bước đầu đạt thành ý đồ hợp tác. Bí thư Ngả và Thị trưởng Cổ rất là hoan nghênh Bộ Nông nghiệp làm thí điểm mở rộng, bởi vì Bộ Nông nghiệp sẽ đặc biệt chi trả 30 triệu. Ham muốn đầu tư là điều phổ biến của chính quyền địa phương, 30 triệu đầu tư từ trên trời giáng xuống,
hơn nữa không cần gánh vác mạo hiểm chính trị gì hết, Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc lập tức đáp ứng cũng chẳng có gì lạ. Hạ Tưởng vẫn là thái độ không đổi. Tôi sẽ kiên quyết phản đối, và sẽ cố gắng hết sức ngăn cản mở rộng. Đồng thời, còn muốn hỏi Chủ tịch Triệu một vấn đề, ông ở thủ đô, lương thực ăn trong nhà có phải là cây trồng biến đổi gen hay không? Triệu Tiểu Phong lắc đầu. Tôi ở tập đoàn Nông Khẩn, cha lại là phó thủ tướng, đều có cơ hội tìm kiếm thực phẩm vô hại, hữu cơ đúng nguồn gốc, chưa bao giờ ăn lương thực ở chợ. Hơn nữa theo tôi được biết, trong thủ đô hễ là có cơ hội, mặc kệ có tiền hay là có quyền, đều riêng biệt có con đường mua thực phẩm riêng. Vậy có phải ông biết nhóm chuyên gia mở rộng biến đổi gen, họ có ăn lương thực biến đổi gen hay không? Hạ Tường tiếp tục truy hỏi. Nhà bọn họ đến rau quả họ ăn, cũng sẽ không mua từ chợ. Triệu Tiểu Phong ha hả cười. Theo tôi được biết, Vương Sắc Phi nãy giờ vẫn ở một bên không nói lời nào bỗng chen vào nói. Thủ đô có rất nhiều dân trồng rau cũng không ăn loại rau mà tự họ trồng trong nhà kính, bọn họ đều có vườn rau chuyên môn, tự trồng tự ăn, không bán ra ngoài. Trong vườn rau nhà mình, là dùng hạt giống khác loại. Hạ Tưởng đứng dậy. Chủ tịch Triệu, nếu ông hôm nay gặp mặt chính là muốn tôi ủng hộ mở rộng biến đổi gen, rất xin lỗi, tôi chẳng những sẽ không ủng hộ, còn sẽ tận hết sức lực mà phản đối, dù cho Bí thư Ngả và thị trưởng Cổ đều đồng ý. Tôi cũng sẽ lợi dụng quyền lực trong tay tôi gây khó khăn, quyết không để thành phố Lang trở thành vật hy sinh cho một số cá nhân giành ích lợi nào đó. Triệu Tiểu Phong cũng là vẻ mặt ngưng trọng mà đứng lên. Không thể thương lượng sao? Phó thị trưởng Hạ phải suy xét cho kỹ, nếu anh kiên quyết phản đối, chẳng những sẽ gây tổn thất không nhỏ đến ích lợi kinh tế, còn có thể sẽ bị mất điểm trên chính trị. Đúng thế, Phó thị trưởng Hạ không nên kích động, cái gì cũng có thể nói và thương lượng lại, đúng không? Vương Sắc Phi cũng đứng lên, còn giơ tay đưa ra một tấm các màu xanh. Tôi còn biếu tặng thẻ kim cương của Cửu Hào Công Quán, thẻ này có thể toàn bộ miễn phí trong Cửu Hào Công Quán. Lập trường của Hạ Tưởng là, trên vấn đề nguyên tắc trọng đại, không thể thỏa hiệp, không có khả năng đàm phán, hắn phất tay cự tuyệt ý tốt của hai người. Rất xin lỗi, tôi không thể nhận. Hạ Tưởng lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên Triệu Tiểu Phong cất tiếng cười to, còn bốp bốp, vỗ tay liên hồi. Nói với Vương Sắc Phi. Thế nào Sắc Phi, tôi sớm đã nói rồi, con người phó thị trưởng Hạ tôi hiểu rõ hơn cô mà, anh ta không thể nào sẽ mở rộng ủng hộ biến đổi gen, cô lại không tin, cứ muốn tôi khiến phó thị trưởng Hạ mất hứng, được rồi, cô tới mà xin lỗi phó thị trưởng Hạ đi. Vương Sắc Phi hai tay bưng lên một ly trà, trịnh trọng nâng lên ngang lông mày, với một tư thế rất đạt chuẩn mực nâng mâm cơm cao ngang mày, lại còn hơi cúi người xuống, hướng Hạ Tưởng nói. Tôi và Chủ tịch Triệu đánh cuộc, nói ngài nhất định sẽ ủng hộ biến đổi gen, Chủ tịch Triệu lại nói là không thể, tôi không phục, nên mời Chủ tịch Triệu cùng ngài trêu đùa một tí. Xin Phó Thị trưởng Hạ tha lỗi cho tôi, một người phụ nữ mới bước đầu tiến vào quan trường và thương trường hiểm ác, nên cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hạ Tưởng không nhận ly trà của Vương Sắc Phi. Rốt cuộc là diễn trò gì đây? Triệu Tiểu Phong ha hả cười. Phó Thị trưởng Hạ, tôi xin nói rõ. Có lẽ anh đối với tôi ấn tượng không tốt lắm, trong sự kiện thương mại Trường Cơ lần trước, tôi cũng có phần. Nhưng kiếm tiền là kiếm tiền, sự cường điệu vốn lưu động làm tôi cảm thấy hợp tình hợp lý, kỳ thật cùng đánh bạc không khác gì mấy, tôi cũng là có chơi có chịu thừa nhận thất bại, không có hai lời. Nhưng loại kỹ thuật biến đổi gen này là phải đoạn tử tuyệt tôn, không gian lợi nhuận có lớn rộng, ưu đãi có nhiều hơn, tôi cũng sẽ không làm. Nhưng một mình tôi một bàn tay không vỗ thành tiếng. Cho nên mới lén lút đến thành phố Lang, muốn tìm một người cùng chung chí hướng. Hạ Tưởng một lần nữa ngồi trở lại chỗ của mình, cũng nhận lấy trà của Vương Sắc Phi, nhưng lại không uống, mà để sang một bên, lại hỏi. Sắc Phi, 400 mẫu đất, chỉ dùng thủ đoạn di hoa tiếp mộc rời hoa nối cây, nghĩa bóng là chỉ thủ đoạn cài cắm nhân sự hoặc thay đổi sự vật thì đã đến được tay cô, đã tốn hết bao nhiêu tiền để giải quyết Cổ Hướng Quốc, lại làm thế nào khiến Nga Ni Trần nén giận. Không uống trà, tức là tỏ vẻ không thật sự tín nhiệm Triệu Tiểu Phong và Vương Sắc Phi, không truy hỏi vấn đề biến đổi gen mà nhắc lại vấn đề vừa rồi Vương Sắc Phi tự báo ẩn tình khi ở cửa, nói trắng ra là, vẫn đang thăm dò thành ý của hai người. Triệu Tiểu Phong vẻ mặt tươi cười, cười mà không nói, cũng không ám chỉ, cũng không mở miệng. Vương Sắc Phi tóc dài tới vai, nhã nhặn lịch sự, cô tuy là con lai, nhưng nhất cử nhất động đều có bản chất tinh túy quý phái của tiểu thư khuê các.
tao nhã mà tản mạn, nhẹ nhàng vuốt lên những lọn tóc rũ xuống, thản nhiên cười. Chuyện này cũng không giấu được phó thị trưởng Hạ bao lâu, với thủ đoạn của phó thị trưởng Hạ, muốn biết được nội tình chẳng qua là vấn đề sớm muộn, tôi chủ động nói ra, thì là thành ý của tôi. Quả nhiên là người phụ nữ thông minh, biết xem xét thời thế, hơn nữa còn trực tiếp đem ích lợi bày ra trước bàn, liền giành được Hạ Tưởng tán thưởng. Tuy nhiên, Hạ Tưởng vẫn là không bị Vương Sắc Phi hoàn toàn mê hoặc, bởi vì lời nói cử chỉ của Vương Sắc Phi đều khiến hắn không thể bắt bẻ. Có lẽ cô đã sớm nghiên cứu sở thích của hắn, cố ý làm ra bộ dáng cho hắn xem mà thôi. Bông hoa giao tiếp, đều không có đời phóng túng được hư danh, hơn nữa Triệu Tiểu Phong có thể cùng cô ở cùng một chỗ, bản thân đã nói rõ lên rất nhiều vấn đề. Trong giọng điệu tự thuật nhẹ nhàng của Vương Sắc Phi, Hạ Tưởng dần dần hiểu biết sâu hơn về nội bộ thành phố Lang, tuy rằng hắn cũng nghe ra được, trên thực tế Vương Sắc Phi vẫn là có điều giữ lại. Cũng không hoàn toàn lộ ra mưu mẹo và liên kết mấu chốt trong quá trình, có thể lý giải, hắn và Vương Sắc Phi tuy là vốn không quen biết, đối phương đồng ý thẳng thắn thành khẩn báo cho biết một phần chân tướng, cũng là xuất phát từ suy xét giành được tín nhiệm của hắn, ngay cả như vậy, cũng khiến Hạ Tưởng âm thầm kinh hãi. Thế cục thành phố Lang, thật đúng là khiến cho người ta vô cùng đau đầu. Vương Sắc Phi là mượn dùng lực lượng của Ngô gia, thong dong từ trong tay Nga Ni Trần đoạt lấy 400 mẫu đất. Mà Nga Ni Trần sở dĩ ngậm bồ hòn, không có lộ ra, sau đó cũng không tính trả đũa lại, lại không phải là Ngô gia ra mặt áp chế Nga Ni Trần, mà là sau khi Nga Ni Trần và Cổ Hướng Quốc bí mật thảo luận, đạt được hứa hẹn của Cổ Hướng Quốc mà tiếp tục duy trì im lặng. Mặc dù Vương Sắc Phi nói cô cũng không biết giữa Nga Ni Trần và Cổ Hướng Quốc đạt thành hiệp nghị gì, Hạ Tưởng có tin lời nói của Vương Sắc Phi hay không cũng không quan trọng, quan trọng là, Cổ Hướng Quốc đồng ý ra mặt cùng Nga Ni Trần đàm phán. Đã chứng minh một vấn đề, ông ta là người phát ngôn cho ích lợi của Ngô gia còn là cán bộ dự bị được điểm danh cho vị trí thủ trưởng số 1 mà Mai Thái Bình đã nói. Từ lúc nào mà ích lợi của Ngô gia và thủ trưởng số 1 có điểm giống nhau vậy? Đương nhiên một điều càng quan trọng hơn là, Ngô gia vì sao đồng ý giúp Vương Sắc Phi? Ngô gia vì sao chịu giúp tôi, chắc là phó thị trưởng Hạ nhất định vô cùng hiếu kỳ. Vương Sắc Phi thản nhiên cười, sau khi cười xong. Cũng không nói, ánh mắt lại rơi vào ly trà. Nước trà đã nguội, Hạ Tưởng vẫn chưa uống. Hạ Tưởng mỉm cười, hay cho một Vương Sắc Phi, ý là hắn không uống trà, cô sẽ không nói. Hắn giơ tay bưng ly lên, đang định uống, Vương Sắc Phi lại giơ tay giật lấy ly trà từ trong tay hắn, tay hai người lơ đãng nhẹ nhàng lướt qua, có dư vị khác. Vương Sắc Phi đem nước trà đổ đi, rồi rót lại ly trà nóng mới. Mời phó thị trưởng Hạ từ từ uống. Hạ Tưởng nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Trà ngon tặng người, tay còn mùi hương. Cảm ơn trà ngon của Sắc Phi. Vương Sắc Phi cười. Trà tốt, người càng tốt. Lời của cô rõ ràng có ý khiêu khích, nhưng sau khi cô cố tình nói ra, lại khiến người ta vô cùng thích thú, tuyệt không cảm thấy lỗ mãng, lời nói hay, đúng là hiệu ứng sâu rộng. Hạ Tưởng tuy rằng không thể nói thân kinh bách hoa trải nghiệm nhiều, nhưng lực miễn dịch đối với phụ nữ cực mạnh, không thể so với người bình thường, lời ám chỉ của Vương Sắc Phi, hắn chỉ thản nhiên cười, một chút biểu hiện cũng không có. Triệu Tiểu Phong ở một bên, chỉ cúi đầu uống trà, làm bộ không nhìn thấy gì. Vương Sắc Phi cũng không biết xấu hổ, lại nói. Kỳ thật Ngô gia giúp tôi cũng không phải là tôi và Ngô gia có quan hệ tốt đẹp gì, nhưng mà tôi quen biết nhiều người. Giúp Ngô gia kéo đến một đường dây, khiến Ngô gia đạt được một lợi ích thực tế rất lớn, cho nên Ngô gia liền ra tay giúp tôi một lần. Nói cho cùng, làm thế nào để cùng với đại gia tộc qua lại được tốt đẹp, tôi còn phải học tập rất nhiều ở phó thị trưởng Hạ. Hạ Tưởng không tiếp lời Vương Sắc Phi, lại hỏi. Không nghe nói là thị trưởng Cổ và Ngô gia có liên hệ. Triệu Tiểu Phong hàm xúc mà cười. Nói đến hiểu biết về Ngô gia, kỳ thật anh biết không nhiều bằng tôi. Ngô gia và Cổ Hướng Quốc quả thật quan hệ không lớn, nhưng Cổ Hướng Quốc ra mặt cùng Nga Ni Trần nói chuyện, xét đến cùng vẫn là do sức hấp dẫn lớn của Sắc Phi. Sức hấp dẫn lớn vừa nói, hơi không rõ ràng, lại dễ dàng khiến người mơ màng, Vương Sắc Phi chấp nhận cách nói của Triệu Tiểu Phong, cũng không giải thích. Được rồi, tôi ta cũng không giấu phó thị trưởng Hạ nữa, ăn ngay nói thật. Tôi có thể lấy được 400 mẫu đất, đầu tiên là nhờ vào Ngô gia. Khiến Ngô gia ở thủ đô đánh vào sản nghiệp của Nga Ni Trần, lúc Nga Ni Trần rối ren, tôi lại cho thị trưởng Cổ thừa cơ ra tay, thong dong đem đất làm của riêng.
Sau đó thì trưởng cổ vì trả ân tình trước kia cho tôi, lại cùng Nga Ni Trần đưa ra ích lợi trao đổi, Nga Ni Trần liền đồng ý. Mọi việc chính là đơn giản như vậy. Nói nghe sao mà nhẹ nhàng và khéo léo, Hạ Tưởng lại biết rõ có thể lấy sức lực bản thân để khuấy động Ngô gia và Cổ Hướng quốc đều để một mình cô sử dụng. Vương Sắc Phi rất không đơn giản, triết học bám váy cùng với quan hệ liên đới của cô đã được vận dụng đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Với thực lực Ngô gia và sự tôn nghiêm của một thị trưởng của một thành phố như Cổ Hướng quốc, có thể bị một phụ nữ không quyền không thế thong dong lợi dụng, không phải Ngô gia kém trí cũng không phải Cổ Hướng quốc năng lực kém, mà là Vương Sắc Phi đối với bọn họ mà nói là chỗ rất hữu dụng, cho nên bọn họ mới ra tay tương trợ. Dụng ý Vương Sắc Phi xây dựng Cửu Hào công quán, e là cần có rất nhiều mạng lưới quan hệ trong tay cô ta để mở rộng và củng cố, là một người phụ nữ, đối phó với nam giới. Cho dù Hạ Tưởng không muốn có ác ý suy đoán, nhưng không thể không nói, Vương Sắc Phi vẫn là có đủ vốn khiến đàn ông rung động. Trên cơ bản Hạ Tưởng đối với lời giải thích của Vương Sắc Phi coi như hài lòng, mặc dù cô che giấu rất nhiều những liên kết mấu chốt trong đó, như là giữa cô và Ngô gia có giao dịch gì, cùng Cổ Hướng quốc trong đó có ích lợi rằng có gì, còn có cô dựa vào đâu để đối phó với quan lớn quyền quý, v.v. nhưng đều thuộc về bí mật cốt lõi của cô, chỉ sợ không có người thật sự hiểu rõ những suy tưởng suy nghĩ đích thực trong nội tâm của cô. Hạ Tưởng liền gật đầu cười, quay đầu hỏi Triệu Tiểu Phong. Chủ tịch Triệu, ông phản đối mở rộng kỹ thuật biến đổi gen, tôi rất tán thưởng. Vấn đề của tôi là một tập đoàn có thể thu lợi từ giữa, ông không phối hợp với Bộ Nông nghiệp, đối với cá nhân ông mà nói, thì có chỗ tốt gì? Vấn đề rất trực tiếp, cũng rất không khách khí. Hết thảy lấy ích lợi làm điểm xuất phát, ích lợi của Triệu Tiểu Phong điểm xuất phát nằm ở chỗ nào, mới là vấn đề Hạ Tưởng quan tâm nhất. Triệu Tiểu Phong hiểu ý mà cười, y biết Hạ Tưởng động lòng, tuy nhiên không trả lời vấn đề của Hạ Tưởng trước, mà lại nói. Bên trong chuyên gia của Bộ Nông nghiệp, có một người là bạn cũ của anh đó, tôi chắc rằng anh vẫn còn nhớ đến tên gã ta, Bạch Chiến Mặc. Chương 793, tiến triển, nửa mừng nửa lo. Bạch Chiến Mặc gác kiếm cũng chỉ hơn một năm, lại lần nữa bắt đầu hoạt động rồi sao? Thế lực phó gia ở thủ đô quả nhiên không nhỏ, Bạch Chiến Mặc phải gánh xử phạt nặng nề mà vẫn có thể một lần nữa âm thầm trở mình, tuy rằng chỉ là ở Bộ Nông nghiệp, nhưng cũng coi như khá nhanh. Hạ Tưởng hơi giật mình kinh hãi. Bạch Chiến Mặc hình như xuất thân là kỹ sư, tuy nhiên lại không dính dáng với công nghệ gen của Bộ Nông nghiệp, gã hẳn là nhân viên quản lý. Triệu Tiểu Phong cũng không giấu giếm. Chánh văn phòng tổ mở rộng thuộc cấp dưới Bộ Nông nghiệp, cấp cục trưởng, tương đương với giáng cấp sử dụng, là phó tiên phong giúp gã ta tìm quan hệ, nếu không gã ít nhất còn phải tạm ngừng hoạt động 2 năm trở lên. Phó tiên phong hiện tại ở thủ đô tạm ngừng hoạt động, bị miễn chức cán bộ cấp phó tỉnh ngay tại chỗ, ảnh hưởng sâu rộng, y ít nhất cũng phải trên 3 năm mới có khả năng trở lại hoạt động. Nói như vậy, lựa chọn của Chủ tịch Triệu và ích lợi của phó gia là phải đối chọi nhau sao? Hạ Tưởng hiểu rõ, nếu Bạch Chiến Mặc tới Bộ Nông nghiệp phụ trách mở rộng kỹ thuật biến đổi gen, đã chứng minh phó gia ở trong đó có lợi ích liên quan. Triệu Tiểu Phong phản đối biến đổi gen, thế tất sẽ sinh ra mâu thuẫn cùng phó gia. Ha ha! Triệu Tiểu Phong không phải không bối rối mà cười. Phó Tiên Phong nói không giữ lời, không thể thâm giao, tôi và gã đã tính xong nợ, phân rõ ranh giới. Hơn nữa kỹ thuật biến đổi gen là quan hệ đến việc lớn lâu dài của quốc kế dân sinh. Tôi là người Trung Quốc, kiếm một chút tiền đen tối thì có thể, nhưng tiền từ lương tâm đen tối thì không kiếm, tôi cũng có cách làm người của mình. Nói thật, Phó Thị trưởng Hạ, tôi cảm thấy thành phố Lang có ưu thế thiên nhiên, có thể mở rộng gieo trồng giống cây hữu cơ, dù là bông hay là lúa mì, hoặc là kiến tạo một cơ sở rau quả, các loại thịt, chuyên môn cung ứng các nơi cao cấp của thủ đô, dùng khẩu hiệu màu xanh, sự tinh khiết của thiên nhiên, bán ra giá cả cao hơn thị trường hơn 10 lần, cũng sẽ có người mua. Đề nghị của Triệu Tiểu Phong quả thật không tồi. Đời sau mọi người đều đề cao theo đuổi cuộc sống lành mạnh, theo đó biết được sự ô nhiễm và đột biến của rau quả nhà kính càng ngày càng nghiêm trọng, dư lượng thuốc trừ sâu càng ngày càng nhiều, cùng với sự nguy hại của biến đổi gen dần dần bị con người nhận ra, các nơi dần dần xuất hiện các trang trại gieo trồng cây hữu cơ, thực vật hữu cơ cùng với thịt hữu cơ cũng lần lượt thúc đẩy hướng ra thị trường, và xâm nhập lòng người. Giá cả thực vật hữu cơ so với cây trồng bình thường cao hơn mấy lần. Thịt hữu cơ thậm chí bán tới giá trên 100 tệ một cây di, nhưng do mức độ mở rộng của quan lớn chính phủ trong nước, cũng có thị trường đủ lớn. Đến đây,
Hạ Tưởng xem như hoàn toàn hiểu ra dụng ý của Triệu Tiểu Phong, y nhìn chúng ưu thế địa lý của thành phố Lang, cách thủ đô không xa, đồng thời đất và nhân công so với thủ đô lại rất rẻ. Ở thành phố Lang đầu tư cơ sở sản xuất cây trồng và thịt hữu cơ, quả thật là không ít điều kiện thuận lợi. Mà Phó Gia đã có ý ở thành phố Lang mở rộng kỹ thuật biến đổi gen, liền nảy sinh xung đột không thể điều hòa với đại kế của Triệu Tiểu Phong. Thành phố Lang không ít đất đai màu mỡ, hoàn toàn có thể đồng thời thúc đẩy xây dựng cơ sở mở rộng kỹ thuật biến đổi gen, cùng với cơ sở sản xuất cây trồng hữu cơ của Triệu Tiểu Phong, từ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lang làm điểm xuất phát, đương nhiên nguyện ý để đầu tư của hai nhà đều bám rễ. Nhưng theo góc độ kinh doanh mà suy xét, đứng trên lập trường của Triệu Tiểu Phong, cơ sở sản xuất cây trồng và thịt hữu cơ lại xây dựng bên cạnh cơ sở thí điểm biến đổi gen, thì y có quảng cáo rầm rộ cỡ nào, rồi cố gắng tuyên truyền sự thuần khiết và tự nhiên của cây trồng đến cỡ nào, cũng không ai tin tưởng. Biến đổi gen và cây trồng hữu cơ là hai khái niệm được phân biệt rõ ràng, một cái bị đám người đẳng cấp cao coi là con mãnh thú và dòng nước lũ, một cái bị bọn họ cho rằng là tượng trưng cho đặc quyền giai cấp được hưởng thụ, sao có thể nói nhập làm một. Giống như đem nhà máy dầu mè xây dựng cạnh một nhà máy rác, dầu mè có thơm nức cỡ nào cũng sẽ không ai mua, chỉ cần mùi hôi thối của rác rưởi bốc cao ngất trời đã để lại ấn tượng đầu tiên xuống dốc không phanh cho người ta đối với nhà máy dầu mè, còn muốn có danh tiếng thị trường, nằm mơ. Hạ Tưởng cũng không phải nói là không tin Triệu Tiểu Phong căm hận đối với kỹ thuật biến đổi gen không phải phát ra từ tâm can, nhưng đối với Triệu Tiểu Phong y cũng không hoàn toàn tín nhiệm, hiện tại đã biết điểm xuất phát ích lợi của Triệu Tiểu Phong. Hắn liền hoàn toàn yên tâm. Giữa người và người có thể có tình bạn, nhưng trước khi chưa thành lập tình bạn, vẫn là có điểm lợi ích chung mới có cảm giác an toàn. Hạ Tưởng rốt cục chủ động nâng ly trà lên. Đã uống nửa ngày trà rồi, hình như vẫn chưa lên đồ ăn, Sắc Phi, cách tiếp khách của cô đạm bạc quá đó. Vương Sắc Phi cũng vui vẻ mà cười. Không được Phó Thị trưởng Hạ dặn dò, tôi nào dám lên thức ăn. Huống chi còn là vì ngài chuẩn bị đồ ăn riêng. Cô hơi hạ thấp người, đứng dậy đi ra ngoài. Tôi đi sắp xếp. Phải thừa nhận, Vương Sắc Phi thân là con lai cử chỉ đoan trang, tự nhiên hào phóng, phong thái tiểu thư khuê các không sót một cái gì, cùng Liên Nhược Hạm và Mai Hiểu Lâm so sánh cũng không hơn kém bao nhiêu. Một loại phong vận mang khí chất thướt tha hỗn hợp giữa truyền thống Mỹ Đức và quý tộc, rất dễ dàng khiến cho đàn ông nắm quyền lớn trong tay, gia sản kếch xù, tâm sinh cảm giác chinh phục. Có đàn ông thích chinh phục nữ minh tinh. Nhưng hầu hết nữ minh tinh đều có giá trị có thể cân nhắc, dưới quyền thế, trên cơ bản đều dễ như trở bàn tay. Có đàn ông thích chinh phục nữ vận động viên, so sánh với nhau, điểm sáng trên người nữ vận động viên phải càng giữ lâu dài một chút. Nhưng đàn ông tầng lớp càng cao lại thích chinh phục phụ nữ quý phái. Phụ nữ quý phái so với nữ minh tinh cũng trong sạch hơn, so với nữ vận động viên thì xuất thân càng cao quý, phần lớn có danh môn phía sau, có thân phận có địa vị. Hơn nữa từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình nổi tiếng, càng có tu dưỡng và hương vị. Nếu là du học và sống hơn 10 năm ở châu Âu, lại ít nhiều dính dáng thêm một chút cái gọi là khí chất quý tộc, thì càng dễ dàng kích thích tính chinh phục của đàn ông tầng lớp cao. Phụ nữ càng cao quý, càng đoan trang, càng có tình điệu, giá trị con người sẽ càng cao. Vương Sắc Phi am hiểu ba vị trong đó, từng hành động giơ tay nhấc chân, khiến cho Hạ Tưởng nhìn thấy cũng không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Suýt nữa bị sự tao nhã và nhã nhặn lịch sự của cô khuất phục. Biệt danh bông hoa giao tiếp của thành phố Lang, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Sắc Phi bề ngoài là ra ngoài sắp xếp gọi thức ăn, kỳ thật là cố ý để lại không gian cho Hạ Tưởng và Triệu Tiểu Phong. Vương Sắc Phi vừa đi, Triệu Tiểu Phong ngồi cũng thoải mái hơn, sau khi thả lỏng, mới lắc đầu cười nói. Cùng ngồi chung với người phụ nữ này, thật khiến người ta cảm thấy áp lực. Cô ấy quá đoan trang. Nhất cử nhất động đều làm cho người ta cảm thấy bất an không hiểu, Phó Thị trưởng Hạ, anh cảm thấy sao? Hạ Tưởng lại không cảm thấy Vương Sắc Phi mang đến cho hắn nhiều áp lực, có lẽ ở sâu trong nội tâm hắn, chưa bao giờ có suy nghĩ không an phận với Vương Sắc Phi, cái gọi là không muốn lại được. Tuy nhiên Hạ Tưởng không trả lời vấn đề của Triệu Tiểu Phong, mà cười nói. Chủ tịch Triệu muốn tôi ngăn cản mở rộng kỹ thuật biến đổi gen, tôi cũng là có lòng mà không đủ lực. Ở thành ủy thế cô sức yếu, không có đồng minh. Triệu Tiểu Phong nghe ra ngụ ý của Hạ Tưởng, ha hả cười. Tôi chỉ phụ trách cung cấp một tin tức, cụ thể làm như thế nào, còn phải do anh quyết định, Trương Anh Tịch có thể trên vấn đề kỹ thuật biến đổi gen, cùng anh hợp tác hữu hạn. Hạ Tưởng hiểu ý cười,
có Phó Bí Thư Anh Tịch ủng hộ hữu hạn, cũng khiến hắn nhẹ gánh phần nào. Hắn cần phải hiểu rõ lập trường của từng ủy viên thường vụ, mới tiện lợi dụng vấn đề biến đổi gen, tháo gỡ cục diện ở thành phố Lang, tiến vào bước mấu chốt đầu tiên. Nếu không cho dù hắn cật lực phản đối, chỉ có một lòng căm phẫn cũng không làm nên chuyện gì. Sự tình trên chính trị, nhiệt huyết và kích động vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề. Muốn giải quyết vấn đề, nhất định phải tìm kiếm đồng minh, phải áp dụng thủ đoạn tất yếu. Trên thực tế, mặc kệ trong nước hay là nước ngoài, dưới gút mắc ích lợi trọng đại, đều là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chính trị, có khi nói trắng ra là cũng không khác gì mấy với kinh doanh, ở những lúc chú ý đến chiến lược, vẫn là có một quá trình có kè mặc cả. Về phần Triệu Tiểu Phong vì sao cùng hợp tác với Vương Sắc Phi, y có phải cũng là một trong những người thần phục dưới váy Vương Sắc Phi hay không, Hạ Tưởng sẽ không nghĩ nhiều, hắn có thể đoán ra một điểm là, khách khứa lui tới Cửu Hào Công Quán của Vương Sắc Phi không phải quan lớn thì là quý tộc, đối với thực phẩm cũng đặc biệt chú ý, nếu thành phố Lang thành cơ sở sản xuất cây trồng biến đổi gen, ảnh hưởng đối với Cửu Hào Công Quán cũng là chí mạng. Cô và Triệu Tiểu Phong cũng có điểm ích lợi giống nhau. Nếu cơ sở sản xuất hữu cơ của Triệu Tiểu Phong hoàn thành, Cửu Hào Công Quán cũng có thể cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, nhà ở bên bờ hồ sẽ được hưởng ánh trăng trước, ý là cứ gần gũi người ta rồi sẽ có lợi. Nếu là hợp tác, tôi khẳng định rất có thành ý, Phó Thị trưởng Hạ không cần hoài nghi dụng tâm của tôi. Triệu Tiểu Phong lại nhấn mạnh một câu. Nguyên tắc xử sự của con người tôi là, có lợi ích thì nói ích lợi trước, có thể bàn, thì kết giao bằng hữu. Chỉ cần Phó Thị trưởng Hạ có thể ngăn cản kế hoạch của Bộ Nông nghiệp, có thể thúc đẩy hoàn thành cơ sở sản xuất hữu cơ, sau khi thành công, tôi sẽ trả anh một phần ích lợi. Đương nhiên, dù thành hay không, một tấm thẻ kim cương của Cửu Hào Công Quán cũng sẽ tặng ngay tại chỗ. Hạ Tưởng khoát tay. Một phần ích lợi giờ không cần nói còn quá sớm, thẻ kim cương cũng không tồi, tôi xin vui lòng nhận, cảm ơn ý tốt của Chủ tịch Triệu và Chủ tịch Vương. Cửu Hào Công Quán không tồi. Là chỗ tốt để thư giãn và nghỉ ngơi. Ha 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 ha. Triệu Tiểu Phong mờ ám mà cười vang một trận. Chỗ diệu kỳ trong đó, không phải nhất thời có thể nhận thức được hết, Cửu Hào Công Quán, có thể đem so với thiên thượng nhân gian. Đương nhiên, vẻ đẹp lớn nhất là Vương Sắc Phi, nhưng cô trông có vẻ nhã nhặn lịch sự, nhưng thật sự là rất khó đối phó, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, Phó Thị trưởng Hạ, muốn hái hoa, coi chừng bị đâm trúng tay. Hạ Tưởng lắc đầu cười. Chủ tịch Triệu, không nói chuyện trăng gió, chỉ nói chính trị. Triệu Tiểu Phong cũng là có ý tứ, vỗ đùi. Được, tôi chính là tán thưởng tính cách không làm bộ không giả tạo này của anh. Hôm nay buổi nói chuyện không tồi, tôi tặng thêm cho anh một lời khuyên thành thật. Nga Ni Trần và Mai Gia có không ít ích lợi chung. Dưới tay ông ta có mấy sản nghiệp, Mai Gia đều có cổ phần ở bên trong. Hơn nữa Nga Ni Trần cũng là người ủng hộ mở rộng kỹ thuật biến đổi gen. Lại dính líu đến Mai Gia. Cũng may là Hạ Tưởng, đổi người khác tới thành phố Lang đừng nói muốn mở ra cục diện, vừa nghe nói có người có hậu thuẫn là phó thủ tướng, có người có hậu thuẫn là bốn đại gia tộc, đừng nói là muốn có hành động gì, phỏng chừng đã bật ngửa sợ tới mức cũng không dám thở mạnh, ngoan ngoãn mà làm cho qua ngày để có thêm kinh nghiệm lý lịch. Càng làm cho Hạ Tưởng khiếp sợ chính là, Triệu Tiểu Phong ngay sau đó còn nói. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Dù sao tôi đem từ tục tiểu nói trước, anh nếu thật tâm phản đối mở rộng biến đổi gen, thì phải đi tới cùng, tôi cũng sẽ ủng hộ anh trong khả năng có thể, cũng xem anh là bạn bè, muốn sức ra sức, muốn người ra người, không có hai lời. Nếu không chịu nổi áp lực, giữa chừng chùn bước, đừng trách tôi trở mặt. Lời nói Triệu Tiểu Phong không dễ nghe, thậm chí có thể nói có ý tứ hàm xúc của sự uy hiếp, nhưng Hạ Tưởng lại không tức giận, bởi vì hắn biết Triệu Tiểu Phong sở dĩ ăn nói thận trọng. Quả thật là việc này sự tình liên quan trọng đại, khẳng định gặp phải áp lực cực lớn, giống như sự kiện tập đoàn Tứ Ngưu, đụng chạm đến ích lợi của toàn bộ gia tộc và tập đoàn. Nhưng Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, trong quá trình giao thủ với Phó Tiên Phong, có từng nghĩ đến việc lui bước. Trong kế hoạch của sự kiện tập đoàn Tứ Ngưu, có từng lo lắng về sau sẽ bị Phó gia trả đũa sao? Hạ Tưởng có khi sẽ chọn dùng thủ đoạn quan liêu, có khi cũng sẽ thỏa hiệp trên chính trị. Nhưng hắn trước sau đều có niềm tin trong lòng chưa từng dao động, chính là, thường tu vi chính chi đức, thường hoài luật kỷ chi tâm, ở vị trí nào, nghĩ việc của vị trí đó, hễ là việc lợi quốc lợi dân, toàn lực ủng hộ. Hễ là hành vi hại nước hại dân, kiên quyết phản đối. Vấn đề biến đổi gen sự tình liên quan đến kế hoạch trăm năm,
thậm chí có thể liên quan đến tương lai của cả một dân tộc, dù cho lực lượng hắn rất nhỏ bé, nhưng trong vùng hắn quản hạt, trong năng lực của hắn, có thể chống đỡ được mảnh trời xanh rộng cỡ nào, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó, quyết không quay đầu lại. Ở quận Hạ Mã, đối với việc đối phó vốn lưu động của Nguyên Minh Lược, tôi đã lên kế hoạch đến một năm. Khi tôi bị người đánh lén, khi phó bí thư phó thăng làm thị trưởng phó, tôi vẫn vững vàng mà tiến tới. Chủ tịch Triệu, nếu ông đối với tôi không có lòng tin, tôi nghĩ ông hôm nay cũng sẽ không gặp mặt với tôi. Hạ Tưởng rất bình tĩnh, nhưng rất kiên định mà trả lời Triệu Tiểu Phong. Triệu Tiểu Phong cười ha hả, đập bàn một cái rồi đứng lên. Thành công, hôm nay thỏa thuận xong. Tuy nhiên, bỗng y lại vẻ mặt ưu tư. Với quan hệ giữa Phó Thị trưởng Hạ và Mai Thái Bình, khẳng định sẽ gặp phải vấn đề khó khăn, bởi vì mở rộng kỹ thuật biến đổi gen không chỉ đề cập đến lợi ích gia tộc của Phó gia, còn có Mai gia cũng tham dự trong đó, hơn nữa còn là hạng mục hợp tác lớn nhất giữa Mai gia và Phó gia. Lời này vừa nói ra, Hạ Tưởng quả thật chấn động. Giữa bốn đại gia tộc, có cạnh tranh, có đối kháng, cũng có ích lợi hợp tác, Phó gia và Mai gia có ích lợi chung cũng là điều rất bình thường. Chỉ có điều khiến Hạ Tưởng khiếp sợ chính là, hạng mục hợp tác lớn nhất của Mai gia và Phó gia, không ngờ là kỹ thuật biến đổi gen. Hắn cũng đã sớm trong lòng hiểu rõ, tuy rằng hắn trước mắt có quan hệ khá tốt với ba trong bốn đại gia tộc, nhưng là thành lập trên vấn đề không đề cập đến ích lợi căn bản của gia tộc. Một khi có xung đột ích lợi, nhỏ, có lẽ còn có thể có chỗ xoa dịu. Lớn, thì rất có khả năng trong nháy mắt trở mặt thành thù. Hậu trường của kỹ thuật biến đổi gen nếu chỉ có Phó gia còn dễ nói, dù sao giữa hắn và Phó gia, đã xung khắc như nước với lửa, tuyệt không ngờ tới, lại có cả ích lợi của Mai gia cũng rằng co ở trong đó. Hạ Tưởng lần đầu tiên trong đời trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, chẳng lẽ nói, sẽ có một ngày hắn cùng với Mai Thái Bình đứng đối lập nhau. Nghĩ sâu thêm một chút, kỳ thật hắn cũng ít nhiều có chút dự cảm, sau khi hắn đến thành phố Lang, dù là Mai Thái Bình, hay là Khâu Tự Phong. Thái độ đối với hắn đều có chuyển biến tinh tế. Cũng không phải là duyên cớ đã rời xa thành phố Yến, mà là bởi vì bổ nhiệm của hắn, bởi vì động lực đằng sau việc sắp xếp hắn đến thành phố Lang cùng với lợi ích của gia tộc có mâu thuẫn không thể hòa giải, bởi vậy, khiến mấy nhà đều đối với hắn không thể tránh nảy sinh ra tâm lý đề phòng. Mai Thái Bình mặc dù đưa hắn đi nhậm chức, làm đủ biểu hiện bên ngoài, lại không lộ ra một chút quan hệ của Mai gia ở thành phố Lang. Giới thiệu một Lưu Nhất Lâm làm quen với hắn, cũng là quan hệ không sâu không cạn. Khâu Tự Phong cũng vậy, chỉ thúc đẩy Lý Tài Nguyên đảm nhiệm thư ký của hắn, cũng không giải thích tỉ mỉ. Ngô gia ngoại trừ ông cụ gọi điện thoại bảo hắn tới thủ đô, sau khi hắn bổ nhiệm xuống dưới, cũng không có câu sau, Phó gia thì không cần phải nói, cùng với hắn càng là toàn bộ không có quan hệ, dường như trong nháy mắt, quan hệ giữa hắn và mấy đại gia tộc, đã bị đóng băng. Cũng làm cho hắn lúc đầu tiến đến thành phố Lang, hai mắt bôi đen, tìm không thấy phương hướng, không dám rộng bước nhanh về phía trước, đi qua một thời kỳ bao la mù mịt không dài không ngắn. Cũng may hắn trước mắt có hai người Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai có thể sử dụng, từ từ mở ra cục diện ở thành phố Lang, và thấy được một tia sáng, Triệu Tiểu Phong không ngờ xuất hiện, chẳng những mang đến không ít tin tức nội bộ, cũng mang đến cú va chạm cực lớn mà thành phố Lang sắp nghênh đón. Sự mở rộng của biến đổi gen, ở thành phố Lang tất nhiên là một trận ác chiến. Mặc dù tin tức nội bộ của Triệu Tiểu Phong rất kịp thời đúng lúc, cũng vô cùng hữu dụng, khiến Hạ Tưởng cũng có mục tiêu rõ ràng, nhưng bởi vì có khả năng vì lập trường bất đồng, mà cùng Mai gia có xung đột lợi ích, có thể nói tiến triển hôm nay tuy lớn, nhưng lại là mừng lo lẫn lộn. Lập trường quyết định đội ngũ quyết định là địch hay là bạn, Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Phong một cái. Nhớ tới mấy tháng trước hắn cùng Triệu Tiểu Phong còn là đối thủ chưa từng gặp mặt, không ngờ hôm nay ngồi cùng một chỗ, lại có thể trở thành đồng minh tay trong tay, khiến cho hắn không thể không cảm thán trên chính trị, có đôi khi chuyển biến giữa bạn và thù, thậm chí chỉ là ở một cái xoay người mà thôi. Sau khi ăn xong bữa cơm trưa thịnh soạn, sau đó lại cùng Triệu Tiểu Phong, Vương Sắc Phi tiếp tục tâm tình, cuối cùng được Triệu Tiểu Phong và Vương Sắc Phi nhất trí yêu cầu, Hạ Tưởng lần lượt xưng hô với hai người là Phong ca, và Sắc Phi tỷ, mà kết thúc một buổi gặp mặt vui vẻ. Hạ Tưởng từ Cửu Hào Công quán đi ra muốn về thành ủy mới là điểm dừng chân mà hắn mở ra cục diện. Hắn không biết chính là, hắn mới từ Cửu Hào Công quán đi ra, thì Nga Ni Trần đã biết việc hắn và Vương Sắc Phi gặp gỡ nhau. Nga Ni Trần ở văn phòng xa hoa sang trọng của khách sạn Caesar,
ước chừng gian phòng siêu lớn rộng tới 150 m², đầy đủ mọi tiện nghi. Nga Ni Trần không ngồi trên chiếc ghế bà chủ vòi vọi trên cao của ông ta, mà là ngồi trên sofa, cùng nói chuyện với một người. Việc làm tới đâu rồi? Trong phòng, ngoại trừ Nga Ni Trần và một người đàn ông hơn 55 tuổi, còn có Hoa Nhài Bạc ở đó. Hoa Nhài Bạc đứng ở một bên, chắp tay sau lưng, đứng vững vàng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mông của cô rất tròn mà đầy đặn, cong cong, mà phần eo lại thon nhỏ, duyên dáng thướt tha, cho dù chưa thấy qua mặt thật của cô, chỉ nhìn sau lưng, cũng có thể nhìn ra phong thái mỹ nhân, mà lòng muốn hướng tới. Văn phòng của Nga Ni Trần nằm ở vị trí lầu 18, nếu nhìn ra bên ngoài, thì tầm mắt có thể nhìn thấy hơn một nửa thành phố Lang, cũng không biết là có phải cố ý lâm vào hay không, nếu hướng ra phía ngoài nhìn về phía xa, thì chỗ nhìn thấy rõ ràng nhất chính là cửa trước và cửa sau của Cửu Hào Công Quán. Toàn bộ Cửu Hào Công Quán đã ở trong tầm mắt, hơn nữa, phía trước cửa sổ còn dựng lên một kính viễn vọng 30 lần, đương nhiên không phải dùng để nhìn chim chóc bay lượn, Nga Ni Trần cũng không có thú thanh nhàn này, cái y quan sát chính là con người. Hoa Nhài Bạc trong lúc vô ý hướng ra phía ngoài quan sát, thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra từ Cửu Hào Công Quán, cô hơi hơi nhăn nhó cái mũi xinh đẹp. Sau đó dùng kính viễn vọng nhắm ngay bóng dáng dưới lầu, dưới hiệu ứng 30 lần phóng đại, khuôn mặt anh Tuấn thể hiện sự khỏe mạnh của Hạ Tưởng lọt vào tầm mắt người đẹp. Hắn có vẻ vội vàng, vẻ mặt tươi cười như có như không, bước đi lại kiên định. Sau khi từ Cửu Hào Công Quán đi ra, Vương Sắc Phi tự mình đi ra đưa tiễn, hắn chỉ hơi phất phất tay về phía sau, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng, một chút cũng không do dự. Thật sự là hắn, cái tên có bộ dạng đen thui. Hoa Nhài Bạc không biết vì sao, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hạ Tưởng, đã không thích hắn. Chương 794, Mai Phục, ném đá dò đường. Bắt đầu còn chưa nói tới mức chán ghét, nhưng từ khi Hoa Nhài Vàng thường xuyên nhắc tới hắn trước mặt cô, còn lấy hắn làm trò cười, cùng với việc ba cứ cố gắng lôi kéo hắn, mà hắn vẫn cứ thản nhiên như không, khiến cho cô càng ngày càng không thích Hạ Tưởng, thậm chí còn vô cùng chán ghét sự cự tuyệt của Hạ Tưởng, cho rằng hắn làm bộ quá đáng. Chỉ biết làm ra vẻ. Làm quan có thể có được mấy người tốt, còn muốn giả dạng làm một bộ dáng không tham tiền không háo sắc cho ai xem. Không quen nhìn nhất là loại người dối trá này, ở mặt ngoài đường bệ đạo mạo, trên thực tế bụng dạ xấu xa, tuy nhiên so với người khác càng có thể thả dây dài câu cá lớn mà thôi. Hoa Nhài Bạc gặp qua nhiều người vừa thấy chị em các cô liền thèm nhỏ dãi, cũng gặp qua cái gọi là chính nhân quân tử phong độ thanh thoát, lúc bắt đầu còn nho nhã lịch sự. Không bao lâu sau đã bại lộ ra một mặt vô sỉ xấu xa, so với đàn ông hai mắt ti hí càng biến thái ghê tởm hơn. Phỏng chừng Hạ Tưởng cũng là một tên ngụy quân tử, nhìn dáng vẻ của hắn, lúc nào cũng không vội vàng không hấp tấp, một diện mạo của sự tự tin, còn thực sự nghĩ rằng chị em các cô đối với hắn sẽ nhào vào ôm lấy. Nằm mơ, người đánh chủ ý vào chị em các cô quá nhiều rồi, trắng trợn, âm hiểm, đều không một ai đạt được ý đồ, Hạ Tưởng. Hừ. Đừng tưởng bày ra một bộ dáng chẳng can hệ gì, thì có thể gì đó, Hoa Nhài Vàng, Bạc là ai, loại đàn ông nào mà chưa gặp qua. Vẫn thật sự chưa có một người nào khiến các cô khuất phục. Hoa Nhài Bạc không phục thì không phục, nhưng Hạ Tưởng từ Cửu Hào Công Quán đi ra, là chuyện lớn, cô vội vàng quay lại. 3. Hạ Tưởng mới từ Cửu Hào Công Quán đi ra. Nga Ni Trần vốn một vẻ mặt thoải mái, vừa nghe lời này lập tức chấn động, vội vàng đi tới trước cửa sổ. Từ trong kính viễn vọng quan sát một lát, lại không nói một lời trở lại sofa. Phải tăng nhanh hành động, tôi hoài nghi Hạ Tưởng bước tiếp theo có thể sẽ bắt tay từ vấn đề công ty xây dựng số 3 ở thành phố Lang, nếu chẳng may bị hắn tra được cái gì, cho dù không lay chuyển được gốc rễ của chúng ta, cũng là một chuyện phiền toái. Người nói chuyện với Nga Ni Trần có tướng mạo hơi giống với Nga Ni Trần, nhưng không có sự trầm tĩnh chín chắn và khí phách của Nga Ni Trần, hơn nữa đầu y lớn như cái đấu. Nhìn lướt qua thấy hơi buồn cười. Đúng là đại ca Trần đại đầu của Nga Ni Trần, đương nhiệm tổng giám đốc công ty xây dựng số 3 thành phố Lang. Tôi đã cùng Thôi Kiến bàn xong điều kiện, mượn thời cơ tổ chức đại hội cổ đông, đem đại biểu pháp nhân nhường cho y, cổ phần của tôi cũng chuyển nhượng ra ngoài, từ nay về sau cùng công ty xây dựng số 3 của thành phố Lang hoàn toàn rũ bỏ quan hệ. Trần đại đầu tuy rằng cùng Nga Ni Trần là anh em ruột, nhưng y cùng Nga Ni Trần ngồi cùng một chỗ. Hoàn toàn chính là người của hai thế giới, chẳng những không có sự lạnh lùng và khí thế của Nga Ni Trần, hơn nữa còn giống như một lão nông dân có chút nhút nhát.
Nếu không phải một thân toàn đồ Tây hàng hiệu phụ trợ, Trần Đại Đầu đi ra bên ngoài, cũng không khác gì mấy so với một người gác cổng. Trong vòng một tuần có thể làm tốt hay không? Nga Ni Trần sau khi nghe nói một loạt hành động gần đây của Hạ Tưởng, lo lắng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nhất là Hạ Tưởng cho Lý Tài Nguyên đảm nhiệm thư ký, và đem Thẩm Nhạc Tuyết đưa đến bệnh viện thủ đô chạy chữa, gã liền hiểu được, hành động này của Hạ Tưởng là vì đề phòng có người lại âm thầm hạ độc thủ, nói trắng ra là, chính là nhằm vào gã mà làm ra bố trí phòng vệ đầu tiên. Thủ đoạn của Hạ Tưởng Nga Ni Trần sớm có nghe qua, cho dù gã có hậu thuẫn cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng đối với Hạ Tưởng vẫn là không thể không đề phòng vài phần. So chiêu giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong, gã không phải hiểu biết hoàn toàn, nhưng là một người ngoài cuộc cũng có thể hiểu rõ một điểm, Phó Tiên Phong bị đánh bại tại thành phố Yến, nếu nói sau lưng không có một chút bóng dáng của Hạ Tưởng, hễ là người có chút trí tuệ chính trị sẽ không tin tưởng. Hạ Tưởng, chỉ là một cán bộ cấp phó giám đốc sở xuất thân dân dã, đầu tiên là ở quận Hạ Mã đuổi Bạch Chiến Mặc đi, lại trực tiếp ném đi Phó Tiên Phong cấp phó tỉnh, hơn nữa Phó Tiên Phong còn có thế lực gia tộc làm chỗ dựa, cho dù là bản thân Phó Tiên Phong phạm sai lầm trước, cũng từ đó chứng minh con người Hạ Tưởng, sâu không lường được. Nga Ni Trần luôn có một dự cảm xấu, cứ cho rằng một ngày nào đó, Hạ Tưởng muốn ở thành phố Lang lập uy, sẽ lấy gã ra khai đao trước. Nga Ni Trần bối cảnh thâm hậu, cũng không sợ Hạ Tưởng làm gì gã, nhưng thủ hạ của gã, cùng với một số hoạt động không hợp pháp cũng không khó để điều tra ra, gã không sợ đối thủ cứng rắn, mạnh mẽ, chỉ sợ đối thủ tìm không thấy khuyết điểm đồng thời lại thủ đoạn cao minh. Hạ Tưởng nếu chỉ có một mặt cứng rắn, mạnh mẽ, gã cũng sẽ có đủ nhiều biện pháp khiến Hạ Tưởng vấp phải trắc trở. Nhưng Hạ Tưởng lại cố tình cùng lúc vừa thể hiện thiện ý đối với gã nên chấp nhận thì chấp nhận, về phương diện khác lại bước từng bước một phù hợp với ý tưởng của gã tháo gỡ cục diện ở thành phố Lang, thật sự là một người cố chấp khó có thể cân nhắc. Để cho Trần Đại Đầu thoát khỏi công ty xây dựng số 3 ở thành phố Lang, là bước đầu tiên, bởi vì sự tình của công ty xây dựng số 3 ở thành phố Lang là tai họa ngầm dễ dàng kích nổ nhất, những sự tình khác không thể đặt lên trên mặt bàn tuy rằng cũng không ít, tuy nhiên đều là việc nhỏ, hơn nữa cũng không bới móc được ca lớn gì cả, chỉ có sự tình của công ty xây dựng số 3 ở thành phố Lang, là thùng hỏa dược, đụng vào một cái là bùng nổ. Hành động bí mật một chút, nên xử lý đều đã xử lý rồi, đừng để rớt lại chứng cứ gì. Muốn thoát thân thì phải thoát cho sạch sẽ luôn, đừng ham lợi nhỏ, biết không? Nga Ni Trần biết đại ca thiển cận, một chút tiền cũng không bỏ qua, e sợ y còn giữ lại một ít cổ phần, hoặc là trên giá cả không chịu nhượng bộ, kéo dài càng lâu, càng bất lợi. Muốn tiền, em cho anh, đừng hy vọng kiếm tiền từ công ty xây dựng số 3 ở thành phố Lang, làm sạch sẽ là được. Trần Đại Đầu liên tục gật đầu, đối với Nga Ni Trần, y từ trước đến nay nói gì nghe nấy. Đừng thấy y là đại ca, nhưng y biết so với em trai, thì y kém xa. Trần Đại Đầu đi rồi, Nga Ni Trần mới lại nói với Hoa Nhài Bạc. Hạ Tưởng và Vương Sắc Phi gặp nhau là vấn đề sớm muộn, tuy nhiên không ngờ bọn họ tiếp xúc nhanh như vậy. Sức hấp dẫn của Vương Sắc Phi không giảm, ngay cả đường đường là phó thị trưởng Hạ cũng trở thành khách vào bức màn của cô ta. Hoa Nhài Bạc hừ một tiếng. Đàn ông có chỗ nào tốt chứ? Người nào cũng là bộ dáng háo sắc. Thấy phụ nữ thì liền chạy không nổi. Hạ Tưởng ở trước mặt con và chị giả bộ khá đứng đắn, chính là giả vờ giả vịt thôi, hắn làm sao qua được cửa ải của hồ ly tinh. Con thấy hắn đã bị Vương Sắc Phi thu phục mà phải ngoan ngoãn nghe lời rồi. Nga Ni Trần ha hả cười. Con sao có thành kiến lớn với Hạ Tưởng như vậy, hắn cũng không trêu chọc con không chọc tức con làm gì phải giận hắn chứ. Đúng rồi, có phải bởi vì hắn không có lấy lòng con, nên con mới rất bất mãn với hắn đúng không? 3. Hoa Nhài Bạc mặt đỏ lên, bất mãn đánh một cái lên sau lưng Nga Ni Trần. Ở đâu có người ba đi nói xấu con gái mình như vậy chứ? Con mới không hiếm là sự lấy lòng của hắn, con gái ba là vạn người mê, cũng không thiếu một mình hắn. Không có lý do, dù gì chính là nhìn hắn không vừa mắt. Không nói hắn nữa, không nói hắn nữa. Nga Ni Trần ha hả cười nói, trước mặt con gái, gã thoải mái nhất cũng vui vẻ nhất. Sắp đến ngày giỗ mẹ con, năm nay đốt thêm mấy nén hương cho mẹ. Vâng. Nhắc tới người mẹ qua đời sớm, Hoa Nhài Bạc liền lập tức đỏ mắt. Ba, rốt cuộc là mẹ bị ai hại chết? Con còn nhỏ, không nên hỏi nhiều như vậy. Nga Ni Trần trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, sau lại lấy lại bình thản. Đủ rồi, không.
không nói chuyện không vui nữa, nói xem con gần đây luyện vũ đạo đến đâu rồi. Một bên cùng con gái nói chuyện vui vẻ, một bên lại suy tư, Nga Ni Trần tâm tư nặng nề, thành phố Lang vốn rất vất vả mới tạo lập lại sự cân bằng, bởi vì hạ tưởng đến đây, lại bị phá vỡ một lần nữa. Hơn nữa xem ra, còn có khả năng sẽ tiếp tục mất cân bằng trở lại, hạ tưởng, thật đúng là một người khiến người ta lo lắng, làm thế nào mới khiến hắn an phận một chút đây? Hy sinh một đứa con gái? Không, tuyệt đối không được, con gái về sau không lấy được chồng quyền cao chức trọng, đều là chịu thiệt. Hy sinh một phần ích lợi kinh tế. Mấu chốt là, hạ tưởng dường như ở mặt tiền tài thật sự rất tự khép mình vào khuôn khổ, rất khó dùng vấn đề kinh tế đánh đổ hắn. Tiếp tục lôi kéo, trong tay gã còn có quân bài nào có thể khiến hạ tưởng động tâm. Nga Ni Trần ánh mắt dừng trên cơ thể đầy đà mà là lướt của con gái, nhớ tới hoa nhài vàng đối với hạ tưởng có chút tò mò và thiện cảm, trong lòng hiện lên một ý tưởng, chưa chắc nhất thiết phải hy sinh con gái mới có thể hoàn thành sự tình, có lẽ có thể vừa không để hạ tưởng có được món hời, lại có thể khiến hắn thần phục. Con gái mình, cũng không thua gì Vương Sắc Phi, hơn nữa còn trẻ tuổi xinh đẹp hơn so với Vương Sắc Phi. Tiểu Mạt đi đâu rồi? Nga Ni Trần hỏi hoa nhài bạc. Đi tập thể hình, có kêu con đi, con hôm nay hơi mệt, không muốn đi. Hoa nhài bạc rất hiểu biết tâm tư của ba, thấy ánh mắt ba chớp động liền đại khái đoán được chuyện gì, kinh ngạc nói. Ba sẽ không cho chị đi quyến rũ hạ tưởng chứ? Quyến rũ, nói khó nghe quá, sao có thể gọi là quyến rũ? Nên gọi là tạo thiện cảm mới đúng. Nga Ni Trần cười ha hả. Chị con khôn khéo lại quái đản, ai có thể lấy lòng ở trước mặt nó được chứ? Hoa nhài bạc không cho là đúng mà hừ nói. Cẩn thận, trộm gà không được còn mất cả thóc. Hạ tưởng không hề biết hắn từ Cửu Hào công quán vừa đi ra, đã bị Nga Ni Trần nhìn thấy rõ ràng, sau khi hắn trở lại thành ủy, vừa tới văn phòng ngồi vào chỗ của mình, liền nghe được tiếng đập cửa, Lý Tài Nguyên ở bên ngoài báo cáo. Phó thị trưởng Hạ, chủ nhiệm Lữ đến. Lữ Nhất Khả là phó bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, hội nghị thường vụ xếp hạng trước Hạ Tưởng, Hạ Tưởng xuất phát từ lễ phép, đứng dậy đi ra nghênh đón, vừa mới đi tới cửa, Lữ Nhất Khả đã cất bước tiến vào, rất nhiệt tình mà vịnh vai Hạ Tưởng. Phó thị trưởng Hạ ra cửa tiếp đón, mặt tôi cũng sáng sủa hơn, nào nào, đừng khách khí. Hạ Tưởng cùng Lữ Nhất Khả ngồi xuống sofa, thể hiện phép lịch sự bình đẳng, liền hỏi. Chủ nhiệm Lữ tìm tôi có việc. Cũng không có việc gì, chỉ là tùy tiện trò chuyện. Lữ Nhất Khả nói không có chuyện gì, nhưng câu sau lại chuyển vào chính đề. Phó thị trưởng Hạ trước kia có quen biết trưởng ban Lưu. Có chuyện rồi đây, Hạ Tưởng trong lòng vừa động, Lữ Nhất Khả tạo cho hắn ấn tượng không tồi, ở trong cảm nhận của hắn, cũng là lực lượng trung gian có thể hợp tác, liền nói. Cũng là đến thành phố Lang mới quen. Lữ Nhất Khả khẽ gật đầu. Tuy nhiên tôi thấy cậu và trưởng ban Lưu quan hệ không tồi, có một việc, không biết có thể thay tôi mở lời hay không. Ngài cứ nói, tôi xin tận lực. Có việc muốn nhờ là chuyện tốt, có qua có lại, mới là sự khởi đầu của sự hợp tác. Lữ Nhất Khả hướng hắn mở miệng xin giúp đỡ, không chỉ là thăm dò đối với hắn, cũng là kiểm tra năng lực của hắn. Lữ Nhất Khả đổi sang một vẻ mặt bất đắc dĩ. Đều là thằng con không ra gì của tôi tạo ra, nó tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Cứ đòi ở lại thủ đô, ý của tôi là để nó đến thành phố Lang, cũng tiện để chăm sóc lẫn nhau, ý của nó lại là không ở thủ đô, thì đi thành phố Yến, dù gì cũng không chịu đến thành phố Lang. Thủ đô và thành phố Yến lại để mắt không tới, người trẻ tuổi, đúng là kích động. Ý của tôi là, xem phó thị trưởng Hạ có thể âm thầm hỏi trưởng ban Lưu một chút hay không, gần đây có chỉ tiêu phó phòng hay không, nếu có thì xem có thể để lại một chỗ cho tôi hay không. Nếu có thể giải quyết cấp phó phòng. Tôi nghĩ nó khẳng định đồng ý đến thành phố Lang. Lữ Nhất Khả ở mặt ngoài là muốn để Hạ Tưởng nói hộ với Lưu Nhất Lâm, trên thực tế đánh hai mai phục, quả nhiên lo xa tính kỹ. Một mai phục là thủ đô, cái còn lại là thành phố Yến, nhưng không rõ nói, chỉ hàm xúc địa điểm một chút nói là để mắt không tới, sau đó mới nhắc tới cấp phó phòng của thành phố Lang, kỳ thật trọng điểm vẫn là rơi ở chỗ thủ đô và thành phố Yến. Tốt nghiệp nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Giải quyết một chỉ tiêu cấp phó phòng là sự tình trong phạm vi chính sách, cho dù Lữ Nhất Khả và Lưu Nhất Lâm không có giao tình gì, hắn hướng Lưu Nhất Lâm đề xuất, Lưu Nhất Lâm cũng nhất định sẽ nể tình. Trừ phi là trực tiếp thăng trưởng phòng mới cần chiếu cố đặc biệt. Chiếu cố trong chính sách không phải là chiếu cố,
mà là tiện thể giúp người. Lưu Nhất Lâm cũng không phải là người không có trí tuệ chính trị, người không nên cất nhắc, tuyệt đối sẽ không cất nhắc. Bởi vậy Hạ Tưởng rất rõ mục đích đích thực của Lữ Nhất Khả không phải muốn cho con của y đến thành phố Lang, mà là muốn để lại ở thủ đô, còn không được cũng phải đi thành phố Yến. Ở thủ đô và thành phố Yến, vẫn là không gian phát triển lớn hơn, tôi cũng cho rằng ở lại thủ đô hoặc là thành phố Yến thì càng tốt hơn. Hạ Tưởng liền thuận theo lời Lữ Nhất Khả mà nói tiếp. Một câu nói liền nói trúng tâm sự của Lữ Nhất Khả, chân mày y hơi cau lại một cái, lại cười nói. Nói cũng phải, ở thủ đô và thành phố Yến, bước khởi đầu sẽ cao, dễ dàng thăng tiến, tôi ở thủ đô và thành phố Yến cũng có chút quan hệ, sắp xếp cho nó ở bộ nông nghiệp hoặc là thành ủy của thành phố Yến, nó cũng không chịu, cứ phải đòi đi ủy ban kế hoạch và phát triển, hoặc là đi tỉnh ủy ban kế hoạch và phát triển và tỉnh ủy dễ vào thế sao? Thanh niên ngày nay, đúng là không hiểu chuyện. Ủy ban kế hoạch và phát triển và tỉnh ủy đều là nơi mà mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng sâu rộng nhất. Lữ Nhất Khả nhìn thì như không có ý định nhắc tới, trên thực tế mục tiêu vô cùng rõ ràng, đã sớm đem lai lịch Hạ Tưởng nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Hạ Tưởng trong lòng cười thầm, chả trách Lữ Nhất Khả đối với hắn dường như có điều chờ mong, hóa ra là có việc nhờ cậy hắn. Với quan hệ của hắn và Trần Phong, với địa vị của Trần Phong ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, xếp cho một người vào không phải là việc gì khó. Đương nhiên, ở tỉnh ủy cũng giống vậy. Không đề cập tới quan hệ của hắn và Phạm Duệ Hằng, cho dù là Vương Bằng Phi gật đầu, hay là Tống Chiêu Độ đáp ứng, đều là sự tình không cần tốn sức. Có đôi khi quan hệ có tốt hay không, cách làm việc lại khác nhau một trời một vực. Lữ Nhất Khả cũng chưa chắc không quen biết Vương Bằng Phi và Tống Chiêu Độ, nhưng nếu chỉ có quan hệ bình thường giải quyết việc chung, cho dù y tặng không ít lễ vật, Tống Chiêu Độ cũng được, Vương Bằng Phi cũng được, bởi vì đối với y không hiểu rõ, hoặc là lười nhiều chuyện. Chưa chắc ra tay giúp y. Nhưng do Hạ Tưởng ra mặt thì sẽ khác, với quan hệ cá nhân giữa Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ, Vương Bằng Phi, hắn vừa mở miệng, trên cơ bản chính là nắm chắc sự tình. Lữ Nhất Khả tìm hắn, đúng là tìm đúng người rồi. Hạ Tưởng thử thăm dò hỏi. Phải xem cậu ta rốt cuộc muốn ở lại chỗ nào nhất. Ủy ban kế hoạch và phát triển và tỉnh ủy, tôi đều có quan hệ có thể dàn xếp một chút, đúng rồi, cậu ta tên gọi là gì? Lữ Nhất Khả lập tức tươi cười đầy mặt. Tôi chính là muốn cho nó đến thành phố Lang, sao không biết xấu hổ làm phiền phó thị trưởng Hạ ra mặt an bài ủy ban kế hoạch và phát triển và tỉnh ủy. Nó tên là Lữ Hiệu Suất, là nghiên cứu sinh của Đại học Nhân dân, năm nay vừa mới tốt nghiệp. Cái đó, cứ để tôi hỏi lại nó rốt cuộc muốn ở đâu. Lữ Nhất Khả cũng chỉ là muốn nói bóng nói gió để thử một chút mà thôi, không ngờ tới Hạ Tưởng lại sảng khoái vượt ra ngoài dự kiến của y. Liền đưa ra cho y hai lựa chọn, khiến cho y vui mừng khôn xiết, có chút niềm vui bất ngờ. Lữ Nhất Khả ngượng ngùng không tiện ngay trước mặt Hạ Tưởng gọi điện thoại, xoay người vào bên trong hành lang, mấy phút sau lại trở lại văn phòng. Nếu có thể đến phòng thư ký tỉnh ủy, cũng là một lựa chọn không tồi. Lữ Nhất Khả sắc mặt ửng đỏ, y cả đời trong quan trường gặp qua vô số người, thấy rằng người trong quan trường chỉ cần có người có việc muốn nhờ, đều muốn gây khó dễ một tí. Không ngờ Hạ Tưởng không đề cập tới yêu cầu, dứt khoát nhanh gọn mà đáp ứng liền, khiến cho y không khỏi cảm khái, Hạ Tưởng, quả thật là một người thông minh hiếm thấy. Hạ Tưởng quả thật đủ thông minh, hắn không phải là không gây khó dễ, cũng sẽ cố ý làm khó dễ người khác, nhưng là tùy người mà làm. Bối cảnh của Lữ Nhất Khả hắn có biết một phần, dường như không có hậu thuẫn gì cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng y lại ở trong hệ thống ủy ban kỷ luật công tác tới mười mấy năm, tuyệt đối không phải là người bình thường. Hơn nữa y ở bên trong thành ủy thuộc lực lượng trung gian, đúng là đồng minh hắn cần lôi kéo. Hơn nữa Lữ Nhất Khả đến xin hắn hỗ trợ, cũng là ý ném đá dò đường. Nếu là đến phòng thư ký tỉnh ủy, tìm Vương Bằng Phi là hợp nhất, ông ta là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, vừa khéo là chủ quản, Hạ Tưởng liền lấy điện thoại ra, nói với Lữ Nhất Khả. Chủ nhiệm Lữ chờ một chút, tôi xin chỉ thị trưởng ban thư ký Vương một chút. Lữ Nhất Khả gật gật đầu. Không nói gì, giờ nói gì đều là dư thừa, có thể nhanh gọn đạt được sự giúp đỡ của Hạ Tưởng, y liền biết, y hôm nay đến đúng chỗ, Hạ Tưởng là một người trẻ tuổi có thể kết giao. Hạ Tưởng còn chưa kịp gọi điện thoại cho Vương Bằng Phi, điện thoại lại đột nhiên vang lên, vừa nhìn là tỉnh ủy gọi đến không khỏi sửng sốt, từ sau khi hắn tới thành phố Lang, đúng là không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào của lãnh đạo tỉnh ủy. Sửng sốt một lát mới chợt tỉnh ngộ,
là điện thoại từ văn phòng của Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ tìm hắn có chuyện gì? Hạ Tường không khỏi khẽ động trong lòng, liền vội trả lời điện thoại. Chào ngài, Phó Chủ tịch tỉnh Tống. Giọng nói quen thuộc của Tống Chiêu Độ truyền đến. Hạ Tường, có chuyện này phải làm phiền cậu một chút, Tiểu Phàm gần đây làm mình làm mẩy ở trường học, cứ muốn tôi tới thăm nó, tôi nào đâu có thời gian. Vừa khéo cậu cách nó không xa, có thời gian đi thủ đô thăm nó dùm, nó nghe lời cậu nói nhất. Tống Nhất Phàm tháng 9 vào Đại học Bắc Kinh, lúc ấy chính là thời điểm Hạ Tường bận tới sứt đầu mẻ chán, cũng không nhớ tới việc tới đưa tiễn cô, sau đó hắn cũng nghe nói Tống Nhất Phàm đối với hắn vô cùng bất mãn, còn thề về sau cũng sẽ không gặp lại hắn nữa. Hắn lúc ấy cũng không quan tâm việc đi khuyên giải an ủi cô, cũng cho rằng chẳng qua chỉ là sự tức giận nhất thời của cô bé, sự việc qua đi sẽ quên thôi. Hôm nay Tống Chiêu Độ vừa gọi điện thoại hắn mới nhớ tới, hiện tại đã là tháng 12, Tống Nhất Phàm thật đúng là một cuộc điện thoại cũng không gọi cho hắn. Được, đã trở thành sinh viên rồi, tính tình cũng lớn lên không ít. Phỏng chừng Tống Nhất Phàm ở Đại học Bắc Kinh cũng không có làm mình làm mẩy gì, nói không chừng chính là cố ý chờ hắn chủ động đi thăm cô. Đi thì đi, Tống Nhất Phàm gần như là được hắn trông từ nhỏ đến lớn, trong mắt hắn, chẳng khác gì em gái thân thiết. Cho tôi biết số điện thoại, tôi bớt thời giờ sẽ đi, cũng thật có chút nhớ Tiểu Phàm. Hạ Tưởng lập tức đáp ứng liền, theo sau liền nghĩ, cũng không cần phải làm phiền Vương Bằng Phi, trực tiếp đem sự tình của Lữ Hiệu Suất nói với Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng quen biết nhiều năm, hiểu rất rõ con người Hạ Tưởng, rất ít mở miệng với người khác, hơn nữa trong ấn tượng, dường như Hạ Tưởng thật đúng là chưa từng nhờ cậy ông ta giúp đỡ qua việc gì, một chút việc nhỏ, ông ta cũng không hề chần chừ do dự. Vấn đề không lớn, chút nữa tôi sẽ nói một tiếng với Bằng Phi, cậu bảo Lữ Hiệu Suất trực tiếp liên hệ với thư ký của tôi là được. Hạ Tưởng liền vội vàng tỏ vẻ cảm tạ. Tôi thay chủ nhiệm Lữ cảm ơn Phó Chủ tịch tỉnh Tống. Hạ Tưởng biết rằng, Tống Chiêu Độ hẳn là có thể nghe hiểu hàm ý hắn nói, không ngờ Tống Chiêu Độ không tiếp tục nói đề tài này, mà đột nhiên hỏi một câu. Tiểu Hạ, có phải cảm thấy cậu vừa đi thành phố Lang, liền cảm giác không ít người cùng cậu quan hệ trở nên xa cách? Chương 795, Thị Phi, nào có công luận? Hạ Tưởng lại không cảm thấy xa cách, mà là cảm thấy dường như tất cả mọi người cố ý trốn tránh cái gì đó. Trên thực tế hắn cũng không cho rằng khoảng cách một chút sẽ dẫn tới quan hệ lẫn nhau trở nên xa cách, quan hệ đến mức độ nhất định, cũng sẽ không dễ dàng trở nên xa cách. Đương nhiên, Tống Chiêu Độ hỏi như vậy, tất nhiên có điều ám chỉ, hắn không có hỏi nhiều, chỉ đơn giản mà, một tiếng. Kỳ thật cũng không phải là không quan tâm đến sự trưởng thành của cậu, mà là đều hy vọng cậu có thể tự mình đi ra bước đầu tiên, cũng tiện để cho người có lòng nhìn thấy, cậu là tài năng có thể bồi dưỡng. Đủ rồi, lời của tôi đã nói xong. Tống Chiêu Độ chỉ là điểm qua vài nét, liền tắt điện thoại. Hạ Tưởng vẫn nghe ra không ít nội dung, hắn có thể dựa vào năng lực chính mình tháo gỡ cục diện ở thành phố Lang hay không, ý nghĩa là liệu hắn có thể trong cảm nhận ở phía sau màn thúc đẩy xây dựng ấn tượng làm thế nào có được tác dụng lớn, vô cùng mấu chốt. Cho nên các lãnh đạo tỉnh ủy từ các con đường biết được tin tức, không để ý tới hắn không quan tâm hắn, ngược lại là xuất phát từ sự thật lòng mến mộ đối với hắn. Mặc kệ như thế nào, sự tình Lữ Hiệu Suất thuận lợi giải quyết, Hạ Tưởng coi như là cùng Lữ Nhất Khả tiến ra bước đầu tiên đáng mừng. Lữ Nhất Khả tuy rằng đối với lai lịch Hạ Tưởng có nghe qua, biết hắn ở tỉnh ủy có mạng lưới quan hệ nhất định. Kỳ thật ý ban đầu của y cũng là muốn để con trai đến tỉnh ủy, dù sao tỉnh ủy cũng dễ chiếu cố đến, cũng không muốn đi ủy ban kế hoạch và phát triển. Nhưng tỉnh ủy lại không dễ vào, quan hệ của y không cứng rắn như vậy. Sở dĩ nhắc tới ủy ban kế hoạch và phát triển là ý tưởng lui mà cầu tiếp theo, bởi vì Trần Phong ở ủy ban kế hoạch và phát triển. Mà nghe nói Trần Phong là hậu trường thân mật nhất của Hạ Tưởng, Lữ Nhất Khả cũng không cho rằng Hạ Tưởng có năng lực mở được cửa chính của tỉnh ủy. Tỉnh ủy nói dễ vào, có lẽ một câu nói là có thể vào. Nói không dễ vào, đánh vỡ đầu cũng vào không được. Cho nên y đề nghị ủy ban kế hoạch và phát triển trước, là cho rằng Hạ Tưởng không nhất định có thể có quan hệ thâm hậu ở tỉnh ủy. Không ngờ chưa đợi Hạ Tưởng chủ động gọi điện thoại cho tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Tống của tỉnh ủy liền chủ động gọi điện thoại tới cho Hạ Tưởng, hơn nữa còn không phải việc công, là việc tư. Cùng ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực tỉnh mà có quan hệ cá nhân tốt tới mức độ này, khiến cho Lữ Nhất Khả không chỉ có thầm giật mình,
còn vô cùng hâm mộ, mới biết được là y đã coi thường Hạ Tường. Đợi khi nghe được Phó Chủ tịch tỉnh Tống bảo con y trực tiếp liên hệ với thư ký của Chủ tịch tỉnh Tống, y liền biết sự tình đã thành, thư ký của Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh đích thân ra mặt an bài một người tiến vào tỉnh ủy, tuyệt đối là một chuyện dễ dàng, bởi vì thư ký ra mặt, chính là đại biểu cho thái độ của Phó Chủ tịch tỉnh Tống. Lần này thể diện lớn rồi, chẳng những còn có thể đi vào tỉnh ủy, có thể an bài một bộ phận tốt, còn có thể có được các mặt chiếu cố, ai cũng sẽ nể mặt Phó Chủ tịch tỉnh Tống vài phần. Ai mà chẳng biết, Tống Chiêu Độ là ứng cử viên cho chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ tiếp theo. Lữ Nhất Khả nắm chặt tay Hạ Tưởng, rất là xúc động nói. Phó thị trưởng Hạ, có thể kết giao người bạn như cậu, là vinh hạnh của tôi. Nói thật, tôi lăn lộn trong quan trường hơn nửa đời người, gặp đủ loại người, cậu là người trẻ tuổi đầu tiên khiến tôi cảm thấy xấu hổ nhất. Hạ Tưởng kỳ thật đã sớm hiểu rõ sự thăm dò của Lữ Nhất Khả, y thừa nhận có ý xấu hổ. Hiển nhiên là sự đáp lại ngay thẳng đối với hắn, liền xua tay nói. Chủ nhiệm Lữ khách sáo rồi, ông rất giống với thầy hướng dẫn của tôi vừa thấy ông đã có cảm giác thân thiết, thêm nữa hiệu suất lại là tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cũng là nhân tài, tiến vào tỉnh ủy là vì quốc gia mà chiêu mộ nhân tài. Lữ Nhất Khả biết là Hạ Tưởng nể mặt y, lắc đầu cười. Tôi nợ cậu một ân tình, Phó thị trưởng Hạ, tối nay tôi mời cậu ăn cơm, nhất thiết phải đi. Không đi chính là không nể mặt tôi. Hạ Tưởng thấy Lữ Nhất Khả kiên trì, đành phải đáp ứng. Lữ Nhất Khả đứng lên, muốn đi, lại do dự một chút, rồi mới nói. Hôm nay lúc sớm tôi đến văn phòng tìm cậu, vừa đúng lúc trong lúc vô ý phát hiện một việc, có lẽ là tôi hoa mắt nhìn lầm, Dương Bân thừa dịp không ai chú ý đi vào phòng làm việc của thị trưởng Đồ, rất lâu mà không ra. Lữ Nhất Khả nói xong, lại vỗ vỗ trán. Nhớ không rõ. Có lẽ nhìn nhầm nghe lầm thôi, không nói nữa, buổi tối khi cùng nhau ăn cơm sẽ suy nghĩ kỹ lại. Tiến bước Lữ Nhất Khả, Hạ Tưởng cười hiểu ý, hay cho một Lữ Nhất Khả, thật sự là lo trước tính sau, sợ hắn không dự tiệc, còn để lại việc sau, rốt cuộc là cán bộ kỳ cựu của ủy ban kỷ luật, cũng có mặt giảo hoạt. Một tài xế giữa trưa không có người lùi vào văn phòng của phó thị trưởng ủy viên thường vụ, bên trong chắc có ngụ ý. Hạ Tưởng thản nhiên như không liếc mắt nhìn Lý Tài Nguyên một cái, bởi vì lời nói vừa rồi của Lữ Nhất Khả, Lý Tài Nguyên cũng nghe được rõ ràng. Lý Tài Nguyên gần đây tinh thần phấn chấn tốt lên hẳn, vừa gạt bỏ sự uể oải không phấn chấn trước kia, người một khi có tinh thần, khí chất của anh ta liền toát ra, so với trước kia có thể nói là hai người khác nhau, chẳng những cả người có vẻ tươi tỉnh sảng khoái, hơn nữa còn có một luồng khí đầy sức sống. Hạ Tưởng ánh mắt đưa qua. Lý Tài Nguyên ngay lập tức hiểu rõ là việc gì, gật đầu nói. Nhất cử nhất động về sau của Dương Bân, tôi và trưởng ban thư ký Thang sẽ để ý hơn. Hiểu được là tốt rồi, Hạ Tưởng không nói chuyện, khẽ gật đầu tỏ vẻ thừa nhận. Lý Tài Nguyên coi như có mắt nhìn, hiểu rõ suy nghĩ của hắn, có thể bồi dưỡng. Sáng sớm hôm sau, vừa mới đi làm liền nhận được thông báo, phải tổ chức hội nghị giải quyết công việc bí thư. Hạ Tưởng vừa tiến vào văn phòng của bí thư, thấy mấy người có mặt lần lượt là thị trưởng Cổ Hướng Quốc, phó bí thư Trương Anh Tịch cùng với phó thị trưởng Đồ Quân, hắn liền hiểu ra gì đó, nghĩ thầm rằng tới thật nhanh, cứ tưởng rằng qua hai ngày mới có kiến nghị đề xuất, không ngờ mới chỉ có một ngày, thì đã để lên hội nghị giải quyết công việc bí thư. Đối phương thật đúng là gấp gáp. May là tối qua, Hạ Tưởng đã suốt đêm nghiên cứu tư liệu về biến đổi gen, cùng lúc đó, cũng gọi điện thoại nói chuyện với Liên Nhược Hàm. Đi sâu trao đổi về hiện trạng biến đổi gen của Mỹ, trao đổi một hồi, Liên Nhược Hạm nói với Hạ Tưởng, vệ tân đối với kỹ thuật biến đổi gen rất có hứng thú, từng nghiên cứu qua một thời gian rất dài. Hạ Tưởng sau đó lại gọi điện thoại cho vệ tân, bảo vệ tân chỉnh sửa lại một phần tư liệu tỉ mỉ về ưu điểm và khuyết điểm của kỹ thuật biến đổi gen cùng với khả năng mang đến ảnh hưởng lâu dài cho hắn. Tư liệu của vệ tân còn chưa tới tay, hội nghị đã mở trước rồi, Hạ Tưởng liền hiểu rõ. Thế lực sau lưng đang gia tăng bố cục, có khả năng chính là muốn thừa cơ trước khi hắn chưa đứng vững chân, tạo thành việc đã rồi. Hạ Tưởng vốn nên ngồi ở trước Đồ Quân, nhưng Đồ Quân tới trước một bước và ngồi vào vị trí của hắn. Sau khi hắn tiến vào, bà ta chỉ đưa mắt dòm một cái, rõ ràng không có ý muốn nhường lại chỗ ngồi, Hạ Tưởng đành ngồi ở vị trí phía sau. Đồ Quân hôm nay trang điểm nhẹ, tuy rằng nhẹ, nhưng đối với người ngửi mùi biết phụ nữ như Hạ Tưởng mà nói. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra màu mắt của cô được vẽ rất là tỉ mỉ, còn tô son đỏ nhẹ ở môi, trên mặt cũng là một lớp phấn mỏng.
không thể không thừa nhận Đồ Quân có màu da khá trắng, quả thật có phong thái mê người, từ vị trí ngồi của hắn mà nhìn, dáng người đẫy đà của cô được bao bọc trong quần áo, tuy là quần áo rộng thùng thình, vẫn có thể làm cho người ta mơ màng vô hạn. Dáng người đẹp của phụ nữ thì không thể nào che giấu được, sẽ tỏa ra hơi thở kinh người khiến người đàn ông có khứu giác mẫn cảm phát hiện. Lại nhìn tướng mạo thanh lịch, khuôn mặt nhanh trí mà trắng mịn của Đồ Quân, không có một nếp nhăn, Hạ Tưởng liền nghĩ, nếu Nghiêm Tiểu thì nhìn thấy Đồ Quân, khẳng định rất kinh ngạc sao bà ta có thể bảo dưỡng tốt được như thế. Tuy nhiên có một số phụ nữ bề ngoài tươi sáng không thể che giấu được những gì đã làm trong bóng tối, Hạ Tưởng tuyệt không động lòng trước vẻ hấp dẫn mê người của Đồ Quân, nhất là sau khi hắn nghe được một số tin đồn có liên quan đến Đồ Quân. Buổi cơm tối hôm qua với Lữ Nhất Khả, ăn rất hào hứng, lại uống thêm rượu nói chuyện vui, khiến Hạ Tưởng tiến thêm một bước hiểu biết về con người Lữ Nhất Khả, có mặt lo trước tính sau, cũng có lúc tính tình biểu lộ, hơn nữa đừng thấy người sắp 50, cũng có một mặt của lão ngoan đồng. Thu hoạch lớn nhất không chỉ là Hạ Tưởng có thể xác định cùng Lữ Nhất Khả trở thành đồng minh, còn có không ít cách nói về quan hệ giữa Dương Bân và Đồ Quân, Lữ Nhất Khả không có nói xoáy vào, chỉ xem như chuyện cười mượn rượu mà nói ra, ý là dù sao đã là rượu nói, thì cứ nói sao nghe vậy là được. Hạ Tưởng vẫn biết rõ, người nói không phải vô tâm, là có ý. Mà hắn làm người nghe, chẳng những cố ý, hơn nữa còn đặc biệt cố ý. Không phải hắn thích tìm hiểu chuyện đời tư của người khác, mà là làm điểm đột phá của sự tình, có đôi khi phải nắm bắt lấy bất cứ cơ hội gì. Ngả Thành Văn thấy người đã đến đông đủ, liền ho khan một tiếng. Hôm nay triệu tập các đồng chí họp, là có chuyên gia của Bộ Nông nghiệp đến thành phố Lang khảo sát, sau khi khảo sát cho ra kết luận, thành phố Lang rất thích hợp mở rộng các loại cây trồng mới, và chuẩn bị bỏ vốn 30 triệu tệ, có ý ở thành phố Lang tạo ra vườn nông nghiệp mới vạn mẫu, tôi cùng đồng chí Hướng Quốc cũng bàn bạc qua, cảm thấy chuyện này rất có triển vọng. Ông ta bất chợt dừng lại, ánh mắt dừng ở trên người Hạ Tưởng, rồi nói tiếp. Trong tay tôi có một phần tư liệu liên quan, các đồng chí hãy xem trước, sau khi xem xong chúng ta tiếp tục thảo luận. Hạ Tưởng nhận lấy tư liệu, số trang không nhiều, tổng cộng hơn 10 trang, hắn không xem kỹ, bởi vì đơn giản lật qua, trên đó tất cả đều là một số văn chương kiểu cách, đều là tuyên truyền kỹ thuật mới tốt thế này tốt thế kia, có thể giảm bớt sâu bệnh, có thể gia tăng sản lượng, có thể chống hạn, v.v. Trên cơ bản khuyết điểm hiện có trên cây nông nghiệp toàn bộ không nhắc tới, ưu điểm lại có đầy đủ, dùng một từ hình dung chính là, hoàn mỹ. Chỉ riêng phần nguy hại của kỹ thuật biến đổi gen là không viết rõ, sẽ mang đến ảnh hưởng bất lợi gì cho cơ thể con người, cũng không ghi chú rõ nguồn gốc của kỹ thuật, chỉ mơ hồ viết là phát minh mới nhất của chuyên gia Bộ Nông nghiệp. Căn bản là một phần sách báo ngu dân, đương nhiên Hạ Tưởng hiểu rõ là, cuối cùng thêm vào phần đầu tư 30 triệu tệ, mới là trọng điểm. Phía trước nào là kỹ thuật gì đó ưu điểm gì đó, các vị có mặt ở đây, có mấy người thật sự bỏ công ra nghiên cứu. Nói thêm, cho dù nghiên cứu, cho dù biết chân tướng là gì, thì sẽ được có mấy người có thể dưới áp lực đầu tư và lãnh đạo cấp trên, nói không với biến đổi gen. Hạ Tưởng trong lòng bất đắc dĩ, ánh mắt đảo qua, liếc mắt nhìn Trương Anh Tịch một cái. Trương Anh Tịch ánh mắt cũng đang đúng lúc hướng về hắn, ánh mắt hai người vừa giao hội, đều tự phát mà hơi gật gật đầu. Mấy phút sau, đầu tiên là Cổ Hướng Quốc lên tiếng. Đây là việc tốt khó mà có được, hiếm khi chuyên gia Bộ Nông nghiệp nhìn chúng thành phố Lang, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố nên chào đón mạnh mẽ, mở rộng cánh cửa thuận tiện. Đồ Quân cũng lập tức phụ họa. Sản phẩm nông sản và sản phẩm chăn nuôi cùng chế biến cũng là một trong những sản nghiệp trụ cột của thành phố Lang. Nếu thành phố Lang xây dựng cơ sở làm thí điểm của Bộ Nông nghiệp, sẽ có tác dụng xúc tiến thật lớn đối với việc nâng cao sản nghiệp nông nghiệp của thành phố Lang. 30 triệu đầu tư từ trên trời rơi xuống, phó thị trưởng Hạ, may mắn đã tới, muốn ngăn cũng ngăn không được. Hạ Tưởng chỉ mỉm cười với Đồ Quân, lại nhìn về phía Trương Anh Tịch. Tôi muốn nghe xem quan điểm của bí thư Trương. Trương Anh Tịch cầm tư liệu trong tay nhẹ nhàng thả qua một bên, vẻ mặt nghiêm túc. Nông nghiệp mới, nói nghe khá hay, kỳ thật trong lòng tất cả mọi người đều biết, chính là kỹ thuật biến đổi gen. Tôi năm đó khi còn đi học đã tiếp xúc qua biến đổi gen, lúc ấy có nhà khoa học Mỹ đến diễn thuyết, thổi phồng trắng trợn những chỗ tốt của biến đổi gen, nào là chất lượng tốt, sản lượng cao, ít sâu bệnh, v.v. Lúc ấy tôi hỏi ông ta một câu, ông ta sau một hồi lâu cũng chưa trả lời được. Ông ta tung ra một cái gút thắt, liếc mắt nhìn mấy người một cái,
sau khi nhìn hết một lượt vẻ mặt của mọi người, mới nói. Tôi hỏi giáo sư người Mỹ, nếu kỹ thuật biến đổi gen tốt như vậy, vì sao không mạnh mẽ mở rộng ở nước Mỹ, cần gì phải xa xôi ngàn dặm nửa vòng trái đất để đến Trung Quốc, chẳng lẽ người Mỹ đều là Lôi Phong một tấm gương người tốt việc tốt của Trung Quốc sống? Nếu là Lôi Phong sống, sao không đem kỹ thuật tên lửa tinh vi nhất chuyển nhượng cho Trung Quốc? Ngả Thành Văn vẻ mặt biểu cảm rất có hứng thú, Cổ Hướng Quốc mặt không chút thay đổi, Đồ Quân lại là vẻ mặt không vui, chen vào nói. Trước khác nay khác, hiện tại ở Mỹ cũng gieo trồng cây trồng biến đổi gen hàng loạt. Trương Anh Tịch gật đầu, tiếp tục nói. Không sai, nước Mỹ hiện tại quả thật gieo trồng cây trồng biến đổi gen hàng loạt, đậu nành, cây ngô và gạo, nhưng Phó Thị trưởng Đồ có biết không, bọn họ chưa bao giờ ăn qua lương thực biến đổi gen của chính mình. Đồ Quân rất bất mãn cái giọng điệu thong dong điềm tĩnh của Trương Anh Tịch, nóng ruột đến không nhịn nổi hỏi. Bọn họ không tự mình ăn, còn trồng nhiều như vậy, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Đúng là một vấn đề ngây thơ, Trương Anh Tịch ha hả mà cười phá lên, Hạ Tưởng cũng phì cười, đến cả Ngả Thành Văn cũng không nhịn nổi ý cười, khóe mắt mang nụ cười. Đậu nành và gạo gần như toàn bộ xuất khẩu tới Trung Quốc, phần lớn cây ngô dùng để chế tạo nhiên liệu cồn, phần dùng không hết, dùng để làm thức ăn gia súc và xuất khẩu, hầu hết trong đó đều là xuất khẩu tới Trung Quốc. Trương Anh Tịch rất có kiên nhẫn mà giải thích nói. Mấy câu vừa nói ra, khiến cho Hạ Tưởng nhìn nhận đối xử với con mắt hoàn toàn khác với Trương Anh Tịch. Trương Anh Tịch đối với kỹ thuật biến đổi gen có hiểu biết sâu, vượt ra ngoài sự không ngờ của hắn. Trên cơ bản tập đoàn nhập khẩu lương thực biến đổi gen của Mỹ nhiều nhất là tập đoàn lương thực Trung Quốc COFCO, thời gian trước vừa mới nhập khẩu 60.000 tấn ngô, kết quả kiểm tra đo lường không đạt tiêu chuẩn, lại trả về. Hạ Tưởng nói tiếp lời Trương Anh Tịch. Mà cùng lúc đó một tàu chở đầy ngô xuất phát từ Mỹ, là chuyển đến Nhật Bản, ngô trên đó tất cả đều không phải là loại biến đổi gen. Có phải có thể nói, trong mắt người Mỹ, người Trung Quốc không bằng người Nhật Bản phải không? Hai mặt tiêu chuẩn luôn luôn là sách lược của nước Mỹ quen dùng, chỉ tiếc là, rất nhiều người trong nước làm như không thấy mà thôi. Đi xa đề tài rồi, chúng ta đang thảo luận chính là đầu tư của Bộ Nông nghiệp. Không phải vấn đề kỹ thuật biến đổi gen, lại càng không phải là việc tập đoàn lương thực Trung Quốc COFCO nhập khẩu cây trồng biến đổi gen. Cổ Hướng Quốc rất không kiên nhẫn phất phất tay. Trở lại chính đề nào, đừng lạc đề. Hạ Tưởng trong lòng hừ lạnh, cố ý trộm đổi khái niệm, đối với nguy hại lại làm như không thấy, còn nói với vẻ mặt quan đường hoàng, thủ đoạn quan liêu của Cổ Hướng Quốc thật sự là dày công tôi luyện. Hạ Tưởng cũng không khách khí nói. Nhập khẩu lương thực biến đổi gen sẽ nguy hại đến cả một thế hệ, gieo trồng cây trồng biến đổi gen thì sẽ nguy hại đến con cháu đời sau. Thị trường cổ, cái gọi là nông nghiệp mới của Bộ Nông nghiệp, với trí tuệ của ngài không thể không nhìn ra đó chính là mở rộng biến đổi gen. Biến đổi gen thì làm sao nào? Không cần vừa nghe biến đổi gen thì là mãnh thú và nước lũ. Biến đổi gen rốt cuộc có nguy hại hay không, nhà khoa học vẫn chưa có kết luận, quốc gia cũng không có mệnh lệnh cấm đoán rõ ràng. Anh thì hiểu được những cái gì? Đồ Quân rất là không khách khí mà hướng Hạ Tưởng phản bác một hồi, giọng điệu rất mãnh liệt, thái độ cứng rắn, chẳng những khiến Trương Anh Tịch giật mình không ít, cũng khiến Ngả Thành Văn sững sờ tại chỗ. Dù là Cổ Hướng Quốc cũng không tiện lấy giọng điệu răn dậy để trách cứ Hạ Tưởng, huống chi là Đồ Quân còn xếp sau Hạ Tưởng một bậc. Không phải Đồ Quân say sẩm chóng mặt, mà là bà ta quá kích động, nên thất thố. Nhưng là một cán bộ cấp phó giám đốc sở nhiều năm lăn lộn trong quan trường, sao lại đi phạm phải sai lầm thấp hèn này? Rất rõ ràng, Đồ Quân chính là muốn ở trước mặt mọi người đả kích uy danh của Hạ Tưởng. Ngay cả Cổ Hướng Quốc cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, bất mãn mà trừng mắt liếc nhìn Đồ Quân một cái. Hạ Tưởng vừa không kinh ngạc, lại không tức giận, mà là, bộp, một tiếng đem tài liệu ném xuống. Phó thị trưởng Đồ, nếu cả nhà cô đều ăn lương thực biến đổi gen, tôi sẽ ủng hộ Bộ Nông nghiệp ở thành phố Lang mở rộng cây trồng biến đổi gen. Đồ Quân giận dữ. Dựa vào cái gì bảo cả nhà tôi ăn đồ biến đổi gen? Anh có bệnh hả anh? Hạ Tưởng đối chọi gay gắt. Dựa vào cái gì người Mỹ không ăn cây trồng biến đổi gen, lại muốn đến Trung Quốc gieo trồng? Vì một chút lợi ích cực nhỏ thì đi hại nước hại dân, mà nối giáo cho giặc, ngay tại thành phố Lang mở rộng cây trồng biến đổi gen đến bản thân cũng không dám ăn. Con mẹ nó rốt cuộc ai mới có bệnh đây? Hạ Tưởng lần đầu tiên trước mặt mọi người mắng lời tục tĩu, lại một chút cũng không hối hận, ngược lại cảm thấy vô cùng hả giận.
Đồ Quân bỗng chốc bị Hạ Tưởng làm cho nghẹn, đến mức mặt đỏ bừng, há miệng hồi lâu, nói không nên lời, cuối cùng đứng bật dậy. Hạ Tưởng, anh không yên với tôi đâu. Hạ Tưởng trải qua vô số đối thủ, sao có thể sợ Đồ Quân? Ha hả cười. Tôi không yên với nhiều người lắm rồi, bây giờ tôi vẫn sống tốt đấy thôi. Phó thị trưởng Đồ, trước khi đưa ra quyết định, cho dù không phải thật sự vì lợi ích của nhân dân, cũng phải tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho mình. Nếu như có một ngày cô bỗng nhiên phát hiện trên bàn cơm của mình tất cả đều là thực phẩm biến đổi gen nguy hại đến tính mạng của cô không ăn thì đói chết, ăn thì lại độc chết, thì đến lúc đó cô có hối hận về quyết định của ngày hôm nay cũng đã muộn rồi. Cổ Hướng Quốc biết Đồ Quân nói không lại Hạ Tưởng, liền nói với Đồ Quân. Đồng chí Đồ Quân, ngồi xuống nói chuyện, có tranh luận cũng rất bình thường, không nên nóng giận. Lại hướng Hạ Tưởng bất mãn nói. Đồng chí Hạ Tưởng không nên nói chuyện giật gân gây hoang mang, mới nghe tiếng gió đã bảo là mưa, không có chủ kiến, bảo sao hay vậy kỹ thuật biến đổi gen có tốt có xấu, không thể phủ định toàn bộ. Còn khi thảo luận vấn đề, tốt nhất không nên nói lời thô tục. Lời thô tục vừa rồi của Hạ Tưởng là giọng điệu cố ý nhấn mạnh, chính là để đè đầu Đồ Quân, Cổ Hướng Quốc thực hiện đánh mỗi bên 50 hèo, coi như ở mặt ngoài duy trì công chính, hắn liền nói lời xin lỗi những lời thô tục vừa rồi, mới nói. Tôi cũng không phải phản đối kỹ thuật biến đổi gen, mà là phản đối nguồn lương thực chính biến đổi gen. Lời này vừa nói ra, lời nói làm kinh ngạc bốn phía cử tọa. Đều cho rằng Hạ Tưởng là toàn bộ phủ định kỹ thuật biến đổi gen, không ngờ lại tung ra một luận đề lương thực chính biến đổi gen, chẳng những Ngả Thành Văn vẻ mặt khó hiểu, đến Trương Anh Tịch cũng là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên, ông ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Kỹ thuật biến đổi gen có một mặt tốt. Như là cây ngô biến đổi gen có thể đề cao sản lượng trên diện rộng, và giảm bớt sâu bệnh, đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là gieo trồng cây ngô đều dùng để chế biến nhiên liệu cồn mà không dùng để ăn. Còn có sợi bông biến đổi gen cũng là cải tiến có ích, ở thời kỳ sâu đục quả bông tàn sát bừa bãi nhất, đem sâu nhúng vào trong thuốc trừ sâu cũng không chết vì độc, cuối cùng chỉ có thể bị nông dược dìm chết. Nhưng sau khi biến đổi gen, sâu bệnh giảm bớt trên diện rộng, sản lượng bông cũng nâng cao rất nhiều. Còn mang đến cho nông dân không ít lợi ích thực tế. Sợi bông không ăn được, hơn nữa hiện tại không còn ăn dầu hạt bông, tổng thể mà nói, kỹ thuật biến đổi gen vận dụng trên cây bông, là lợi nhiều hơn hại. Theo sau, Hạ Tưởng vừa chuyển đề tài, tung ra một sự thật vô cùng nghiêm trọng. Chương 796, tình cờ gặp mặt, phát hiện trọng đại. Nhưng nếu lương thực chính trong nước đều biến đổi gen, chính là một thảm họa. Lương thực chính của người Trung Quốc là lúa mì, gạo và cây ngô, hiện tại gạo và cây ngô đã mở rộng biến đổi gen với diện tích lớn, không thể không nói tất cả đều là công lao của chuyên gia nông nghiệp và người Mỹ ở sau lưng, nhưng vì sao lúa mì trong nước không biến đổi gen? Có nghĩ qua nguyên nhân trong đó hay không? Trương Anh Tịch hoàn toàn bị lời phát biểu của Hạ Tưởng thu hút, vội hỏi. Vì sao? Ở Trung Quốc một loạt hoạt động mở rộng lương thực chính biến đổi gen. Là do quỹ John Locke của Mỹ bồi dưỡng, kết hợp cùng con nhà quan của Trung Quốc, còn có tập đoàn tinh anh của hai bên là công nghệ sinh học Mỹ và giá trị phổ thông Trung Quốc ủng hộ làm việc cụ thể. Lực lượng này rất mạnh mẽ, mạng lưới quan hệ rất phức tạp, có thể nói là vượt qua sự tưởng tượng của bất kỳ ai. Đừng nói với sức lực của bản thân Hạ Tưởng, dù là không ít cấp cao trong nước đều đối với điều này không có cách nào khác. Kỳ thật từ những năm 80, quỹ John Locke của Mỹ bắt đầu ở Trung Quốc bắt tay vào làm bố cục. Người Trung Quốc thích nhất là bố cục, cũng rất giỏi về bố cục, lại thường coi khinh người Mỹ không có lịch sử gì. Lại không biết người Mỹ cũng là dân tộc giỏi về bố cục nhất trên thế giới, hơn nữa so với người trong nước hiện nay còn giỏi hơn nhiều. Quỹ John Locke đầu tư trong nước không phải là hạng mục, mà là nhân tài, bọn họ biết rõ điểm mấu chốt nhân sự nằm trên con người, trước có người, sau có việc, nắm giữ người, thì nắm giữ được sự việc. Trải qua sau 20 năm dài bồi dưỡng nhân tài, quỹ John Locke đình chỉ đầu tư ở Trung Quốc, tất cả vốn nghiên cứu và phát triển đã có thể toàn bộ đến từ chính tài chính quốc gia trợ cấp. Nhiệm vụ chủ yếu của quỹ còn lại, chính là thao túng người cải tạo gen mới đã được bồi dưỡng qua 20 năm, tất cả các mặt khác như là hạng mục chính sách vốn, VV, sẽ do nhân tài đã được bồi dưỡng đi hoàn thành. Lúc này tinh tường biểu lộ cái gọi là thu hút đầu tư, không phải là chúng ta lợi dụng đầu tư bên ngoài, mà là quỹ John Locke đang lợi dụng tài chính Trung Quốc và nhân tài Trung Quốc. Dùng tiền của bọn họ ở trên lãnh thổ Trung Quốc, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại mà lâu dài của bọn họ mà thôi.
người Mỹ không phải lôi phong sống, sự nghiệp của bọn họ không phải là để trợ giúp quốc gia của người khác hùng mạnh, sau đó lại tạo thành sự uy hiếp đối với chính quốc gia bọn họ. Mục đích duy nhất của việc mở rộng đối ngoại của người Mỹ chính là muốn đảm bảo tất cả người Mỹ ở lãnh thổ nước Mỹ có cuộc sống giàu có không chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới, thì giống như bọn họ tấn công Iraq là vì khống chế tài nguyên dầu mỏ, kỹ thuật biến đổi gen, cũng là chiến tranh sinh học mà bọn họ bành trướng với bên ngoài. Hiển nhiên, là sản phẩm của sự phát triển khoa học, kỹ thuật biến đổi gen cũng không phải là hoàn toàn không đúng, cây bông biến đổi gen quả thật coi như là thể hiện của tiến bộ khoa học. Nhưng sự mở rộng của lương thực chính biến đổi gen, thì không thể không làm cho người ta hoài nghi lòng lang dạ sói của thế lực nước ngoài. Nhất là việc cố hết sức lực mở rộng kỹ thuật biến đổi gen trên lương thực chính là lúa nước và cây ngô, VV, lại không mở rộng lúa mì, nguyên nhân nói trắng ra cũng rất đơn giản, bởi vì gạo là lương thực chính của người Trung Quốc, từ Nam ra Bắc ngày ngày đều ăn gạo, mà lúa mì tuy rằng cũng là lương thực chính, nhưng chỉ là một trong các lương thực chính của người trong nước, không khổng lồ bằng gạo. Đây không phải là mấu chốt của vấn đề, mấu chốt của vấn đề ở chỗ Âu Mỹ ít ăn gạo, toàn là ăn lúa mì. Chính là vì phòng ngừa diện tích lớn mở rộng lúa mì biến đổi gen ở Trung Quốc sẽ tạo thành đột biến gen, từ đó ảnh hưởng tới lương thực chính của Âu Mỹ, bởi vậy thế lực Mỹ sớm đã có kỹ thuật lúa mì biến đổi gen, nhưng vẫn luôn khống chế sự mở rộng của kỹ thuật lúa mì biến đổi gen. Thẳng cong, phải trái, hoặc là dụng tâm của thế lực nước ngoài, người trong nước không ngốc. Nhất là người ngồi trên địa vị cao, người nào không phải tâm sáng như gương. Biết là một chuyện, có ngăn cản hay không, lại là một việc khác. Hạ Tưởng cũng biết chưa chắc có thể thuyết phục được Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, nhưng hắn phải nói ra sự thật, cần phải cho thấy ý kiến kiên quyết phản đối của hắn, cho nên sau khi hắn rất kiên định nói ra vấn đề lương thực chính biến đổi gen, biểu lộ rõ lập trường. Nếu làm thí điểm mở rộng cây bông biến đổi gen, tôi ủng hộ. Nếu là lúa mì và cây ngô, tôi kiên quyết phản đối. Tôi toàn diện phản đối làm thí điểm mở rộng kỹ thuật biến đổi gen ở thành phố Lang. Trương Anh Tịch lập trường càng bảo thủ. Sự tiếp nhận sự kiện mới phát thì phải có một quá trình. Năm xưa vì để cho con người chấp nhận sự thật địa cầu không phải trung tâm vũ trụ, người theo chủ nghĩa tôn giáo cực đoan còn thiêu chết nhà khoa học. Đồ Quân nắm bắt được một điểm công kích Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch. Đối với một số người có tư tưởng cổ xưa và lạc hậu mà nói, cái bọn họ cần không chỉ là đề cao giác ngộ chính trị, còn phải học tập lý luận biện chứng của chủ nghĩa Mác nhiều hơn. Tôi hoàn toàn ủng hộ Bộ Nông nghiệp làm thí điểm mở rộng ở thành phố Lang. Đồ Quân châm chọc khiêu khích vài câu, vẻ mặt đắc ý. Hạ Tưởng mắt điếc tai ngơ, cũng không thèm để ý, Trương Anh Tịch cười lạnh một tiếng. Lấy sự phát triển của khoa học để nói chuyện ư? Nhân loại phát minh năng lượng hạt nhân ngay từ đầu là vì tìm kiếm nguồn năng lượng mới, kết quả thì sao? Kết quả chính là toàn bộ thế giới chế tạo mấy chục ngàn quả bom nguyên tử, bất cứ lúc nào cũng có thể san bằng trái đất. Khoa học trong quá trình tiến bộ của nhân loại, cho tới bây giờ đều là dùng sai lầm mới để bù đắp cho sai lầm cũ. Nếu muốn tranh luận vấn đề phát triển của khoa học, tranh luận hết một ngày một đêm cũng sẽ không có kết luận, Hạ Tưởng vốn định chen vào khuyên giải. Cổ Hướng Quốc lại không kìm nổi nhẹ nhẹ đập bàn. Đủ rồi, không bàn cãi nữa. Hội nghị công việc bí thư là nơi thảo luận vấn đề, không phải là chỗ cãi nhau. Bộ Nông nghiệp làm thí điểm mở rộng, tôi cảm thấy lợi lớn hơn hại, đáng để thử một lần. Hai người phản đối, hai người tán thành, ánh mắt mấy người đều dừng ở trên người Ngả Thành Văn. Ngả Thành Văn do dự một lát, cuối cùng vẫn không dám quyết định. Chuyện này còn cần phải xâm nhập nghiên cứu thêm, quan hệ đến kế hoạch miếng cơm của hàng triệu người dân, không thể qua loa. Cá nhân tôi hơi nghiêng về phía đề nghị của Phó Thị trưởng Hạ, kế tiếp tôi sẽ tìm các nhà chuyên gia liên quan tìm hiểu thêm về ứng dụng và mở rộng của kỹ thuật biến đổi gen ở các nơi trên thế giới, vừa không có thể qua loa cự tuyệt, cũng không thể dễ dàng quyết định, phải căn cứ vào thái độ phụ trách đối với toàn thể nhân dân thành phố Lang, cẩn thận thêm cẩn thận. Ngả Thành Văn nói chuyện tuy rằng không có kiên quyết phản đối, nhưng ít nhất không có tình cảm cá nhân, có thể coi như là quyết định lý trí. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng rõ ràng, trước khi còn chưa có áp lực ngoại giới tham gia, tạo ra quyết định dễ dàng phù hợp với ích lợi của thành phố Lang, nếu một khi có nhân tố khác quấy nhiễu, thì khó mà nói. Tóm lại, triển vọng của việc này không lạc quan mấy. Cổ Hướng Quốc hơi bất mãn nói. Trưởng phòng Bạch của Bộ Nông nghiệp nói. Vốn là Bộ Nông nghiệp chuẩn bị lựa chọn một thành phố giữa thành phố Lang và thành phố Tần Đường để mở rộng làm thí điểm, trưởng phòng Bạch đứng vững trước mọi áp lực khác,
chủ trương đặt chân ở thành phố Lang, bởi vì thành phố Lang gần thủ đô. Nhưng nếu kéo dài quá lâu, cũng không bài trừ khả năng Bộ Nông nghiệp cuối cùng sẽ lựa chọn thành phố Tần Đường. Nói xong, Cổ Hướng Quốc xoay người rời đi. Cổ Hướng Quốc vừa đi, Đồ Quân cũng đứng lên, hướng về Ngả Thành Văn khẽ gật đầu, cũng không thèm để ý Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch, theo sát sau đó rời khỏi. Vẫn xin Bí thư Ngả thận trọng suy xét, không nên làm ra quyết định di hại hậu thế. Hạ Tưởng không nhẹ không nặng mà nói một câu, bởi vì hắn nhìn ra, Ngả Thành Văn kỳ thật vẫn là đồng ý nhận làm thí điểm mở rộng. Hơn nữa lời vừa rồi của Cổ Hướng Quốc, rõ ràng khiến gã sinh ra dao động. Thành phố Tần Đường cách thủ đô khá xa, so với thành phố Lang thì xa hơn gấp 2 lần, nếu Bộ Nông nghiệp có ý chọn thành phố Tần Đường, cũng sẽ không âm thầm khảo sát ở thành phố Lang. Sách lược lấy lợi ích làm lời hứa quá sơ cấp chẳng lẽ Cổ Hướng Quốc không rõ? Gã đương nhiên rõ, tuy nhiên ở trước mặt ích lợi, không phải mất đi sức phán đoán, mà là mất đi sự công chính mà thôi. Ngả Thành Văn không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu. Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch sóng vai đi ra khỏi văn phòng bí thư, Hạ Tưởng đang muốn quay về văn phòng, Trương Anh Tịch lại rất có hứng thú mà nói một câu. Phó thị trưởng Hạ, hôm nay nghe lý luận của anh khá mới lạ, có hứng thú cùng tôi tham thảo thêm một chút hay không? Tôi muốn xâm nhập nghiên cứu thêm quan hệ giữa kỹ thuật biến đổi gen và lương thực chính biến đổi gen. Hạ Tưởng suy nghĩ, nhớ tới lời Triệu Tiểu Phong đã nói có liên quan lập trường của Trương Anh Tịch, liền gật đầu đồng ý. Cũng tốt, tôi cũng đang muốn cùng bí thư Trương trao đổi thêm. Sau đó thấy thời gian đã hơn 11 giờ, lại nói. Hay là, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Trương Anh Tịch cảm nhận được nhiệt thành của Hạ Tưởng, ngẫm lại cũng quả thật không có sự tình gì, hơn nữa vừa rồi tại hội nghị công việc bí thư, y cùng Hạ Tưởng ý kiến nhất trí, có tiếng nói chung, cũng liền gật gật đầu. Được, tuy nhiên tôi nói trước, tôi là người mời, nếu không tôi không đồng ý. Trương Anh Tịch coi như có sự đáp lại tích cực, Hạ Tưởng cũng cảm thấy cao hứng. Nói rồi đó, vậy tôi đây không khách khí đâu, chuẩn bị ăn no một bữa. Ha ha. Trương Anh Tịch đối với sự vui đùa của Hạ Tưởng rất thích thú. Tôi tiền không nhiều lắm, nhưng vẫn không đến mức để anh ăn đói. Hạ Tưởng đi theo Trương Anh Tịch tới một khách sạn quy mô bậc trung, tên đặt ra rất có ý tứ, Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, người không ít, thời điểm tới nơi đã ngồi đầy người. Tuy nhiên Trương Anh Tịch rõ ràng là khách quen, vừa vào cửa đã được đón tiếp dẫn đến một gian phòng. Gian phòng của Ngũ Quân Đô Đốc Phủ được thiết kế cũng rất thú vị, tương tự như doanh trại cổ xưa. Sau khi đi vào, mọi thứ đều trang trí bằng gỗ thô, rất mang vẻ tiêu điều sơ sát. Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch kêu lên vài món, như là mấy món khá nổi tiếng ở thành phố Lang, một nồi thịt tươi cổ oa và Thái Bình Yến, khiến cho Hạ Tưởng ăn uống ngon miệng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn khoảng hơn một giờ, tri thức uyên bác và giải thích độc đáo của Hạ Tưởng khiến Trương Anh Tịch rất là thán phục. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng là toàn diện phản đối kỹ thuật biến đổi gen. Không chỉ có phản đối lương thực chính biến đổi gen. Nhưng y cũng biết, nếu ngay từ đầu đã phủ định toàn bộ, ngược lại dễ dàng kích động đối phương tạo áp lực trên toàn bộ phương vị, chỉ bằng lui mà cầu tiếp theo, với ý đồ có cái giảm sóc. Trương Anh Tịch đối với kỹ thuật biến đổi gen là phủ định toàn bộ, tuy nhiên sau khi nghe xong Hạ Tưởng phân tích sâu sắc mà dễ hiểu, cây bông biến đổi gen cũng coi như là tiến bộ nho nhỏ, mặc dù nói là về sau cũng không nhất định sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì. Nhưng dù sao không phải đồ ăn, không vào miệng, ảnh hưởng sẽ ít hơn nhiều, liền không miễn cưỡng gật đầu tán thành. Lại nghe Hạ Tưởng nói vập sự nguy hại của lương thực chính biến đổi gen, nói đến lương thực chính biến đổi gen có khả năng là nhằm vào khuyết tật di truyền của người da màu đặc biệt người da vàng, mà đặc biệt tiến hành cải tiến, thậm chí có nhà khoa học nghiên cứu, một số khoai tây biến đổi gen bị người Trung Quốc sau khi ăn vào, sẽ bị dạ dày trong cơ thể cho rằng là đồ ăn rác thải mà không thể hấp thu. Trực tiếp bài xích ra ngoài cơ thể, chẳng khác nào ăn như là không ăn, không có bất cứ dinh dưỡng gì. Trương Anh Tịch liền nắm chặt nắm tay, trong mắt lửa giận ùn ùn. Một bữa cơm ăn xong, Trương Anh Tịch đối với ấn tượng của Hạ Tưởng lại sâu sắc thêm vài phần. Ban đầu y cho rằng Hạ Tưởng chỉ là một đóa hoa nhà kính chưa ra khỏi thành phố Yến, không chịu nổi gió táp mưa sa, cũng không có trình độ chính trị gì, sau khi xâm nhập tiếp xúc, mới biết được thành kiến hại chết người. Hạ Tưởng chẳng những tri thức phong phú, kiến giải chính trị sâu sắc, còn có thủ đoạn vu hồi và ánh mắt lâu dài, với độc tuổi của hắn mà nói, quả thật vô cùng hiếm cóc. Hơn nữa còn có một điểm,
hắn không phải không có tâm lo cho nước cho dân, mà là còn có được sự bình tĩnh và sách lược ứng đối cục diện phức tạp. Trương Anh Tịch đối với ấn tượng của Hạ Tưởng từ xa cách biến thành thân thiết, trong lúc đó đã kéo khoảng cách lại gần. Khi chuẩn bị quay về thành ủy, Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch vừa mới ra tới cửa, đối diện đi tới hai người, khiến Hạ Tưởng có chút kinh ngạc, hơi sửng sốt. Người tới là một nam một nữ, nữ thì ăn mặc khắp người màu bạc, dáng người nhiều vẻ, khuôn mặt tuyệt mỹ làm cho người ta không dám chú mắt vào, đúng là Hoa Nhài Bạc. Đương nhiên Hoa Nhài Bạc hiện thân lúc này không phải là nguyên nhân khiến Hạ Tưởng sửng sốt, mà là người đàn ông bên cạnh cô vẻ mặt cười mỉa và ánh mắt cháy bỏng khiến hắn sửng sốt sau đó thì không khỏi cảm thán, đúng là trái đất tròn, không ngờ cách một năm, lại gặp được bạn cũ ở đây. Bạn cũ đúng là hiện tại nhậm chức trưởng phòng ở Bộ Nông nghiệp Bạch Chiến Mặc. Bạch Chiến Mặc đôi mắt dán dính vào người Hoa Nhài Bạc, như là mọc rễ di chuyển không được nửa phần, nét tươi cười trên mặt cũng là nhiệt liệt mà nịnh nọt, quả thật cũng là vì Hoa Nhài Bạc quá đẹp quá mê người, so với Tùng Phong Nhi chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa Tùng Phong Nhi tuổi hơi lớn một chút, cùng cảnh xuân rạng rỡ của Hoa Nhài Bạc mà so, mới biết phụ nữ so với phụ nữ, thật sự là khiến đàn ông tức chết. Hôm nay có Hoa Nhài Bạc đích thân cùng gã ăn cơm, Bạch Chiến Mặc mừng rỡ như điên, còn chưa ăn cơm cũng đã no rồi, người xưa nói sắc đẹp như cơm, tội gì không ăn. Vừa mới đi tới cửa, Bạch Chiến Mặc bỗng nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, dường như trong khóe mắt có một bóng người quen thuộc, gã trong lòng cả kinh, không phải là Hạ Tưởng thì tốt. Gã cùng mấy chuyên gia cùng nhau tới thành phố làng âm thầm khảo sát, thăm hỏi một số hộ nông dân, cá nhân gặp mặt Nga Ni Trần. Cũng cùng mấy lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền ở thành phố Lang trao đổi cách nhìn, có thể nói hai sợi dây một sáng một tối đều mở sẵn đường, chỉ chờ thành ủy chính thức thông qua quyết nghị là có thể thi hành kế hoạch, hoàn toàn trái ngược với cách thực hiện của Hạ Tưởng. Đối với việc Hạ Tưởng có khả năng tạo ra tác dụng phá hoại, Bạch Chiến Mặc đã sớm có tính toán, hơn nữa gã cũng đã cùng Nga Ni Trần thương lượng xong, sự giao chiến ở mặt ngoài, thì do Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc áp chế là được. Trong bóng tối, cũng có thể dùng thủ đoạn nào đó thích hợp mà đánh đòn cảnh báo cho Hạ Tưởng. Bạch Chiến Mặc ở tận đáy lòng vẫn còn hơi e ngại Hạ Tưởng, không muốn cùng Hạ Tưởng mặt đối mặt, lại không ngờ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, ăn một bữa cơm cũng có thể chạm trán, thật sự là bất bình thường. Gặp mặt không chào hỏi cũng sẽ tỏ vẻ gã rất sụt rè, Bạch Chiến Mặc làm bộ niềm vui bất ngờ. Tôi tưởng là ai, hóa ra là Phó Thị trưởng Hạ, hân hạnh, hân hạnh. Đã lâu không gặp. Phó thị trưởng Hạ lại lên chức rồi sao? Có người đẹp ở bên không thể mất mặt, Hạ Tưởng hiểu nguyên do sau lưng Bạch Chiến Mặc chủ động nhiệt tình đón tiếp, chủ động giơ tay ra. Hóa ra là trưởng phòng Bạch, đã sớm nghe nói ông đã đến thành phố Lang, biết tôi ở thành phố Lang cũng không tới tìm tôi, sợ tôi không mời ông ăn cơm sao? Ha ha! Bạch Chiến Mặc nghĩ rằng gã làm tới mức mặt không đổi sắc, tuy nhiên vừa nghe Hạ Tưởng xưng hô, trưởng phòng Bạch. Nghĩ đến việc mình từ phó giám đốc sở giáng cấp xuống trưởng phòng, nói cho cùng đều là Hạ Tưởng ban tặng, không khỏi tức giận trong lòng, sắc mặt hơi biến đổi. Tôi từ bí thư quận ủy lưu lạc đến bước này, đều là bút tích của phó thị trưởng Hạ, đã hơn một năm, vẫn không dám quên tình nghĩa của anh. Hoa Nhài Bạc ở một bên khẽ chớp đôi mắt đẹp, càng không ngừng âm thầm đánh giá Hạ Tưởng. Cô vẫn nghĩ rằng Hạ Tưởng ở trước mặt cô và chị là giả bộ đứng đắn, hôm nay vừa gặp. Lại có điểm nghi hoặc nho nhỏ, bởi vì ánh mắt Hạ Tưởng cũng không nhìn ngang liếc dọc, không giống Bạch Chiến Mặc, quét tới quét lui, vừa thấy chính là một bộ dạng tham lam xấu xa. Hạ Tưởng chỉ sau khi khẽ gật đầu với cô, ánh mắt liền không còn rơi trên thân thể của cô, hoàn toàn giống như cô không tồn tại. Chẳng lẽ hắn không phải làm bộ, mà là thật sự là chính nhân quân tử? Tâm tư nho nhỏ của Hoa Nhài Bạc liền chuyển tới đổi lui, không thể lý giải. Hạ Tưởng không bận tâm với lời nói đậm hận thù cá nhân của Bạch Chiến Mặc, khoát tay. Trưởng phòng Bạch khách khí rồi, lúc ấy mọi người chỉ là mạnh ai làm việc người ấy mà thôi, hơn nữa nếu một người không làm gì sai trái ổn định vững vàng, người khác muốn đẩy cũng đẩy không ngã. Nhưng nếu luôn đi bên cạnh vách núi, có đôi khi có cơn gió nhẹ thổi cỏ lay, thì chính mình sẽ bị ngã xuống. Bạch Chiến Mặc rốt cục không kìm nổi sắc mặt biến đổi lớn. Giữa chúng ta còn món nợ chưa tính. Đừng đắc ý quá sớm như thế. Nói xong, gã quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoa Nhài Bạc một cái. Chúng ta đi ăn cơm, không nên để ý tới một số người nhàm chán. Phía sau Bạch Chiến Mặc và Hoa Nhài Bạc còn có mấy người cùng đi, nhìn một cái là biết đó là người của Nga Ni Trần,
vừa thấy Bạch Chiến Mặc tức điên, đều nóng lòng muốn thử sẽ gây bất lợi cho Hạ Tường. Tuy nhiên Hoa Nhài Bạc không mở miệng, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Anh Tịch cũng biết Bạch Chiến Mặc là ai, trêu ghẹo nói. Dường như vừa rồi là trưởng phòng Bạch chủ động nói chuyện với phó thị trưởng Hạ, có được tính là tự làm bẽ mặt mình không vậy? Bạch Chiến Mặc giận tím mặt. Anh là ai? Đâu tới lượt anh nói chuyện? Trương Anh Tịch hai tay chắp ở sau lưng. Tôi là ai không quan trọng, dù sao nếu trên hội nghị thường vụ thảo luận việc làm thí điểm mở rộng, một phiếu của tôi khẳng định là phiếu chống. Đợi Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch đi xa, Bạch Chiến Mặc mới tỉnh ngộ lại, hỏi. Anh ta là phó bí thư thành ủy Trương Anh Tịch. Hoa Nhài Bạc, một tiếng, không có nhiều lời, cô đối với biểu hiện vừa rồi của Bạch Chiến Mặc khá thất vọng. Tuy rằng cô cũng không phải là một người có tâm tư phức tạp, nhưng cũng rõ ràng nhìn ra trong cuộc đụng độ vừa rồi, Bạch Chiến Mặc bị lép vế. Bạch Chiến Mặc một trận ảo não, trong lúc vô ý sao lại đắc tội Trương Anh Tịch, thật sự là thất sách. Không nghe nói Hạ Tưởng trong thành ủy có đồng minh, sao trong nháy mắt, hắn cùng Trương Anh Tịch đã tiếp cận nhau. Tuy nhiên nhớ tới thủ đoạn của Hạ Tưởng khi ở quận Hạ Mã, Bạch Chiến Mặc không tự chủ được dùng mình một cái. Bỗng nhiên ý thức được đến thành phố Lang làm thí điểm mở rộng biến đổi gen, phỏng chừng gặp phải lực cản sẽ to lớn hơn so với trong tưởng tượng. Quay về sẽ tìm Nga Ni Trần thương lượng kỹ hơn, khi tất yếu, cũng cần dùng một số thủ đoạn không sáng sủa để đánh gõ Hạ Tưởng một chút, dù sao hắn ở thành phố Lang không có gốc rễ, không ai bảo hộ hắn. Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch trở lại thành ủy, ai quay về văn phòng của người ấy. Tuy nhiên tình cảnh hắn và Trương Anh Tịch đồng thời tiến vào tòa nhà bị Cổ Hướng Quốc trên lầu nhìn thấy hết, Cổ Hướng Quốc trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Hạ Tưởng vừa vào văn phòng, Lý Tài Nguyên liền vẻ mặt thần bí mà tiếp cận lên phía trước. Lãnh đạo, hôm nay ngài và Bí Thư Trương vừa ra khỏi cửa, tôi liền chú ý tới Dương Bân gọi một cuộc điện thoại, chỉ chốc lát sau Phó Thị trưởng Đồ liền đi xuống lầu, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Cũng không biết đi đâu, tuy nhiên trưởng ban thư ký Thang đã lén lút đi theo. Nếu Đồ Quân đủ hung hăng càn rỡ, Hạ Tưởng sẽ quyết định lấy cô ra để khai đao trước, ai bảo trên người cô ta lỗ hổng nhiều nhất. Hơn nữa Dương Bân như một quả bom hẹn giờ ở bên người, cũng không an toàn, có thể một công đôi việc loại bỏ hai người, cũng là bước đầu tiên vô cùng quan trọng. Trên người Dương Bân, nói không chừng cũng có bí mật gì đó không để người khác biết. Hạ Tưởng vừa mới nghĩ tới điểm này, Lý Tài Nguyên lại nói. Tôi vừa cẩn thận suy đoán lại tai nạn xe cộ một năm trước, tôi hoài nghi, tài xế đụng người có khả năng chính là Dương Bân. Từ đâu phát hiện manh mối này? Hạ Tưởng rất là ngạc nhiên mừng rỡ, nếu Dương Bân thật sự là lái xe đụng người, sẽ có một manh mối đem toàn bộ sự kiện liên kết lại với nhau. Lý Tài Nguyên còn chưa trả lời vấn đề của Hạ Tưởng, Thang Hóa Lai vội vàng gõ cửa tiến vào. Phó thị trưởng Hạ, phát hiện tình huống trọng đại. Chương 797, Tư Tình, cùng ai nhàn hạ? Hạ Tưởng và Lý Tài Nguyên đều mang vẻ mặt chờ mong mà nhìn Thang Hóa Lai. Thang Hóa Lai mồ hôi đầy mặt, vẻ mặt hưng phấn khó hiểu. Y làm khá lâu ở Ủy ban Nhân dân thành phố, lại ở vị trí phó trưởng ban thư ký làm một thời gian dài, đã tiêu tan đi niềm đam mê, càng không có giấc mộng cầu tiến. Tuy nhiên sau khi theo Hạ Tưởng chưa được vài ngày, sau khi liên tục tham gia một loạt sự kiện trọng đại, khiến cho y cảm thấy được tầm quan trọng của chính mình. Ngay như vừa rồi, lại phát hiện một bí mật cực lớn, hơn nữa xem ra, còn có khả năng ở thành ủy làm dấy lên một trận gió lốc. Kích thích, rất là kích thích, thú vị, quá mức thú vị. Thang Hóa Lai giơ tay nhận lấy khăn mặt mà Lý Tài Nguyên đưa qua, lung tung lau mặt một cái, vẻ mặt niềm vui bất ngờ và hâm mộ. Phó thị trưởng Hạ, Dương Bân và Phó thị trưởng Đồ có gian tình. Lại lắc lắc đầu. Một vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Không ngờ được, không ngờ được, khẩu vị của Phó thị trưởng Đồ quá nặng rồi, đến lái xe cũng trở thành khách vào sau màn, tôi còn tưởng rằng cô ta có nhiều phẩm vị. Hạ Tưởng giơ tay ngăn lại sự bình luận lung tung của Thang Hóa Lai. Nói chính sự, đừng bình luận. Thang Hóa Lai thấy Hạ Tưởng vẻ mặt lãnh đạm, liền biết tính cách Hạ Tưởng không phải nghe được tiếng xấu của người khác thì vui sướng khi người gặp họa, liền vội vàng quay về chính đề. Tôi lặng lẽ đi theo Dương Bân, thì đi tới khách sạn Phù Dung, quá hay, hóa ra người ta sớm đã thuê phòng dài hạn ở khách sạn, số phòng rất đẹp, 818, kết quả sau khi tôi mò lên đến đó, phát hiện người mở cửa là Phó thị trưởng Đồ, hai người còn liếc mắt đưa tình,
Sau khi Dương Bân đi vào, tôi đứng ở cửa nghe ngóng rất lâu, không nghe rõ hai người nói cái gì. Thang Hóa Lai đã cho ra kết luận quá khinh suất rồi, chỉ thấy hai người vào phòng liền kết luận có gian tình, hoàn toàn là suy đoán một phía, tuy rằng Hạ Tưởng biết rõ nữ cán bộ có tình nhân, không phải là chuyện gì ngạc nhiên, bởi vì hắn biết có một nữ thị trưởng và lái xe có gian tình, sau đó thật sự không thể chịu đựng được sự đòi hỏi quá đáng của lái xe, đề nghị chia tay, kết quả bị lái xe dưới cơn giận dữ giết chết và dìm xuống sông. Sau vì để che giấu tiếng xấu, công bố với bên ngoài là nữ thị trưởng vì làm việc công đột nhiên phát bệnh dẫn đến tử vong. Nhưng với trực giác phán đoán của hắn, giữa Đầu Quân và Dương Bân cho dù có gian tình, cũng không cần giữa ban ngày ban mặt mà vội vàng đến phòng tàng tiệu với nhau, khẳng định có ẩn tình khác. Lại trầm tư một lát, nhớ tới một điểm, có liên quan đến gian tình, giữa Đầu Quân và Dương Bân, ngày hôm qua khi hắn và Lữ Nhất Khả ăn cơm, nghe Lữ Nhất Khả úp úp mở mở nói vài câu, thì gần như trong lòng thấy vững tin. Hắn cũng nghe ra, giữa Đầu Quân và Dương Bân có quan hệ khá bí mật, âm thầm có lui tới, nhưng cụ thể là một kiểu quan hệ gì, Lữ Nhất Khả cũng là không rõ ràng lắm, chỉ bằng suy đoán mà thôi. Hơn nữa sự tình giữa hai người, người ở thành ủy biết cũng không nhiều. Lữ Nhất Khả sở dĩ có phát hiện như vậy, là bởi vì gã có khứu giác và trực giác hơn người. Dù sao cũng là cán bộ kỳ cựu của ủy ban kỷ luật. Về phần Đồ Quân có quan hệ nam nữ với Cổ Hướng Quốc hay không, Lữ Nhất Khả không nói đến, Hạ Tưởng càng không muốn suy đoán thêm. Hạ Tưởng không nói lời nào, Thang Hóa Lai và Lý Tài Nguyên đều mang vẻ mặt kích động mà nhìn hắn, chờ hắn chỉ thị. Hạ Tưởng đột nhiên hỏi. Hóa Lai, khi anh trở lại, trên đường có gặp tình huống gì không? Thang Hóa Lai lắc đầu. Không phát hiện tình huống gì, làm sao vậy, chẳng lẽ giữa Phó Thị trưởng Đồ và Dương Bân là quan hệ hữu nghị trong sạch? Hạ Tưởng không trả lời vấn đề của Thang Hóa Lai, mà nói với Lý Tài Nguyên. Tài Nguyên, xuống lầu kín đáo nhìn xem, xe thị trưởng Cổ có còn ở đó hay không? Lý Tài Nguyên đáp lại một tiếng, vội vàng xuống lầu, không bao lâu sau trở về. Thị trưởng Cổ, xe không còn, người cũng không ở thành ủy. Hạ Tưởng lại hơi suy tư, liền có quyết định. Hóa Lai, anh bây giờ quay trở lại khách sạn, trốn ở một bên, đừng cho bất kỳ ai phát hiện anh, cứ đợi ở đó, xem rốt cuộc là ai từ trong phòng đi ra. Thang Hóa Lai mặc dù trong lòng có nghi vấn, bởi vì y một lòng nhận định là hai người đi thông dâm, chẳng lẽ bí mật hẹn hò không phải có gian tình, mà là ngồi đó nói suông. Cho dù nói đạo lý, Dương Bân cũng phải có đủ học vấn mới được. Tuy nhiên Hạ Tưởng có chỉ bảo, y không tiện phản bác, đành phải lập tức quay trở về khách sạn Phù Dung. Qua khoảng nửa giờ, cửa mở, vẫn là Dương Bân. Dương Bân vẻ mặt kích động, rõ ràng là vẻ mặt thỏa mãn sau khi vừa trải qua vận động, còn có thể giả bộ sao. Thang Hóa Lai một bên oán giận Hạ Tưởng khiến y uổng công một chuyến, một bên suy nghĩ đến việc Phó Thị trưởng Đồ và Dương Bân ở trên giường có thể mạnh mẽ chơi ra trò gì. Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, Dương Bân xuống lầu mới được 2 phút, cửa lại mở, từ bên trong lại đi ra một người. Chỉ nhìn thoáng qua, Thang Hóa Lai liền kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa sợ hãi kêu ra tiếng, quá lợi hại, ánh mắt của Phó Thị trưởng Hạ quá độc, sao hắn đoán được thị trưởng Cổ cũng ở đó. Người đi ra, đúng là Cổ Hướng Quốc. Cổ Hướng Quốc ở cửa dừng lại một chút, hướng vào bên trong nói một câu gì đó, lại đi xuống lầu. Đến lúc này, Thang Hóa Lai không còn tưởng tượng bên trong có cảnh tượng ướt át gì nữa, bởi vì Cổ Hướng Quốc, Đồ Quân bí mật gặp mặt ở cùng một chỗ không khiến cho người khác cảm thấy ngạc nhiên, mà ngạc nhiên chính là, hai vị thị trưởng và một lái xe, ba người cùng nhau mưu đồ bí mật, mặc kệ mưu đồ bí mật là gì, ba người tụ tập cùng một chỗ, đã có khả năng khiến cho người ta liên tưởng vô hạn. Đang lúc Thang Hóa Lai cho rằng sự tình đã xong xuôi, đang muốn lặng yên không một tiếng động rời khỏi, lại có một người từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy người này, y càng mở to hai mắt, liên tiếp dụi mắt mấy lần, dụi tới đau cả mắt rồi nhìn mới dám tin tưởng hai mắt của mình, đúng vậy, người đứng ở cửa, đúng là Nga Ni Trần. Không phải Nga Ni Trần cùng Phó Thị trưởng Thụy quan hệ chặt chẽ, cùng thị trưởng Cổ quan hệ bình thường sao? Sao cuộc gặp gỡ bí mật hôm nay gã ta cũng tham gia, chẳng lẽ nói gã ta cùng thị trưởng Cổ mới là đồng minh thực sự? Lộn xộn, hoàn toàn lộn xộn, những gì phát sinh hôm nay, hoàn toàn đảo lộn nhận thức của Thang Hóa Lai đối với hiện trạng thành phố Lang, khiến y lần đầu tiên sinh ra cảm giác xây sầm. Sau khi Nga Ni Trần đi rồi, cuối cùng mới là Đồ Quân từ bên trong đi ra.
Mặc dù Đồ Quân sắc mặt ửng hồng, một bộ dáng ướt át dường như vừa mới dầm mưa, tuy nhiên Thang Hóa Lai không còn bất kỳ ý tưởng nghĩ ngợi lung tung nào nữa, bởi vì y biết hai vị thị trưởng, một trưởng ban tổ chức cán bộ ngầm, một lái xe, hội nghị bốn người, tuyệt đối không có bất cứ cảnh tượng ướt át gì cả, khẳng định là có mưu đồ trọng đại gì đó. Rốt cuộc là gì đây, y đoán không ra, cũng không còn nghi ngờ lung tung, mà vội vàng chạy về thành ủy. Phó thị trưởng Hạ quá lợi hại, trải qua việc này, Thang Hóa Lai đối với năng lực phán đoán của Hạ Tưởng khâm phục sát đất. Thang Hóa Lai vừa đến thành ủy, liền vội vàng hướng Hạ Tưởng báo cáo tất cả những gì vừa xảy ra, khi ánh mắt y nhìn về phía Hạ Tưởng, toàn bộ đều là kính nể và ngưỡng mộ. Lý Tài Nguyên vừa nghe, cũng vô cùng thán phục đối với sức phán đoán của Hạ Tưởng, lợi hại, đúng là theo đúng người, lãnh đạo đoán việc như thần mới có thể ở hoàn cảnh chính trị phức tạp của thành phố Lang, không đứng ở thế bất bại. Hạ Tưởng nghe xong, trong lòng cũng trầm xuống, Nga Ni Trần xuất hiện đã ở ngoài dự liệu của hắn, đồng thời khiến hắn cảm thấy nghi hoặc khó hiểu chính là, chẳng lẽ Nga Ni Trần bên ngoài Tôn Thụy Căn là khách VIP cao quý nhất, là nhằm giả bộ tạo ra quan hệ chặt chẽ cùng Thụy Căn, nhưng trên thực tế, gã ta cùng Cổ Hướng Quốc mới là đồng minh lớn nhất. Bối cảnh phức tạp và mạng lưới quan hệ của Nga Ni Trần, không phải một sớm một chiều có thể làm cho rõ ràng, lúc này không có thời gian đi quản vấn đề của Nga Ni Trần. Bởi vì lúc này việc biến đổi gen là lý do đầu, một trận ác chiến sắp mở ra, hắn cũng muốn coi đây là cơ hội, ở thành phố Lang khai hỏa phát súng đầu tiên. Nếu thời gian cho phép, trực giác nói với Hạ Tưởng, sự tình phía sau Đồ Quân nhất định rất nhiều, có thể đào sâu xuống dưới, có lẽ có thể đả kích đến cả uy danh của Cổ Hướng Quốc, nhưng hiện tại việc chính mấu chốt nằm trên việc biến đổi gen mở rộng ở cục trường, không có đủ thời gian dùng để bố cục lâu dài. Đồ Quân là người tích cực dẫn đầu, nếu có thể lúc này đánh đổ Đồ Quân, thực lực phái ủng hộ khẳng định sẽ giảm đi. Giữa Đồ Quân và Dương Bân có gian tình hay không cũng không quan trọng, quan trọng là, sự tình không căn cứ cũng có thể dùng để viết thành văn, bài văn làm đủ rồi, sẽ thu được hiệu quả Dương Đông kích Tây ngoài dự đoán của mọi người. Đợi không kịp, đợt ra tay đầu tiên ở thành phố Lang, lấy Đồ Quân khai đao trước. Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai một cái. Đội ngũ của hắn hiện tại so với quận Hạ Mã, không thể so sánh, quả thực đáng thương không đủ nhân lực. Là lúc tái xây dựng nền tảng đội ngũ vững chắc rồi, hơn nữa kế tiếp còn có một trận ác chiến phải đánh, còn có khả năng sẽ có thế lực đen tối tham gia, không thể không đề phòng, hắn trong lòng liền đã có tính toán. Hạ Tưởng nhìn về phía Lý Tài Nguyên. Tài Nguyên, anh làm thế nào hoài nghi lái xe đến gây chuyện chính là Dương Bân? Lý Tài Nguyên nói. Một là thời gian trùng hợp. Nhạc Tuyết mới xảy ra tai nạn xe cộ không lâu, Dương Bân liền bị phó thị trưởng Thụy khai trừ rồi, hơn nữa còn là bởi vì một việc rất nhỏ không đáng kể. Hai là tôi tra xét thấy, Dương Bân mặt ngoài bị khai trừ rồi, thực tế tiền lương vẫn lấy bình thường, phúc lợi vẫn còn, chỉ là không đi làm mà thôi, đối với bên ngoài tuyên bố là xóa tên, kỳ thật không phải. Ba là tôi âm thầm biết được, sau khi Dương Bân bị khai trừ, luôn luôn ở tại thành phố Lang, không có về quê. Hơn nữa bản thân y còn có một chiếc xe, khi không có việc gì, ngày ngày chạy khắp trốn. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán của tôi, không có chứng cứ, tuy nhiên tôi sẽ không chịu thua, nhất định phải tra ra được thủ phạm thực sự. Hạ Tưởng gật gật đầu, đối với cách nói của Lý Tài Nguyên từ chối cho ý kiến, lại hỏi một câu. Sự thật tác phong sóng gió lần trước của anh, có nói với Hóa Lai chưa? Lý Tài Nguyên lập tức hiểu được là chuyện gì, hướng Hạ Tưởng gật đầu một cái. Tôi lập tức nói chuyện với trưởng ban thư ký. Thấy Lý Tài Nguyên hiểu ra ý tứ của hắn, Hạ Tưởng vui mừng mà cười, xoay người đi vào trong văn phòng. Cụ thể bước tiếp theo thao tác thế nào, Lý Tài Nguyên có kinh nghiệm cụ thể trong lòng biết rõ, giao cho y đi xử lý, Hạ Tưởng 100% yên tâm. Hạ Tưởng ở văn phòng suy tư một lát, đang muốn gọi một cuộc điện thoại, không ngờ di động vang lên, là dãy số của thành phố Lang. Di động của hắn rất là cá nhân. Sau khi đến thành phố Lang, cũng không công bố với bên ngoài, biết số điện thoại di động của hắn rất ít ỏi không được mấy người, là ai đây? Sau khi nhận nghe, là một giọng nữ mềm mại lại vô cùng ngọt ngào. Phó thị trưởng Hạ, không biết tối ngày mai có thời gian hay không? Tôi muốn mời ngài uống trà. Uống trà, uống trà nhàn hạ gì ở đây? Chỉ nghe thanh âm Hạ Tưởng nghe không ra là hoa nhài vàng hay là hoa nhài bạc, nhưng có thể biết được đối phương là một trong hai người. Người đẹp hẹn gặp, không phải ăn cơm, cũng không phải là có việc, mà là uống trà nhàn hạ tao nhã,
trong đó ý tứ hàm xúc, ý vị sâu xa. Nga Ni Trần muốn ra tay với hắn rồi sao? Cô là... Hạ Tưởng Không lập tức từ chối, muốn dò xét gốc rễ của đối phương một chút. Thành phố Lang, có tiệm trà nào ngon? Tôi là Hoa Nhài Vàng. Hoa Nhài Vàng cũng không cố ý giấu giếm thân phận, ở trước mặt Hạ Tưởng, khôn vặt không qua được. Ba mới mở một tiệm trà, tên gọi Nội Các Lầu, ngày mai thử kinh doanh, chỉ mời năm ba người đến uống trà nói chuyện, nên do tôi ra mặt đặc biệt mời Phó Thị trưởng Hạ, ngài nhất định phải đến đó, nếu không ba mắng tôi đến khóc mất thôi. Nội Các Lầu, cái tên thật ngang ngược, ý chính là chỉ có các cán bộ chính phủ quản lý thành phố Lang mới có tư cách đến đó. Giọng nói của Hoa Nhài Vàng kiều diễm ướt át, như gió thổi cây tùng, chỉ nghe giọng thôi đã đủ ngọt ngào thú vị. Người đẹp trên đời không ít, nhưng người đẹp đồng thời lại có giọng hay thì không nhiều, Hoa Nhài Vàng lại có đủ hai điều, lại có một đứa em gái giống nhau như đúc, báu vật nhân gian, thật là hiếm gặp. Đi, hay là không đi, là một vấn đề. Hạ Tưởng rõ ràng, nếu không đi, Nga Ni Trần vẫn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để công kích hắn, đương nhiên hắn càng rõ ràng hơn, mặt ngoài do Hoa Nhài Vàng ra mặt dường như là nước cờ Mỹ nhân kế. Trên thực tế, với sự quan sát của hắn đối với Hoa Nhài Vàng, bạc, hai Mỹ đều không phải là hạng người phóng đãng, chẳng qua là có đủ ưu thế phụ nữ để lợi dụng, khiêu khích ảo tưởng của đàn ông, từ đó đạt tới mục đích không cần chiến mà khuất phục được người khác. Đàn ông đứng trước tài và sắc. Người có thể thong dong qua được cửa ải, rất là ít ỏi không có được mấy người. Đi cũng không tổn hại gì, Hạ Tưởng trong nháy mắt nắm chắc chủ ý. Được, tối ngày mai vừa hay cũng rảnh rỗi, tôi cũng có chút nhã hứng, đi uống trà giao hữu. Vậy tôi xin chờ đợi Phó Thị trưởng Hạ xa giá. Tiếng cười của Hoa Nhài Vàng từ bên kia microphone truyền đến, thanh âm vui mừng mà nhẹ nhàng, hiển nhiên rất vui vẻ. Hoa kính bất tằng duyên khách tảo. Bồng môn kim thủy vi quân khai, chưa từng có cái duyên để quét ngõ hoa cho khách tới thăm, vì bạn nên hôm nay mới mở cửa bồng thơ Đỗ Phủ, Phó Thị trưởng Hạ nếu lỡ hẹn, tôi đến văn phòng ngài mà khóc đấy. Người đẹp làm nũng, đàn ông ngạo mạn, Hạ Tưởng lại không hề có một chút chờ mong cuộc ước hẹn với người đẹp, ngược lại trong lòng mơ hồ có điều lo lắng. Nga Ni Trần ở thành phố Lang không có chỗ qua lại nên bất lợi, chỗ dựa lớn nhất đơn giản là hai cô con gái như hoa như ngọc. Cùng với bối cảnh xã hội đen của y và lực khống chế của trưởng ban tổ chức cán bộ ngầm, nghĩ lại thì khi y san bằng mỗi một người, đều là dùng bộ ba. Hoa Nhài Vàng, bạc ra mặt mời, là lễ độ, cũng là cửa thứ nhất. Lấy thế lực đen ác uy hiếp cá nhân, là cửa thứ hai. Rồi lại lấy đấu sức trên chính trị áp bức đối phương đi vào khuôn khổ, là cửa thứ ba. Nói chung, phần lớn đều không qua được cửa thứ nhất. Nhưng trên thực tế đối với Hạ Tưởng mà nói, hắn đã cùng thủ hạ của Nga Ni Trần so qua chiêu, cũng ở lợi ích của hắn mà cám dỗ, không nhượng bộ, đấu sức trên chính trị càng không cần phải nói, tuy rằng đã từng có một lần giao thủ, nhưng muốn trên chính trị tiêu diệt hắn, cũng không phải là sự tình một lần thì xong. Bởi vậy đối với Nga Ni Trần mà nói, mặc kệ là muốn khiến mình vì y sử dụng, hay là muốn chính mình cùng y trở thành đồng minh, hoặc là vì kỹ thuật biến đổi gen mở rộng trước mắt, y hiện tại hẳn là gia tăng thu lưới đối với chính mình. Dưới tình thế cấp bách, có khả năng sẽ dùng hết mấy phương pháp cùng một lúc. Hạ Tưởng gõ gõ trán, đều là Bạch Chiến Mặc, không, chuẩn xác mà nói là Phó Tiên Phong nóng lòng đến thành phố Lang mở rộng kỹ thuật biến đổi gen, vào lúc hắn vẫn chưa hoàn toàn đứng vững, thì buộc phải vội vàng nghênh chiến. Cũng may, hắn cũng không phải là chưa chuẩn bị. Hạ Tưởng gọi điện thoại tới thành phố Yến. Tiêu Ngũ, chuẩn bị tìm mấy anh em đáng tin cậy, trước tối nay, tới thành phố Lang. Tiêu Ngũ đối với việc Hạ Tưởng lẻ loi một mình đến thành phố Lang, vô cùng lo lắng, đã sớm muốn hộ tống cùng Hạ Tưởng đến đây, nhưng Hạ Tưởng không đồng ý, y cũng không có cách nào. Vừa nghe Hạ Tưởng triệu tập, lập tức mừng rỡ. Vâng, lãnh đạo, lập tức làm ngay. Buổi chiều tổ chức hội nghị thường vụ chính quyền, cũng không thảo luận vấn đề mở rộng kỹ thuật biến đổi gen, hội nghị yêu cầu, nhận rõ tình thế tăng cường làm tốt ý thức trách nhiệm công tác kinh tế. Nắm vững hạng mục mạnh mẽ xây dựng đào tạo điểm tăng trưởng mới. Hội nghị do thị trưởng Cổ Hướng Quốc chủ trì và phát biểu, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng Thường trực Hạ Tưởng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng Đồ Quân, Phó thị trưởng Thiệu Đinh, Triệu Tân Thụ, Tiêu Tiêu tham dự hội nghị. Phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố hội nghị Thường vụ Liêu Kiến Hoành, là khách mời, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Lý Bình Khắc dự thính hội nghị. Hội nghị vạch ra nguyên tắc.
vừa chỉnh hợp, vừa lợi dụng, vừa lên hạng mục, vừa thấy hiệu quả, gia tăng cường độ, gia tăng tốc độ, toàn diện thực thi chỉnh hợp tài nguyên đất, đạt tới mục tiêu tài nguyên đất phải được tận dụng tốt, hạng mục tốt, chất lượng tốt, hiệu quả và lợi ích tốt. Làm tốt công tác tiền kỳ của công nghiệp hóa nông nghiệp, tăng nhanh chỉnh hợp tài nguyên ngành in ấn, làm tốt công tác tuyển dụng và xây dựng của công ty hữu hạn Sơn Occupy ở khu kinh tế mới, và phải dùng hết khả năng làm giảm bớt sự kiện quảng cáo gây ảnh hưởng tiêu cực đối với Sơn Occupy. Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu Sơn Occupy là công ty liên doanh Trung Nhật, là công ty liên doanh lớn nhất thành phố Lang, phụ trách sản xuất và tiêu thụ của khu Hoa Bắc và khu Đông Bắc. Đối với Sơn Occupy, Hạ Tưởng ấn tượng khắc sâu, trước khi nhiều thương hiệu khác chưa trỗi dậy, Sơn Occupy từng ở trong nước hưng thịnh một thời, chiếm lĩnh trên 70% thị trường. Nhưng sau đó theo sự trỗi dậy của nhiều thương hiệu trong nước, thị phần của Sơn Occupy cũng từng năm giảm xuống. Sự kiện quảng cáo Sơn Occupy, duyên cố là do Sơn Occupy đăng một tác phẩm quảng cáo trên một tạp chí nào đó, hình ảnh trên đó có một ngôi đình cổ điển của Trung Quốc, hai cột trụ của ngôi đình mỗi bên mang một con rồng, cây cột bên trái màu sắc ảm đạm, nhưng con rồng lại bám chặt trên cây cột đó. Cột bên phải thì có màu sắc tươi sáng, nhưng con rồng lại ngã trên mặt đất. Bên cạnh hình ảnh còn có phụ đề giới thiệu tác phẩm, cột bên phải vì dùng Sơn Occupy, nên con rồng bị trơn trượt xuống đất. Quảng cáo sau khi đăng lên, rồi qua truyền bá, trong mấy ngày đã khơi dậy sóng to gió lớn trên mạng, trong một thời gian dài trở thành đề tài đứng đầu trên các diễn đàn lớn. Bởi vì ý nghĩa con rồng rớt xuống xúc phạm đến tình cảm của người dân Trung Quốc. Xét đến cùng, là bởi vì Sơn Occupy là nước Sơn Nhật Bản. Sự kiện quảng cáo đối với công ty Sơn Occupy ở thành phố Lang cũng mang đến ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ, bởi vì thành phố Lang có một khu đại học kinh đông. Phần đông sinh viên khu đại học, dưới lòng căm phẫn, thiếu chút nữa dẫn phát sự kiện quần thể. Mặc kệ là ai tại vị, sợ nhất chính là sự kiện quần thể, nhất là học sinh dễ dàng bị kích động, bởi vậy xử lý sự kiện Sơn Occupy cũng là đặc biệt nặng nề, hơn nữa lại dễ dàng dẫn phát cuộc tranh luận của tình hữu nghị Trung Nhật. Cũng may trải qua một thời gian xử lý, hiện tại trên cơ bản sự kiện đã được khống chế, đang ở trong mức bình ổn. Sự kiện Sơn Occupy đạt được bình ổn. Nhưng triển vọng khu đại học vẫn là nỗi đau thầm kín của thành phố Lang. Khu đại học bắt đầu xây dựng từ năm 1999, trước năm 2004 vẫn luôn ở thời kỳ phát triển tốc độ cao, nhưng sau khi tới năm 2004, vốn là tập đoàn doanh nghiệp nước ngoài đầu tư khai phá thủ đô xuất hiện vấn đề đứt gãy sợi dây tài chính. Bởi vậy, vào tháng 5 năm 2004, do Ủy ban Nhân dân thành phố Lang tiếp nhận khai phá khu đại học, đã hơn một năm trôi qua. Cũng không có tiến triển gì, vẫn chưa tìm được đầu tư mới, hạng mục nối nghiệp khu đại học trước mắt, toàn bộ rơi vào trạng thái đình công. Hạ Tưởng phân công quản lý hành chính giáo dục, dự án khu đại học, cũng ở trong phạm vi hắn quản hạt, nhưng cùng việc xây dựng đô thị mà Thiệu Đinh phân công quản lý có giao nhau, trên cơ bản việc phê duyệt hạng mục đều thuộc về hắn, còn tìm kiếm đầu tư, lại là công tác của Thiệu Đinh. Đề tài thảo luận hôm nay trên hội nghị, trọng điểm dừng ở trên khu đại học. Khiến hắn thật không ngờ chính là, Đồ Quân lại khơi mào sự việc. Chương 798, liên kết, toan tính như ý. Cổ Hướng Quốc phát biểu xong, dựa theo trình tự vốn nên là Hạ Tưởng thân làm phó thị trưởng thường trực lên tiếng, không ngờ Đồ Quân giành nói trước. Phó thị trưởng Hạ trước kia khi đảm nhiệm phó chủ tịch huyện và chủ tịch quận, bí thư quận ủy, rất giỏi giao tiếp cùng các nhà đầu tư, hơn nữa tôi cũng nghe nói phó thị trưởng Hạ có rất nhiều biện pháp. Dự án khu đại học hiện tại vẫn trì trệ không tiến, phó thị trưởng Hạ có nên nghĩ biện pháp thay chính phủ phân ưu hay không? Lời nói của Đồ Quân rất không có đạo lý, cô không phải thị trưởng, không có tư cách khoa tay múa chân đối với công tác của Hạ Tưởng. Cô cũng không phải Thiệu Đinh, không thể tự chủ trương đem chuyện trong công tác của Thiệu Đinh đẩy lên người Hạ Tưởng. Hơn nữa càng nói càng mơ hồ không rõ, Hạ Tưởng thật sự kéo đầu tư đến, công lao tính vào ai? Cho dù Hạ Tưởng chí công vô tư không cần chiến tích, cũng không thể đi nhúng tay vào việc phân công quản lý của Thiệu Đinh, hắn là phó thị trưởng thường trực, nhưng không phải là thị trưởng, không thể tùy ý điều chỉnh phân công của các phó thị trưởng. Dù là thị trưởng muốn điều chỉnh phân công của phó thị trưởng, cũng phải mời dự họp hội nghị thường vụ tiến hành hiệp thương. Đồ Quân lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm khó hắn, Hạ Tưởng dù là tượng đất, cũng phải tức giận ba phần. Phó thị trưởng Đồ. Sự tình phó thị trưởng Thiệu phân công quản lý, tôi chen ngang cũng không tốt đúng không?
Sự tình tôi phân công quản lý cũng rất nhiều, còn bận đến mù đầu. Nếu phó thị trưởng Đồ có rảnh, cũng có thể giúp phó thị trưởng Thiệu, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nếu phó thị trưởng Thiệu đồng ý, và thị trưởng Cổ cũng gật đầu. Ngụ ý là, đương sự không lên tiếng, nhân vật số 1 không mở miệng, cô không có tư cách nói ba sàm bá láp. Hạ Tưởng đoán đúng rồi, Đồ Quân chính là trước sau nhìn hắn không vừa mắt, cho rằng hắn xuất hiện vô cớ, đoạt mất ngai vàng phó thị trưởng thường trực vốn thuộc về cô ta. Dựa theo kinh nghiệm lý lịch mà nói, Đồ Quân cũng quả thật nên tiến dần lên thành phó thị trưởng thường trực, đang lúc cô một lòng chờ mong tỉnh ủy đề danh, tin tức đợi được lại là Hạ Tưởng trực tiếp nhảy dù xuống đây, ngồi vào ngai vàng phó thị trưởng thường trực, khiến nguyện vọng của cô thất bại. Mấu chốt là, Hạ Tưởng còn trẻ hơn cô ước chừng tới mười mấy tuổi, khiến cho tâm lý cô cực kỳ không cân bằng. Mặc dù nhiều năm làm quan cũng tạo thành sự tinh danh ở cô, nếu Hạ Tưởng có đủ khiêm tốn, ở trước mặt cô cũng đủ khiêm tốn cung kính, xem cô ta là tiền bối còn đỡ, không ngờ Hạ Tưởng tuy rằng không phải là ra vẻ ta đây, nhưng vẫn luôn có một thần thái bình tĩnh tự nhiên, đối với cô ấy không lạnh không nóng, không đến mức kiêu căng ở trước mặt cô, nhưng tuyệt đối không thể nói là cung kính, khiến cho bất mãn trong lòng cô càng ngày càng nhiều. Lại thêm Hạ Tưởng ở trên kỹ thuật biến đổi gen mở rộng kiên định lập trường phản đối, Đồ Quân liền cảm thấy nên phải gõ cho Hạ Tưởng vài cái, hơn nữa cô cũng được hai bên Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần ngầm thừa nhận, liền to gan lên, không làm Hạ Tưởng khó chịu không chịu được. Bị Hạ Tưởng trả lại một câu, Đồ Quân không giận ngược lại còn cười. Tôi cũng đã trao đổi với thị trưởng Cổ, phó thị trưởng Thiệu, họ đều cảm thấy là biện pháp tốt. Sao thế, cùng nhau bắt buộc hắn. Hạ Tưởng sắc mặt không thay đổi, lần lượt liếc mắt nhìn Cổ Hướng Quốc và Thiệu Đinh một cái. Cổ Hướng Quốc vẻ mặt bình tĩnh, đưa ra quyền uy của thị trường. Đồng chí Hạ Tưởng trẻ trung khỏe mạnh, nếu có quan hệ có nguồn vốn, vì Ủy ban Nhân dân thành phố phân ưu cũng là điều nên làm, nếu có thể kéo đầu tư đến, tôi sẽ hướng bí thư thành ủy ngả vì cậu mừng công. Thiệu Đinh phỏng chừng cũng đã có được ám chỉ nào đó, y vẫn vẻ mặt ý cười. Khu đại học hoang phế đã hơn một năm, vẫn không có tiến triển gì, rất khiến người ta đau đầu. Nếu phó thị trưởng Hạ có năng lực, tôi thật sự nguyện ý đem dự án khu đại học giao cho anh. Tốt thôi, ba người liên kết dùng lời nói bắt bẻ hắn, có phải là muốn hắn không tiếp lời được. Khu đại học trước mắt là một cục diện rối rắm là không giả, Hạ Tưởng cũng biết rõ, 2-3 năm sau sẽ có tài chính nước ngoài rót vào, khu đại học chết đi sống lại. Trở thành hạng mục điển hình thu hút đầu tư thành công nhất của thành phố Lang. Về công mà nói, hắn tiếp nhận dự án khu đại học cũng không có gì, hắn có năng lực cũng nắm chắc sẽ đem khu đại học xây dựng tốt hơn. Nhưng theo góc độ đấu tranh chính trị suy xét, nếu hắn dễ dàng đi vào khuôn khổ, không có kẻ mặc cả liền lập tức đáp ứng, người khác sẽ cho rằng hắn dễ bắt nạt, về sau không chừng hạng mục rách nát gì đều sẽ ném cho hắn, thì hắn trở thành trạm thu mua phế phẩm rồi. Sự tình trên chính trị, phải chú ý sách lược, nếu không cuối cùng khẳng định sẽ rơi vào một kết cục tốn sức không được gì. Hơn nữa nói thật, ba người chèn ép hắn, cùng một ruột, khẳng định còn có toan tính như ý tinh danh hơn, chính là muốn để khu đại học kéo hắn xuống bùn, thu hút hết toàn bộ tinh lực của hắn, khiến hắn không thể phân thần ứng đối với việc mở rộng kỹ thuật biến đổi gen trước mắt mà tạo thành đối kháng. Chủ ý là ý kiến hay, đáng tiếc chính là, Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng. Thủ đoạn của hắn ùn ùn, làm người ta khó lòng phòng bị, Cổ Hướng Quốc cũng được, Đồ Quân cũng được, cho rằng có thể tùy tiện đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay, rất xin lỗi, bọn họ đã đánh sai chủ ý rồi. Hạ Tưởng cúi đầu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười vô hại với cả người lẫn vật, dường như không biết là một cái hố to, không ngờ đồng ý. Nếu thị trưởng Cổ, phó thị trưởng Đồ còn có phó thị trưởng Thiệu đều tín nhiệm tôi như vậy, đồng ý giao thêm trọng trách cho tôi cũng sẽ đồng ý. Tuy nhiên, tôi còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Cổ Hướng Quốc và Đồ Quân gần như là đồng thanh nói, hai người liếc nhau, đều nhìn ra niềm vui bất ngờ và bất an trong mắt đối phương. Niềm vui bất ngờ chính là không ngờ Hạ Tưởng dễ dàng bị lừa như vậy. Bất an chính là, nếu chẳng may Hạ Tưởng đưa ra điều kiện gây khó dễ, rốt cuộc là đáp ứng hay là cự tuyệt. Không ngờ câu trả lời của Hạ Tưởng khiến tất cả mọi người đều chấn động, vẻ mặt hắn nghiêm túc, gằn từng tiếng nói. Tôi muốn phó thị trưởng Đồ xin lỗi tôi. Đồ Quân vừa nghe, lập tức điên lên. Phó thị trưởng Hạ, không nên khinh người quá đáng, tôi có chỗ nào đắc tội anh, dựa vào cái gì để xin lỗi anh? Anh đừng ở đó cố tình gây sự.
Hội nghị công việc bí thư lần trước, Phó Thị trưởng Đồ ngồi ở vị trí vốn thuộc về tôi, là đối với tôi không tôn kính, hy vọng Phó Thị trưởng Đồ nói với tôi một tiếng xin lỗi. Hạ Tưởng nhìn thẳng vào hai mắt của Đồ Quân, vẻ mặt cười yếu ớt, dường như là đang nói giỡn, lại dường như là rất thật, làm cho người ta sợ không thấu ý đồ thật sự của hắn, càng làm cho Đồ Quân dở khóc dở cười. Hạ Tưởng thật sự so đo chút việc nhỏ này, hay là có ám chỉ khác. Thận trọng suy nghĩ, cũng không thể xem như việc nhỏ, trên quan trường đều chú ý việc xếp hạng, tuy rằng là hư danh, nhưng ai cũng sẽ thích xếp ở phía trước. Hạ Tưởng cũng có ý tứ, nhặt cái cục diện rối rắm, còn muốn mượn cớ làm khó cô, hắn rốt cuộc là giả bộ thông minh hay là khờ khạo thật. Nhưng Hạ Tưởng làm khó dễ lại đúng mực đúng chuẩn, nếu Đồ Quân không chịu bỏ sĩ diện đi xin lỗi, Hạ Tưởng thật sự cự tuyệt, cũng là thất sách. Thôi vậy, có rủi có co mới có thể được trọng dụng lâu dài, ánh mắt Đồ Quân cùng Cổ Hướng Quốc có chút giao lưu, thấy trong ánh mắt Cổ Hướng Quốc cũng có ý tán thành, cô liền cắn răng một cái, kiên trì nói. Rất xin lỗi, Phó Thị trưởng Hạ, là tôi không chú ý tới chi tiết, tôi xin lỗi anh. Hạ Tưởng mượn cớ bức ép Đồ Quân cúi đầu, một vì hạ cơn giận, không thể để Cổ Hướng Quốc và Đồ Quân quá đắc ý, hai là cũng muốn cố ý bố cục mê trận, khiến hai người cho rằng hắn không thông minh cho lắm. Giữa hư và thật, ai biết hắn một sáng một tối mà ra tay, cái nào là thật cái nào là giả. Đồ Quân vừa nhận lỗi, Hạ Tưởng liền rộng lượng mà phất tay. Không có gì, không có gì, Phó Thị trưởng Đồ khách khí rồi, lần sau chú ý là được. Cũng may là tôi tuổi trẻ còn dễ nói chuyện, đổi lại là đồng chí lão thành, thế nào cũng phê bình cô một trận. Một câu thiếu chút nữa khiến Đồ Quân tức ói máu, không ngờ cũng có mặt chơi xỏ. Hội nghị hình thành quyết nghị, dự án thu hút đầu tư khu đại học cùng với công tác phê duyệt hành chính, toàn bộ do Hạ Tưởng phụ trách. Thời điểm tan họp, Hạ Tưởng cố ý đi phía sau Cổ Hướng Quốc, làm bộ như mới nhớ ra, hỏi một câu. Thị trưởng Cổ, tôi cảm thấy lái xe Dương Bân dùng không được cho lắm, có thể đổi một người khác hay không? Cổ Hướng Quốc sửng sốt, Hạ Tưởng thừa cơ sự tình khu đại học lại đưa ra điều kiện, là thấy Dương Bân không vừa mắt. Ông ta hiện tại hơi phản ứng quá độ đối với Hạ Tưởng, cứ cảm thấy Hạ Tưởng sau vẻ mặt tươi cười, dường như không cẩn thận sẽ lại có thêm phiền toái gì đó lòi ra. Hơi trầm ngâm, Cổ Hướng Quốc vẫn nói. Chút việc nhỏ này, cậu trực tiếp cùng ban tài xế nói một tiếng là được, cũng có thể cho Thang Hóa Lai đi xử lý. Sau khi đợi Hạ Tưởng đi xa, Cổ Hướng Quốc trong lòng tức giận, Hạ Tưởng hẳn là không biết quan hệ giữa Dương Bân và ông ta, Dương Bân vẫn luôn tác phong nghiêm túc. Sao lại không được yêu thích, bị người ta đổi đi? Đúng là nên nói gã một chút, đừng cả ngày chỉ cà lơ phất phơ. Khi Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc, đã tới thời gian tan tầm. Hắn lắc đầu cười, sự tình hôm nay coi như thuận lợi, có chút trắc trở cũng có chút thú vị. Khu đại học vào trong tay hắn cũng tốt, ít nhất hắn có thể lợi dụng ưu thế của hắn, làm ra một chút thành tích, cũng coi như vì nhân dân thành phố Lang làm một ít cống hiến. Có chút ức hiếp Đồ Quân một lần. Nhưng chỉ là món khai vị mà thôi, trò hay còn ở phía sau. Mà đổi Dương Bân, là bước đầu tiên hắn muốn đụng Dương Bân, vì để không cho người ta hoài nghi tới hắn. Dọn tảng đá đi, mới dễ múa búa lớn. Nếu không vừa nện búa xuống, đá văng tùm lum, làm mình bị thương cũng không hay. Lý Tài Nguyên không ở văn phòng, khẳng định là đi ra ngoài làm việc, chỉ chốc lát sau điện thoại vang lên, là Lý Tài Nguyên hướng hắn báo cáo tiến triển. Hạ Tưởng sau khi nghe xong, không hề phát biểu bất cứ cái nhìn gì, chỉ nói một câu. Tôi biết rồi. Không có ý kiến chính là ý ngầm thừa nhận, Lý Tài Nguyên khẳng định trong lòng biết rõ ràng. Buổi tối trở lại khu nhà ở của ủy viên thường vụ, mở máy tính ra, thì nhận được tư liệu chi tiết có liên quan đến biến đổi gen do Vệ Tân gửi đến. Cùng tư liệu chi tiết gửi đến còn có tái bút của Vệ Tân, tính qua một thời gian nữa sẽ tới thành phố Lang khảo sát thị trường, không biết là có hoan nghênh hay không. Chỉ có thể là hoan nghênh thôi, Hạ Tưởng lắc đầu, sau khi trả lời email, đang chuẩn bị ngủ, di động lại vang, vừa nhìn là dãy số của thủ đô, hơi sửng sốt không nhớ được là ai, liền nhận nghe. Anh Hạ, sáng mai em đến thành phố Lang, có đến nhà ga đón em hay không, anh xem mà làm, em không miễn cưỡng. Tống Nhất Phàm vẫn luôn dịu dàng vừa bắt đầu thì đã nhanh mồm nhanh miệng đưa ra một việc khó cho hắn, sau đó cũng không chờ hắn trả lời, liền ngắt điện thoại. Hạ Tưởng coi lại lịch mới biết được quá mơ hồ, ngày mai là thứ bảy. Ngày hôm sau dậy từ sớm,
Hạ Tưởng đầu tiên là gọi đi vài cuộc điện thoại, sau đó liền lái xe tới nhà ga đón Tống Nhất Phàm. Lại ra thật đúng là đã mấy tháng không gặp Tống Nhất Phàm rồi, khi Hạ Tưởng tới nhà ga, liếc mắt một cái liền thấy cô bé duyên dáng yêu kiều đứng ở cửa nhà ga, chiều cao hơi cao lên một chút, có vẻ đùi càng thon dài một tí, eo nhỏ mông to, trước ngực đã không ngượng ngùng mà hàm xúc cao ngất, còn đầy đặn mà mạnh dạn sôi nổi hơn. Vô tình, Tống Nhất Phàm đã không còn là cô em gái nghịch ngợm tinh danh trong mắt Hạ Tưởng nữa, cô đã trưởng thành, đứng thẳng trong đám người, như hạc giữa bầy gà, đã mơ hồ có khí chất của riêng mình. Khí chất của Tống Nhất Phàm vừa không lạnh lùng, cao ngạo hờ hững, cũng không phải là thuần khiết ôn hòa như con gái nhà bên cạnh, cô đứng trong đám người, trên mặt lộ vẻ tươi cười nhẹ nhàng, như một cành hoa lan quý phái mà độc lập, màu trắng tinh khiết. Người qua đường đi ngang qua người cô, có người ngưỡng mộ, có người chú mắt nhìn, lại không có người dám đến gần. Tống Nhất Phàm, vẻ đẹp của cô khiến người ta không thể tâm sinh tà niệm, đều kính trọng và giữ khoảng cách đối với cô ấy. Chỉ có điều trong nháy mắt khi cô nhìn thấy Hạ Tưởng, nét thiêng liêng và trong sạch của vẻ mặt toàn bộ biến mất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập uất ức và bất mãn, vốn định đứng bất động, nhưng lại kiềm chế không được kích động trong lòng, chủ động chạy tới, ôm lấy cánh tay của Hạ Tưởng, oán giận nói. Xem như anh còn biết đến em, biết tới đón em, nếu không, em không để yên cho anh đâu, cũng không bao giờ để ý tới anh nữa. Hoàn toàn là giọng điệu em gái làm nũng với anh trai. Bất kỳ trong lòng người phụ nữ nào dù có xinh đẹp có ngạo mạn có thánh thiện có vòi vọi trên cao đi chăng nữa, đều có một người đàn ông khiến các cô vui mừng khiến các cô lo lắng, khiến các cô bỏ hết những cẩn trọng dè dặt, trở về bản tính trung thật nhất của mình. Tống Nhất Phàm hiện tại, một lần nữa trở về là cô bé đáng yêu, nghịch ngợm ở trước mặt Hạ Tưởng, ôm chặt lấy cánh tay Hạ Tưởng, lắc tới lắc lui. Anh Hạ, cũng đã mấy tháng rồi, anh cũng không đến trường thăm em một lần, đã quên em rồi phải không? Hừ, em thật sự rất giận anh, không muốn để ý tới anh. Em bị người ta ức hiếp, anh cũng không quan tâm, thực nhẫn tâm. Tống Nhất Phàm vẻ mặt gian trá, một bên làm nũng một bên quan sát phản ứng của Hạ Tưởng, kỹ xảo nho nhỏ của cô sao có thể qua được cặp mắt tinh tường của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng liền cười. Em sao lại bị người ta ức hiếp? Ở trong trường học, còn có người có thể ức hiếp được em sao? Đương nhiên là có một nam sinh, mỗi ngày quấn lấy em. Bảo em làm bạn gái anh ta. Nói là làm bạn gái anh ta có được nhiều chỗ tốt, có xe đẹp ngồi, có nhiều tiền xài, nếu em không đồng ý, anh ta sẽ tự sát. Tống Nhất Phàm chớp chớp mắt, cho dù là cô đã trưởng thành nhiều, nhưng ở trong mắt Hạ Tưởng, cô kỳ thật vẫn là cô bé hoạt bát hiếu động, lại thích trêu đùa người khác. Tống Nhất Phàm mặc quần áo phong phanh, quần bò rất đơn giản, áo chỉ mặc một chiếc áo gió trắng mỏng, trên đầu thì buộc một bím tóc đuôi ngựa. Nhưng dù có ăn mặc bình thường hơn cũng không che giấu được vẻ đẹp trời sinh kinh người của cô, nhất là khi cô vừa thấy Hạ Tưởng liền rất là vui vẻ, cả người liền nét mặt tỏa sáng, chói lòa lóa mắt. Khi người qua đường đi ngang qua, đều nhìn cô với ánh mắt say đắm. Con gái 18 thì thay đổi càng đẹp hơn, dùng ở trên người Tống Nhất Phàm, không gì phù hợp hơn. Chỉ có điều Tống Nhất Phàm tuy rằng đã trưởng thành, đầy đặn, nhưng cô ở trước mặt Hạ Tưởng không có một chút ý thức phòng bị, khi dùng sức ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng, chỗ đầy đặn trước ngực liền dán chặt lên cánh tay Hạ Tưởng, khiến cho Hạ Tưởng cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp và mịn màng. Hạ Tưởng có lòng nhắc nhở cô, thấy bộ dáng cô hồn nhiên không cảm thấy gì, lại sợ nói ra ngược lại khiến hai người đều xấu hổ, đành phải giả bộ không biết. Hiện tại nam sinh thời đại là rất hợp thời, nhưng phương pháp theo đuổi nữ sinh vẫn lỗi thời như xưa, không có ý gì mới. Nam sinh kia thích em là con nhà quan hay là con nhà giàu mới nổi? Hình như cả hai, ba anh ta là quan lớn, mẹ thì giàu có, cho nên anh ta muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, kiêu ngạo quá đỗi. Nghe nói anh ta muốn trong cuộc sống có hạn tập trung vào sự nghiệp vô hạn theo đuổi người đẹp. Hơn nữa còn nghe người khác nói, anh ta thề phải theo đuổi cho bằng được toàn bộ người đẹp ở Đại học Bắc Kinh, phì, không phải bệnh thần kinh, chính là bị hoang tưởng. Ở trước mặt Hạ Tưởng, Tống Nhất Phàm rất không có hình tượng mà dán chặt vào Hạ Tưởng, giống như là toàn thân đều dính vào người Hạ Tưởng vậy. Tống Nhất Phàm tuy rằng trong nhà không phải nhà quyền quý, nhưng tốt xấu gì Tống Chiêu Độ cũng đường đường là phó chủ tịch thường trực tỉnh, từ khi Tống Nhất Phàm biết nhớ sự việc, trong nhà cô đã không cần lo chuyện áo cơm. Tống Chiêu Độ làm quan coi như thanh liêm, cho nên gia cảnh bình thường, không có hào khí vung tiền như rác, hơn nữa với tính tình và sự thận trọng của Tống Chiêu Độ.
ông không cho phép Tống Nhất Phàm có hành động ỷ thế hiếp người. Mặc dù như thế, Tống Nhất Phàm cũng là kiến thức rộng rãi, không phải loại con gái hễ thấy xe sang và túi hàng hiệu thì không cần biết gì. Lại thêm Tống Nhất Phàm với tính tình thản nhiên mà tùy ý, không phải là tính cách ham hố hư vinh, một số nam sinh bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn muốn lợi dụng tiền tài và ưu thế quyền quý khiến cô cảm động. Rất xin lỗi, Tống Nhất Phàm không phải là loại con gái ham tiền không có kiến thức, cô không phải là thấy hiếm lạ mà khóc trên xe BMW. Trái lại, cô còn có khả năng khiến cho người lái chiếc BMW phải khóc. Tuy nhiên khi cô nhìn thấy chiếc Audi của Hạ Tưởng, vẫn là bất mãn mà tức giận nói. Sao lại là Audi, có thể đổi chiếc khác ngồi được không? Ba lái Audi, anh cũng Audi. Hạ Tưởng vỗ vỗ sau lưng cô. Ít sông dài thôi, mau lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm. Xe công cán của cán bộ chính quyền chỉ có thể là Audi, không có lựa chọn, hắn không lái chiếc Volvo của mình đến, cũng là sợ nhiều chuyện. Tống Nhất Phàm lè lưỡi một cái. Không vui chút nào, không thể nói xe Audi tốt chỗ nào. Biểu tượng bốn cái vòng tròn giống như hai chiếc xe gắn máy sắp hàng cùng một chỗ. Hạ Tưởng trừng mắt nhìn cô. Không phải đã nói là anh đi thủ đô thăm em, sao đột nhiên chạy tới thành phố Lang? Em muốn đến thăm anh, cho anh một sự tập kích bất ngờ, sao nào, không muốn phải không? Bây giờ tới chỗ anh ở xem, em muốn kiểm tra một chút, anh không có kim ốc tàng kiều, nhà vàng giấu người đẹp. Tống Nhất Phàm vẻ mặt khiêu khích mà nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không nói gì, cô bé Lê và Liên Nhược Hạm đều không có ý tra xét, Tống Nhất Phàm chế giễu, không ngờ lại đòi kiểm tra hắn có sằng bậy hay không, không biết đâu vào đâu. Tới chỗ ở, Tống Nhất Phàm thật đúng là giả khuôn giả dạng mà đi một vòng ở trong phòng, lại hít ngửi hồi lâu, cuối cùng mới vừa lòng. Qua kiểm tra, không có phát hiện tình hình của địch. Rất là giống với hình tượng một phụ nữ thận trọng kỹ tính. Hai người ngồi xuống nói chuyện trong chốc lát. Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của Thang Hóa Lai, Thang Hóa Lai dựa theo ám chỉ của Hạ Tưởng, cùng Lý Tài Nguyên âm thầm bố trí, hiện tại tiến triển thuận lợi, bước đầu tiên đã đạt tới mục tiêu mong muốn. Hạ Tưởng khen ngợi Thang Hóa Lai vài câu, kêu y và Lý Tài Nguyên chú ý an toàn, cẩn thận làm việc. Thứ hai hẳn là châm mồi lửa đầu tiên, đều nói quan mới đốt lên ba đống lửa, Hạ Tưởng đã tới thành phố Lang gần một tháng, một ngọn lửa cũng chưa đốt, chẳng qua chỉ khơi dậy một cuộn sóng. Lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đương nhiên, rất nhiều người đều biết rõ chính là, thành phố Lang có tình hình chính trị phức tạp và vị trí địa lý đặc thù, không cho phép xuất hiện một cán bộ vừa lên đảm nhiệm liền gióng trống khua chiêng muốn làm gì thì làm. Đừng nói Hạ Tưởng là phó thị trưởng thường trực, dù hắn là thị trưởng, bí thư thành ủy, sau khi nhậm chức cũng phải một chút thành thật, nếu không, sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Chương 799, ra tay, không ai có thể chống lại. Hôm nay Hạ Tưởng vốn muốn gặp lại Lưu Nhất Lâm nói chuyện, nhưng Tống Nhất Phàm đột nhiên làm rối kế hoạch của hắn, chỉ có thể đổi thành đi cùng Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm cũng thú vị, có lẽ vì duyên cớ mới sớm ra đã ngồi xe, bỗng nhiên đã mệt rồi, muốn ngủ một lát, Hạ Tưởng hết cách với cô, chỉ đành tùy theo ý cô. Cô liền rất nhanh mà cởi áo khoác ngoài ra, cuối cùng không ý tứ cởi áo thu, rồi chui vào trong chăn của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vốn muốn đổi một chiếc chăn cho cô, còn chưa kịp nói thành lời. Cô đã nằm xuống, còn ngửi ngửi. Không hôi, có mùi vị đàn ông, em thích. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười, muốn nói cái gì, lại lắc lắc đầu. Chỉ lát sau, Tống Nhất Phàm đã thật sự ngủ say rồi. Thật sự một chút cũng không có đề phòng đối với hắn, không xem hắn là người ngoài. Hạ Tưởng cười cười, đóng cửa phòng ngủ, đi vào thư phòng. Nhà ở mà thành ủy cấp cho hắn có 3 phòng 2 sảnh, xem như rộng rãi. Trước tiên gọi điện cho Tống Chiêu Độ, nói rõ một chút tình hình Tống Nhất Phàm đến thành phố Lang, có một số chuyện phải giải thích rõ ràng mới tốt, dù sao Tống Nhất Phàm cũng đã là thiếu nữ rồi. Tống Chiêu Độ lại không nói gì nhiều, đối với sự gần gũi của Tống Nhất Phàm và Hạ Tưởng, ông vô cùng yên tâm. Vốn nghĩ có một số lời không muốn nói, nhưng nhẫn nhịn, Tống Chiêu Độ vẫn nhẫn nhịn không nổi, đã nói ra. Tiểu Hạ, tình hình ở thành phố Lang khá là đặc biệt. Cần thiết bồi dưỡng lực lượng đáng tin cậy trong hệ thống công an. Lộ Hồng Chiêm là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật thành phố Lang kiêm cục trưởng công an, ở thành phố Lang kinh doanh mấy năm, đem hệ thống công an chế tạo ra như một tấm sắt, trên cơ bản rất khó đánh từ ngoài vào, chỉ có thể từ trong nội bộ đột phá. Hạ Tưởng cũng sớm đã nghĩ đến việc phải bồi dưỡng lực lượng trong hệ thống công an,
chẳng qua vẫn chưa tìm thấy cơ hội thích hợp. Nhạc quan lần trước đủng đa đủng đỉnh đến muộn là quan hệ của Lưu Nhất Lâm, nhưng ông ta chỉ là phó trưởng phòng công an quận, phân lượng không đủ. Ý ban đầu của Hạ Tưởng là muốn ở cục công an thành phố tìm kiếm một phó cục trưởng thích hợp tiến hành bố cục, chẳng qua điều kiện vẫn luôn không chín muồi. Lộ Hồng Quân ở hệ thống công an rất có uy vọng, lại có thủ đoạn, mấy vị phó cục trưởng bị ông ta ép tới gắt gao, căn bản không có quyền phát ngôn. Dù sao ông ta cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, lại là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật kiêm nhiệm cục trưởng công an, quyền lớn đầy mình, lại có quan hệ không tồi với Cổ Hướng Quốc. Nhưng mọi việc đều là điểm đột phát, bây giờ không phát hiện, không phải là về sau sẽ không có. Hạ Tưởng mơ hồ cảm giác, có lẽ chuyện của Dương Bân là điểm thiết nhập có thể phá vỡ tấm sắt. Khi sắp sửa buông điện thoại xuống, Tống Chiêu Độ dường như chần chừ một chút, sau đó vẫn điểm thêm một câu. Dựa vào sức lực của mình cậu để mở ra cục diện, thực tại là có hà khắc một chút đối với cậu, bỏ đi, tôi nói thêm một câu, phó cục trưởng anh thành chủ quản hình sự của thành phố Lang, con trai ông ta làm việc tại tập đoàn Đạt Tài, bản thân ông ta có quan hệ không tồi với Tôn Định Quốc. Điện thoại đã ngắt, Hạ Tưởng ngây ra, bất đắc dĩ mà cười. Nói không quan tâm ông ta, kỳ thực thẳm sâu trong lòng Tống Chiêu Độ, vẫn luôn không yên tâm về hắn. Trong lòng Hạ Tưởng có sự ấm áp rất sâu. Sau đó, Hạ Tưởng liền gọi điện cho Thẩm Lập Xuân, biết rõ chức vụ ở tập đoàn Đạt Tài của con trai anh Thành là phó tổng hạng mục, làm việc coi như không tồi. Hắn liền dặn dò Thẩm Lập Xuân mấy câu, sau khi tắt máy, hơi chút suy nghĩ, lại gọi điện cho Tôn Định Quốc. Quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tôn Định Quốc cũng không mật thiết, nhưng vì sự tâm đầu ý hợp mười mấy năm giữa Tôn Định Quốc và Tào Vĩnh Quốc, Hạ Tưởng có việc mở miệng với ông ta hiển nhiên sẽ gắng hết sức mà giúp đỡ. Nghe Hạ Tưởng hàm xúc mà điểm ra tên của anh Thành, Tôn Định Quốc ha hả cười. Anh Thành quả thực là bạn cũ của tôi, tính cách ông ta có chút ngang bướng, không dễ đối xử với nhau, cho nên nhiều năm như vậy vẫn không lên nổi, cũng sắp đến điểm rồi, còn hai năm nữa là về thôi. Gặp ông ta, thì nói tôi nhớ ông ta nhé, bảo ông ấy có thời gian đến thành phố Yên uống rượu với tôi, còn nữa, nhớ mang theo một chai rượu nê khanh. Hạ Tưởng trong lòng hiểu rõ, ha hả cười. Chú Tôn, Tôn An khi nào kết hôn, cháu đến uống rượu mừng của cậu ấy. Đừng nhắc đến nó nữa, nó không còn nhỏ nữa, mà vẫn chưa chín chắn, ngày ngày chỉ loang quang thôi. Nói thêm mấy câu chuyện phím, Hạ Tưởng tắt máy, thở dài một hơi, trên cơ bản công tác tiền kỳ xem như đã hoàn toàn phẳng phiu, trong lòng cũng yên tâm không ít. Vừa uống một ngụm nước, liền nghe thấy trong phòng ngủ vọng ra tiếng khóc hu hu, trong lòng hắn giật mình, vội vàng chạy vào trong xem. Chỉ thấy Tống Nhất Phàm đạp tung chăn ra, cuộn tròn người, chiếc áo thu trên người không biết bị cô cởi ra từ lúc nào, chỉ mặc một chiếc áo ngực, đường cong duyên dáng, khiến người ta vừa nhìn, huyết mạch sục sôi. Tuy nhiên Hạ Tưởng lại không có ý nghĩ đẹp đẽ dịu dàng nào, chỉ cảm thấy bộ dáng khóc thút thít của Tống Nhất Phàm khiến người ta đau lòng, hắn vội tiến đến đắp lại chăn cho cô, rồi véo véo tai của cô để đánh thức. Được rồi, đừng khóc nữa, có anh ở đây, đừng sợ. Tỉnh lại đi, Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm cuối cùng cũng tỉnh lại, rất nhanh lao vào lòng Hạ Tưởng. Em sợ quá, em rất sợ. Sợ gì? Hạ Tưởng nhìn bộ dáng của cô, thật đúng là nhành hoa lê đẫm mình trong mưa xuân, khiến trong lòng người ta mềm mại mà yêu thương. Chỉ là bây giờ Tống Nhất Phàm gần như nhào vào lòng hắn với cơ thể trần trụi, ít nhiều có chút bất nhã, hắn liền nhẹ nhàng đẩy cô ra. Từ từ nói, đừng sợ, ai bắt nạt em. Anh sẽ bắt nạt lại nó. Tống Nhất Phàm bị xô ngã ra nhưng lại không chịu, rất nhanh lại ngồi dậy, còn nhào vào lòng Hạ Tưởng. Là Ma Phàm, cậu ta ngày ngày quấy rầy em, còn nói hận em, nói em không đồng ý làm bạn gái cậu ta sẽ... cậu ta sẽ trói em lại. Hạ Tưởng bỗng chốc nổi giận, giữa hắn và Tống Nhất Phàm, vừa có tình nghĩa anh em, vừa có chút tình cảm không nói rõ ràng ra được, nếu Tống Nhất Phàm thích người khác, hắn cũng chúc phúc cho cô. Cô không thích ai, ai cũng không miễn cưỡng được cô. Không ngờ có người uy hiếp Tống Nhất Phàm, thật là to gan lớn mật. Hạ Tưởng an ủi Tống Nhất Phàm. Ngày mai anh sẽ đưa em về trường, giáp mặt tìm hiểu một chút xem Ma Phàm rốt cuộc là phiền phức cỡ nào. Tống Nhất Phàm vừa nghe Hạ Tưởng che chở cô, lập tức lại nín khóc mỉm cười. Em đói rồi, muốn ăn cơm. Sau khi chỉnh đốn xong xuôi, Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm xuống lầu. Hắn đưa Tống Nhất Phàm đến Ngũ Quân Đô Đốc Phủ ăn cơm, lần trước đã ăn qua một lần,
phong vị của đồ ăn quả thực không tồi. Cái mà Hạ Tưởng không biết là, xe của hắn vừa ra khỏi trụ sở thành ủy, đằng sau liền có một chiếc xe lặng lẽ đi theo. Trên xe có bốn thanh niên trai tráng, một người trong đó sau khi gọi điện xong, vẻ mặt cười nham hiểm nói một câu. Lát nữa lúc ra tay, chú ý đúng mực, đừng làm bị thương nặng quá. Còn nữa, cô bé kia rất xinh đẹp, các anh em phải kiềm chế chút, chân tay cô nàng rất yếu ớt, đừng làm gãy đấy. Hơn nữa đại ca không nói gì, có lẽ còn có thể thừa cơ lợi dụng chút. Khi Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm đến Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, đã chật kín người, hắn tuy là phó thị trưởng thường trực, nhưng không có ai biết hắn, cuối cùng miễn cưỡng tìm một chỗ và ngồi xuống, còn cho rằng Tống Nhất Phàm sẽ ngao ngán, không ngờ cô hì hì cười. Cảm giác chen tới chen lui không ai nhận ra thật tốt, lén lén lút lút, rất kích thích. Không giống như ở thành phố Yến, đi đến chỗ nào cũng có người quen, vô vị. Nghe ra giống như sự hưng phấn của yêu đương vụng trộm thành công, Hạ Tưởng lắc đầu, sau khi chọn xong đồ ăn, Tống Nhất Phàm lại rất không có hình tượng mà ăn ngấu ăn nghiến. Nửa tiếng đồng hồ giải quyết xong vấn đề no ấm, Hạ Tưởng liền cùng Tống Nhất Phàm đứng dậy đi ra ngoài, đi đến cửa, vừa lúc gặp mấy người chen cửa vào. Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm lui sang một bên, đợi cho đối phương qua trước. Không phải sợ bộ dáng hùng hổ của mấy người họ, mà là Hạ Tưởng đã quen nhường bước, chưa bao giờ so đo chi tiết nghi thức xã giao với người khác. Không ngờ đối phương tất cả có bốn người, cố ý chen tới chen lui vào người Hạ Tưởng. Chen lấn hắn một chút cũng không sao, lại có người lén lút giơ tay về phía Tống Nhất Phàm, rất nhanh nắm lấy cổ tay Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm nổi giận. Giơ tay cầm lấy một cốc trà nóng ở chiếc bàn bên cạnh, không một chút khách khí mà đổ lên tay người nọ. Lấy cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Tống Nhất Phàm đủ tàn nhẫn, người bên cạnh vừa rót một cốc trà nóng hổi, liền bị cô sử dụng làm bỏng rát tay, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết, người nọ đau đến mức nhảy cẫng lên, chửi ầm ĩ. Con chó cái, dám làm bỏng tay tao, tao sẽ chơi mày. Nếu y nói những lời khác thì còn tạm. Nhưng lại nói ra những lời lăng mạ Tống Nhất Phàm, lập tức khiến Hạ Tưởng giận tím mặt. Vốn hôm nay chuyện Tống Nhất Phàm khóc đã khiến hắn không thoải mái rồi, trong mắt hắn, Tống Nhất Phàm vẫn luôn là cô bé con, là đứa em không dễ để bị người khác bắt nạt. Bây giờ lại có người ngay trước mặt nói những lời càn như vậy, lửa giận của hắn bốc cả lên đầu. Hạ Tưởng đánh nhau với người khác, thông thường không ra tay trước, hôm nay, hắn phải phá lệ. Lời nói của người nọ vừa rơi xuống. Hạ Tưởng liền cho vào mặt hắn một đấm, lập tức đánh nát cái mồm toàn răng chó của y. Y đau đến mức kêu oa oa, hai tay bưng mặt, còn chưa phản ứng lại, Hạ Tưởng giơ tay tóm lấy cổ áo y, dùng lực kéo xuống, đồng thời đùi phải nâng lên, đầu gối và bụng đối phương đã có một sự tiếp xúc rất gần. Khi đánh nhau thật, đánh chúng vào chỗ mềm yếu nhất ở bụng là thủ pháp của người thạo nghề. Một là không dẫn đến bị thương quá nặng, mà bụng bị đánh chúng rất đau. Trong thời gian ngắn sẽ mất sức chiến đấu. Hạ Tưởng đã chú ý tới đối phương là có chuẩn bị mà tới, tức là không có chuyện mà kiếm chuyện, trong lòng cũng biết lai lịch của đối phương. Cho nên không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã đánh gục một tên, chính là để giảm bớt sinh lực của đối phương. Đối phương tất cả có bốn người, ai cũng cao to rắn chắc, một mình hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, hơn nữa còn có Tống Nhất Phàm ở bên cạnh, càng không thể để người khác làm bị thương cô. Đối phương cũng không ngờ Hạ Tưởng lại ra tay mạnh như thế, vừa đối mặt đã làm ngã một tên, hơn nữa thủ pháp còn rất cay độc, hắn vừa không có sức lực, lại không phải là loại hình cao lớn thô kệch, làm sao lại có bản lĩnh như thế. Hạ Tưởng vừa ra tay, người của đối phương liền ngã xuống, đám người đang ăn trong nhà hàng nghe rầm một tiếng tất cả đều bổ nhào ra ngoài. Ông chủ nhà hàng tự chủ có hậu đài, nổi giận đùng đùng chạy ra. Đánh nhau ra bên ngoài mà đánh. Dám gây sự ở đô đốc phủ, cũng không nhìn xem là địa bàn của ai sao. Đến trước mặt mấy người, vừa thấy người đối diện là Hạ Tưởng, liền rụt cổ xoay người đi vào, không nói thêm một lời. Hạ Tưởng đoán cũng có thể đoán ra, đối phương là người của Nga Ni Trần. Cũng chỉ có Nga Ni Trần mới có thể oai phong như thế ở thành phố Lang. Kẻ cầm đầu mắt lộ ra sự hung hăng, y giơ tay lấy ra một con dao nhọn. Này, nhóc, gan không nhỏ. Dám đánh người của tao, hôm nay không cho mày rơi chút máu, mày không biết sự lợi hại của ông mày. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn người thấp nhất ở bên cạnh một cái. Trương Long, nhìn xem Triệu Hổ có bị làm sao không. Nói với nó, chịu khó chút, lát nữa chích máu thằng này, còn con bé tùy nó đùa giỡn.
Hạ Tưởng hôm nay hết sức tức giận, hắn đến thành phố Lang gần một tháng rồi, không thể nói mọi việc đều không thuận lợi, dù sao cục diện không dễ mở ra, Nga Ni Trần một bên giả bộ trọng đãi, còn tặng hắn căn phòng hạng A1, một bên ngấm ngầm cử người dùng vũ lực uy hiếp hắn, hơn nữa còn giữa ban ngày ban mặt, thật sự là hung hăng càn quấy quá điểm rồi. Nếu chỉ có mình hắn, hắn có lẽ sẽ nghĩ cách thoát thân, không muốn đánh một trận thực sự với đối phương. Nhưng bây giờ bên cạnh có Tống Nhất Phàm, hơn nữa ánh mắt của bọn chúng còn vô cùng mờ ám mà quét đi quét lại trên người cô, không ngờ miệng còn nôn ra những lời bẩn thỉu, lại muốn có những hành vi sai trái với Tống Nhất Phàm. Được, hôm nay mượn một cái cớ, lấy bạo chống bạo, cũng để Nga Ni Trần biết, đừng hòng ở trước mặt hắn dùng vài thủ đoạn cấp thấp hèn hạ. Huống chi Hạ Tưởng cũng không phải không có chỗ lùi. Hạ Tưởng thấy đối phương lấy ra uy hiếp, trong lòng mặc dù lửa giận đùng đùng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, thừa cơ lúc đối phương quay đầu nói chuyện, hắn đột nhiên gây chống đối, một chân lao ra, đánh trúng vào cổ tay của đối phương, đá bay con dao, sau đó thừa lúc đối phương chưa kịp phản ứng lại, vẫn là đòn cũ, nâng đùi lên, rất mạnh mà đánh vào bụng đối phương. Đối phương đáp lại bằng tiếng kêu, rồi cuộn tròn trên đất, đau đến mức chết đi sống lại. Hạ Tưởng đã nổi giận, gần như dùng toàn bộ sức lực, cái muốn chính là làm cho đối phương tạm thời đến bỏ cũng không bỏ dậy được. Bốn người mệnh danh là Tứ Tiểu Long, tên thật không ai biết, chỉ biết biệt hiệu của bọn chúng là Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, tên đầu tiên bị Hạ Tưởng đánh gục là Triệu Hổ, tên thứ hai là kẻ cầm đầu trong bốn tên, là Vương Triều. Ai cũng không ngờ rằng Hạ Tưởng hung hãn như thế, hai lần ra tay, làm thương nặng hai tên, Mã Hán và Trương Long thấy thế, trong lòng đột nhiên thấy sởn gai ốc, thật là hiểm, mẹ nó chứ. Bọn chúng uy hiếp không ít người, vẫn luôn cho rằng chỉ cần là người làm quan đều là loại yếu đuối có thể bắt nạt, cần bản lĩnh không có bản lĩnh, cần tài nghệ không có tài nghệ, không ngờ hôm nay xem như gặp phải gốc rạ cứng. Phó Bí Thư Hạ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trước đây nghe lão tặc nói Hạ Tưởng lợi hại như thế nào, bọn chúng còn không tin, hôm nay so chiêu mới biết, đúng là một nhân vật đáng gờm. Nhưng những người bị thương dưới tay Mã Hán và Trương Long có vô số, dũng cảm gan dạ hơn cả lão tặc, đánh ngã hai người, bọn họ vẫn còn hai người, hơn nữa vừa rồi là bị Hạ Tưởng đánh bất ngờ, nếu thật sự đánh ngay mặt, Hạ Tưởng khẳng định đánh không lại hai người bọn họ. Hai tên cũng không thèm để ý Vương Triều và Triệu Hổ đang nằm dưới đất, đều phân ra mỗi người lấy một cái ghế, hôm nay liều mạng, bị người ta ức hiếp thành ra thế này, không trả đòn, về sau danh tiếng của Tứ Tiểu Long xem như bị diệt ở thành phố Lang. Kỳ thật chủ ý hôm nay ra ngoài là gây phiền toái, làm liên lụy để đe dọa Hạ Tưởng, không ngờ mọi việc lại biến thành như bây giờ, làm cho người ta chuẩn bị không kịp. Tuy nhiên đã đâm lao thì phải theo lao, cùng lắm về sau trốn chạy là xong, dù sao cũng phải báo thù trước. Hơn nữa cô bé đi theo Hạ Tưởng quả thực rất đẹp, tươi ngon mọng nước, so với hoa vàng bạc của đại ca cũng không kém, hai đứa liền nổi cơn háo sắc. Tống Nhất Phàm không sợ đến mức dung nhan thất sắc, một bên nắm chặt lấy tay Hạ Tưởng, một bên giơ tay lấy một phích nước nóng đưa cho Hạ Tưởng. Anh Hạ, làm chúng nó bỏng đến nở hoa trên mặt đi. Hạ Tưởng lắc đầu, đến lúc nào rồi, cô còn không có một chút cảm giác nguy cơ, vừa rồi hắn chẳng qua là đánh đối phương trở tay không kịp. Bây giờ hai người một trái một phải ép hắn, rõ ràng là phối hợp ăn ý, hắn có muốn ung dung đối phó hai người, không có khả năng. Hắn quay đầu nói nhỏ với Tống Nhất Phàm một câu. Trên người anh có điện thoại, ấn phím 5 gọi cho thư ký của anh Lý Tài Nguyên, bảo ông ta mang người đến giải vây. Tống Nhất Phàm rất nghe lời Hạ Tưởng, thấy vẻ mặt căng thẳng của Hạ Tưởng, cũng không dám gây chuyện nữa, vội vàng lấy điện thoại từ trên người Hạ Tưởng, chạy sang một bên và gọi đi. Mã Hán và Trương Long thấy Hạ Tưởng muốn gọi cứu binh, liếc nhìn nhau, một tên giơ ghế lên đập về phía Hạ Tưởng, một tên dương nanh múa vuốt lao về phía Tống Nhất Phàm. Hạ Tưởng thì không sao, ung dung né được, Tống Nhất Phàm sợ tới mức căng thẳng làm rớt điện thoại sang một bên. Một tên quấn lấy Hạ Tưởng, một tên lao lại chỗ Tống Nhất Phàm, mắt thấy Hạ Tưởng thoát thân không nổi, Tống Nhất Phàm lại sắp rơi vào nanh quỷ, cánh cửa nhà hàng cạch một tiếng bị người ta mở ra. Bốn năm người vây quanh một cô gái tiến vào, cô gái vừa vào rất nhẹ nhàng mà nói một tiếng. Mã Hán, Trương Long, dừng tay. Giọng nói không lớn, cũng không quá nghiêm khắc, nhưng lại như có ma lực, lập tức khiến cho Mã Hán và Trương Long dừng ngay tại chỗ. Hai người đều quay người lại, không tự chủ được mà cười khổ một chút, làm sao cô ta cũng vào góp vui thế này. Người đến chính là Vương Sắc Phi.
Người bên cạnh Vương Sắc Phi không nhiều, nhưng cũng có 4-5 người, đủ để đối phó với Mã Hán và Trương Long. Mã Hán buông ghế xuống, liếc nhìn đám người bên cạnh Vương Sắc Phi một cái, phản đối nói. Chị Sắc Phi, giữa chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chị muốn trộn lẫn với nhau, không thích hợp lắm đâu. Vương Sắc Phi nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy Hạ Tưởng không tổn hại gì, mới yên tâm, liền nói. Vừa lúc ngang qua, thấy Phó Thị trưởng Hạ ăn cơm ở đây, nên vào chào hỏi một chút. Thế nào, các ngươi không biết Phó Thị trưởng Hạ sao? Trực tiếp đưa tên tuổi của Phó Thị trưởng ra, hiển nhiên có ý là muốn đối phương biết khó mà lui. Không ngờ Mã Hán giả bộ không nghe thấy. Chị Sắc Phi, hôm khác em mời chị ăn cơm, hôm nay ở đây em bao rồi, làm phiền chị đến nơi khác, thế nào? Rõ ràng là khẩu khí thương lượng, kỳ thực vẫn còn giọng điệu uy hiếp. Vẻ mặt của Vương Sắc Phi cuối cùng cũng nổi giận, không chỉ không nể mặt Hạ Tưởng, đến sĩ diện của cô cũng không màng, làm càn quá rồi, cô tuy thế lực không lớn như Nga Ni Trần, nhưng trong địa giới thành phố Lang, cũng có chút thế lực. Hôm nay tôi muốn mời Phó Thị trưởng Hạ ăn cơm, Mã Hán, cậu nể mặt tôi đi. Cho dù là tức giận, Vương Sắc Phi vẫn mang vẻ mặt yếu ớt, chỉ có trong đôi mắt mơ hồ lộ ra vẻ tức giận. Mã Hán lạnh lùng mà nhìn Hạ Tưởng một cái, rồi thản nhiên lắc đầu. Chuyện hôm nay, anh em của tôi chịu thiệt lớn, không tính toán rõ ràng, tôi sẽ không rời khỏi nhà hàng nửa bước. Không chỉ Vương Sắc Phi nổi giận, đến cả Hạ Tưởng cũng tức giận đến không thể át được. Thế lực đen của Nga Ni Trần ở thành phố Lang quả thực là hung hăng càn quấy quá mức rồi, dưới tình hình Vương Sắc Phi điểm danh hắn là phó thị trưởng, đối phương lại giả như điếc, còn không sợ hãi, một chút cũng không có ý lùi bước, coi trời bằng vung mà. Lẽ nào nói, đối phương nhất định phải trị hắn một trận. Hạ Tưởng trong nháy mắt hạ quyết tâm, lấy bạo lực chống bạo lực đôi khi là một lựa chọn cần thiết, trong lòng hắn cầm chắc chủ ý, phải cho Nga Ni Trần biết tay. Vương Sắc Phi cũng không nói gì, lùi lại một bước, mấy người đằng sau cô lập tức tiến lên một bước, đứng chắn ở trước mặt cô, dương mắt nhìn Mã Hán và Trương Long. Mã Hán và Trương Long hai người đối mặt với bốn người, một chút cũng không khiếp sợ, ngược lại vẻ mặt cười gằn mà tiến lên một bước. Vừa bước lên, mấy người mà Vương Sắc Phi đưa đến không hẹn mà cùng sợ tới mức lui về phía sau một bước, có thể thấy oai phong của Nga Ni Trần ở thành phố Lang, thật là không ai có thể chống lại. Chương 800, lập uy, làm ít lợi nhiều. Chính vào lúc này, bên ngoài cửa vừa vang lên, lại có 5 người tiến vào, vừa thấy thì rõ ràng là đồng bọn của Mã Hán, bọn họ cùng gia nhập vào đội ngũ của Mã Hán, bên Mã Hán lập tức khí thế hùng hùng, người của Vương Sắc Phi rõ ràng là có ý khiếp sợ. Mã Hán càng hung hăng mà ha hả cười. Chị Sắc Phi, mấy anh em chân tay không có mắt, nếu chị không lui, chẳng may đụng phải tấm thân quý giá của chị, thì cũng thành thật xin lỗi. Ngụ ý là, nếu Vương Sắc Phi không nhường bước, bọn chúng cũng sẽ đánh cả Vương Sắc Phi. Hạ Tưởng bỗng nhiên ha hả cười. Được rồi, chị Sắc Phi, tình nghĩa của chị tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, chị lui lại đi, xem hôm nay tôi lập uy ở thành phố Lang như thế nào. Mã Hán sửng sốt, Hạ Tưởng mơ hồ hay là bị làm sao rồi, hắn còn lập uy. Oai phong sắp sửa mất hết rồi, hắn còn lấy cái gì mà lập uy. Mã Hán chưa kịp phản ứng lại, Hạ Tưởng đã ra tay. Hạ Tưởng đột nhiên tóm một cái ghế, xối xả mà ập xuống người Trương Long ở phía sau hắn, chỉ nghe, rầm, một tiếng, chiếc ghế bị gãy nát, còn Trương Long đứng ngây tại chỗ, há hốc miệng nhìn Hạ Tưởng, gần như không tin vào sự thực đã xảy ra vậy. Ngây ra một lúc, trên đầu bắt đầu rỉ máu, y chỉ kịp dùng tay chỉ Hạ Tưởng một cái. Ngươi! Một câu chưa nói hết, thì, rầm, một cái và ngã xuống đất. Hôn mê. Đủ mạnh, đủ tàn nhẫn, cảnh tượng Hạ Tưởng dùng cái ghế lập uy, trong nháy mắt đã kẹt hình trong mắt Vương Sắc Phi, khiến cô cả đời khó quên. Những quan viên mà cô gặp qua, hoặc là mang vẻ đạo mạo, hoặc là hào hoa phong nhã, hoặc là thú đội lốt người, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Tưởng vừa có mặt tự nhiên anh tuấn, lại có mặt quyết đoán mạnh mẽ, khiến tận sâu trong lòng cô, vừa khâm phục sự bình tĩnh của Hạ Tưởng, lại khiếp sợ một đòn chí mạng không một chút thương tình của hắn. Hạ Tưởng, không thể thúc ép quá căng, chỉ có thể từ từ tìm cách, nếu không hắn lên cơn, thật sự là rất đáng sợ. Điều khiến Vương Sắc Phi không thể ngờ tới là, thủ đoạn tiếp theo của Hạ Tưởng, càng khiến cô kinh hãi trong lòng. Mã Hán thấy Hạ Tưởng 3 lần ra tay, đánh sập 3 huynh đệ của y, lập tức máu sôi sùng sục, mẹ nó, liều mạng vậy,
mặc kệ hắn là phó bí thư gì đó, đánh chết hắn, đánh chết rồi tính, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Các anh em, lên, đánh gãy chân thằng kia, còn đứa con gái thì tùy. Lời thô tục còn chưa nói hết, một phích nước nóng bay tới trước mặt, khiến hắn sợ tới mức vội né sang một bên. Phích nước nóng rơi xuống đất, nước tóe tung khắp nhà, bay vào mặt hắn, nóng rát vô cùng. Mã hắn nổi giận, như phát điên mà xông lên, còn chưa kịp sải bước ra, liền nghe tiếng kêu ngoài cửa, từ bên ngoài có 3-4 người lao vào. Tuy số lượng không đông, nhưng ai ai cũng điều luyện hơn người, vẻ mặt trầm tĩnh, hai mắt nổi lửa, không nói một lời, bước chân như bay lao đến trước đám người Mã Hán, mấy người bỗng nhiên cùng lúc ra tay, ba tên đứng đầu tiên bất ngờ không kịp phòng, một tiếng hét thảm thiết vang lên rồi gục xuống đất, hai tay ôm chân, cuộn tròn trên nền nhà. Ánh mắt lạnh lùng hà khắc, sự ra tay bình tĩnh, bước nhịp đều đặn, khiến Mã Hán rùng mình, là dân giỏi võ, hay là quân xuất ngũ. Còn chưa kịp mở miệng hỏi lai lịch của đối phương, người cầm đầu đã đến trước mặt hắn, cho hắn một đấm vào ngực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.